Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 74. Mình bị thương tin tức, phải phong tỏa. Nếu không hồn điện những năm gần đây, chèn ép như thế nhiều thế lực, tất nhiên sẽ để báo thù. Hồn điện mặc dù có thể chèn ép rất nhiều thế lực, thậm chí điều khiển vài đại trung nhóm thế lực, chính là bởi vì trong điện phong thần võ giả và tiên tôn, thần quân số lượng đều là lên cùng tông phái rất nhiều, thậm chí sánh vai năm ba cái bên trong cùng tổng hợp. Nhưng là chủ lực đều bị mang đi, những thứ khác thế lực biết bổn tôn không bị thương, còn không dám động, nếu như biết, sợ rằng tổng điện khó giữ được. Thần Long gia tộc ban đầu chiêu mộ thời điểm, cơ hồ tương đương với cầm đao đặt ở hồn điện trên cổ. 10 vị phong thần trưởng lão, một vị phong tước hiệu chân thần trưởng lão đích thân tới, hồn điện yên có thể cự tuyệt, nhóm lớn cao thủ bị điều đi, cho tới cái này 10 năm qua. Hồn điện đối với chúng ta thế lực nắm trong tay độ và thấm vào độ, từng bước yếu bớt, đưa đến Bắc Cung gia tộc đều không lại sợ hãi hồn điện. Linh võ đại lục tông phái, vô luận cấp bậc cao thấp, muốn trấn áp địa bàn của mình, chính là phải dựa vào tuyệt đỉnh cường giả. Nếu như không có tuyệt đỉnh cường giả, liền cần số lượng nhất định cao thủ hàng đầu. Giống như là hồn điện. Đỉnh cao thời kỳ, 10 vị phong thần võ giả, cho dù là đối mặt Vạn Kiếm đế cung. Đối mặt Linh Tiên đế cung, chỉ cần nguyện ý, đều có thể tiêu diệt đối phương. Thậm chí còn có 8-9 vị tinh khiếu cảnh phong thần võ giả Bách Tiên Vương cung, cũng không sợ sợ chi. Nhưng là, lần này 10 vị phong thần võ giả, bao gồm điện chủ ở bên trong, đều bị thần long gia tộc chiêu mộ rời đi. Hiện nay hồn điện chủ sở chính. Chống đỡ chết vậy thì tương đương với gần phân nửa bên trong cùng tông phái, thậm chí còn không bằng. Dù là thời khắc mấu chốt có thể thông báo ở ma vực ngăn địch điện chủ và các trưởng lão trở về, thế nhưng vậy cần thời gian à. Lúc trở lại, cố nhiên có thể dọn dẹp kẻ địch. Nhưng là tổng bộ ở giữa hết thảy bảo vật, thậm chí còn hồn thiên và 50 vị hợp đạo cảnh thần quân, sợ rằng cũng đã chết. Cho nên, hồn thiên bị thương tin tức, tuyệt không dám lộ ra ngoài chính là tự tìm cái chết. Chúng ta rõ ràng. Phải chăng cần phải báo cho Thiên Bảo Các, thành tựu người chứng kiến? Cường đại nhất vị kia thần quân hỏi, hắn là rất nhiều hộ pháp đại thống lĩnh, hợp đạo cảnh cửu tầng thiên, chiến lực chút nào không thể so với tạo hóa cảnh nhị tầng thiên cường giả yếu, có thể so với Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Ngũ trưởng lão, cũng là biết thời khắc này tầm quan trọng. Thời đại thượng cổ cửu địch đã xuất hiện. Ngũ trưởng lão bị thương nặng. Chúng ta không thể ra đánh, như vậy thời khắc mấu chốt. Dù là điện chủ bọn họ phải chạy về tới, cũng cần thời gian một tháng. Sợ rằng tương lai một tháng sẽ là hồn điện gian nan nhất thời khắc. Thông báo Thiên Bảo Các, nói Diệp Thần người này, mơ ước ta hồn điện bảo vật và thánh nữ, chẳng biết xấu hổ. Ý đồ làm hái hoa tặc, mà thực lực thấp kém, bổn tôn khinh thường tại động thủ, thánh nữ hiển thị hiệu lệnh, lấy thời không chi binh treo giải thưởng Diệp Thần tánh mạng. Hồn thiên tìm so với là hoàn mỹ mượn cớ, trong lòng chỉ có thể mặc niệm thật xin lỗi thánh nữ. Thánh nữ, điện chủ thứ 5 cô con gái, 18 tuổi tác, bây giờ là thần vương cảnh tam tầng thiên. Như tình huống như vậy, Diệp Thần thần vương cảnh tam tầng thiên, ngược lại là muốn làm hái hoa tặc vậy hợp lý. Ngoài ra, các ngươi điều khiển 5 cái hộ pháp đi ra ngoài, giả vờ đuổi giết Diệp Thần. Muốn giết Diệp Thần. Sợ rằng cần phải tạo hóa cảnh ra tay không thể. Hồn thiên ánh mắt thoáng qua, suy tư một phen nói ta sẽ thông báo cho lệnh hồ gia tộc người ra tay, đến lúc đó người phối hợp bọn họ, treo giải thưởng chỉ là mặt ngoài, các ngươi chỉ là trợ lực. Dĩ nhiên, treo giải thưởng cũng sẽ để cho một ít lão già kia động tâm. Đủ để hấp dẫn 5-3 vị hợp đạo cảnh lão ra đi giết Diệp Thần. Treo giải thưởng có giết hay không được? Không nhất định. Dù sao hai tay chuẩn bị, nhất định phải giết Diệp Thần. Chúng ta tuân lệnh. Ừ. Lúc này, thì có 5 vị hợp đạo cảnh hậu kỳ thần quân hộ pháp đứng ra, hướng xa xa bay đi, muốn đuổi đi Tây vực đuổi giết Diệp Thần. Tây vực bên trong. Bắc Cung gia tộc hạ hạt một nơi thành lớn bên trong, Diệp Thần mua một cái nhà độc lập viện tử, ở 4 phía vây bố trí trận pháp, liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, chọn chính giữa vật phẩm hữu dụng chữa thương. Hắn lấy ra mấy chục càn khôn giới chỉ, hơi tiếc nuối, nói, đáng tiếc, không có cung điện loại tiên khí. Nếu là dùng, những thứ này cũng sẽ không phải cũng ném tới luân hồi mộ địa. Được rồi coi là,
thượng phẩm càn khôn giới chỉ 50, trung hạ phẩm càn khôn giới chỉ, kém không nhiều hơn 30.000. Hơn 30.000 cái càn khôn giới chỉ. Đế tôn cảnh hậu kỳ võ giả thì có càn khôn giới chỉ, bây giờ hôm nay toàn bộ hồn tộc thứ 7 phân đà càn khôn giới chỉ, đều ở đây trên tay mình. Diệp Thần hao tốn một ngày thời gian, bổ nhiệm ra chiến lợi phẩm của mình, không thể không nói hết sức phong phú, cho dù là càn khôn chi địa 20-30 cái hạ cùng tông phái cộng lại, cũng không có mình nội tình thâm hậu. Chính giữa binh khí, linh khí 80.000 chuôi, tiên khí 30.000 chuôi, phẩm cấp không giới hạn. 30.000 chuôi tiên khí à, chính giữa tuyệt đại đa số là bị thanh kiếm tiên tôn chu diệt hơn 10.000 nhập thần cảnh hồn tộc tộc nhân đồ, những người đó bị giết sau đó, đồ đều bị để dành ở thứ 7 phân đà bảo vật trong kho, bảo vật kho vậy nhân tiện bị Diệp Thần cướp sạch, những thứ khác tiên khí là từ trong đại chiến võ giả càn khôn giới chỉ vơ vét tới. Như thế nhiều tiên khí, Diệp Thần đều là lần đầu tiên gặp, diệt phái chỗ tốt rất lớn à. Còn như thần vương tiên khí 4.300 chuôi. Hơn 3.000 chuôi là chu diệt 3.000 vị thần vương cảnh võ giả đoạt lấy đi, ngoài ra 1.000 chuôi, là bảo vật trong kho đoạt được. Hỗn nguyên tiên khí, 190 chuôi. Hợp đạo thần khí, 17 chuôi, tác chiến trên đường bị tia chớp và tiêu diêu thần quân đánh nát 3 chuôi. Thời không chi binh, 2 chuôi. Phong phú như vậy chiến lợi phẩm, Diệp Thần hưng phấn không thôi. Thật ra thì nếu như không có dùng thiên lôi giết những thứ này hồn tộc người, sợ rằng thu hoạch còn có thể tăng gấp đôi nữa, tương đương với kiếm thần một kích màu đỏ tia chớp, dù là phân tán ra, vậy hủy diệt mấy trăm chuôi thần vương khí, mấy chục chuôi hỗn nguyên tiên khí. Như thế nhiều binh khí. Thi triển ngàn binh bạo mà nói, có thể diệt một cái bên trong các gia tộc tổng bộ. Dĩ nhiên, nổ không chết nhiều ít hợp đạo cảnh, nhưng là hợp đạo cảnh dưới, có nhiều ít chết nhiều ít. Diệp Thần tính toán một phen đan dược, tiên dược đợi một chút, cơ hồ là không đếm xuể, từ đế cấp đến hợp đạo cấp tiên đan đều có, thậm chí còn có hơn 1.000 chai hung thú máu tươi, đủ mình chui luyện đan dược. Cộng thêm lên, chỗ này nơi hồn tộc, còn có một chút vũ khí đặc biệt. Ẩn chứa tiên tôn một kích binh khí, 15 kiện, đao kiếm loại đợi một chút đều có. Đánh một trận mà phú à! Bây giờ chính là chừng 10 vị hợp đạo cảnh thần quân tới giết ta, ta đều có thể tự bạo binh khí giết chết, làm tàn bọn họ. Diệp Thần chắt lưỡi không thôi, lần này là giàu, sau này gặp lại hồn tộc loại chuyện này, trực tiếp ném thần vương khí đối kháng là được rồi. Dù là hợp đạo cảnh, ném qua mấy trăm kiện thần vương khí nổ, nổ không chết cũng có thể nổ thành nặng tàn. Cộng thêm lên, còn có 2 chuôi thời không chi binh. Đồ nhi. Những thi thể này, còn muốn luyện chế chiến khôi à? Băng kiếm tiên tôn trong lòng cũng là chấn động kịch liệt, Diệp Thần bây giờ một người, có thể so với một cái môn phái liền à? Hắn đánh giá luân hồi mộ địa bên trong chất đống thành núi thi thể, nhìn lại đầy đất vật liệu luyện khí, luyện chế chiến khôi tuyệt đối không kém. Khẳng định luyện chế chiến khôi. Ta tính một chút, Diệp Thần tỉ mỉ tính toán một chút, nhập thần cảnh thi thể, không có. Ngày đó thanh kiếm tiên tôn giết hồn tộc nhập thần cảnh, giết xong sau thi thể liền bị hồn tộc mọi người chôn. Thần vương cảnh, đại khái gìn giữ 1.500 cái, hỗn nguyên cảnh 70 cái cỡ đó, hợp đạo cảnh 4 cái. Mấy vị sư tôn, giúp ta luyện chế chiến khôi, 3 vị thần Phật sư tôn, Phật gia chắc có luyện chế chiến khôi phương pháp chứ. Cùng những thứ này chiến khôi luyện chế xong thành, ta lại lên cấp hỗn nguyên cảnh, huyết linh tộc, ta tất diệt. Chỉ là Kỳ Lâm còn không có tỉnh lại, cũng không biết cái này nha đầu làm sao từ Côn Lôn hư đi lên, thì tại sao sẽ bị nặng như vậy tổn thương. Trước lúc này, rốt cuộc phát sinh cái gì? Một tuần lễ mới, cầu phiếu đề cử. Diệp Thần nhìn một cái luân hồi mộ địa còn trong trạng thái hôn mê Kỳ Lâm. Sắc mặt hồng nhuận không thiếu. Mặc dù hồn độc đã rõ ràng, nhưng là hiển nhiên không có nhanh như vậy tỉnh lại. Diệp Thần dưới mắt duy nhất có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn phải nghĩ muốn tiếp theo đường. Linh Tiên Đế Cung, huyết linh tộc, hồn điện, những thứ này đều là phiền toái. Cũng may, lần này chu diệt hồn điện thứ 7 phân đà, lấy được thu hoạch, có thể so với Bắc Cung gia tộc tiêu diệt 20-30 cái hạ cùng tông phái tổng hợp, dù là một ít linh võ đại lục Tây vực cái này một đời tông môn nhỏ nội tình, chỉ sợ cũng không thể so với hắn mạnh bao nhiêu. Lần này,
thắng ở lấy được nhiều thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí. Cùng với rất nhiều có thể luyện chế chiến khôi thi thể, ngày sau nếu như khai chiến, Diệp Thần một người có thể làm một cái tông phái tới dùng. Chư vị sư tôn, làm phiền tương trợ. Hợp đạo thần khí và thời không chi binh, các vị sư tôn đều có thể tự đi chọn lựa sử dụng. Bất quá, nếu như gặp phải thời khắc nguy hiểm, ta biết nhúc nhích dùng một ít hợp đạo thần khí và thời không chi binh đến từ bạo giết địch. Đây là Diệp Thần trước mắt mà nói có thể bùng nổ cường lực nhất tính. Ngàn binh bạo mạnh mẽ, giống như mở treo. Chỉ phải có đầy đủ binh khí, liền có thể tạo thành hủy thiên diệt địa nhất kích. Dĩ nhiên, nếu như sư tôn cần những binh khí này, Diệp Thần tự nhiên sẽ chút nào không keo kiệt dành cho. Hắn rất rõ ràng, không có mấy vị sư tôn, hắn thì không thể còn sống đi ra nơi hồn tộc. Càng không cách nào đối kháng thiên địa hồn long. Đồ nhi, những binh khí này, đều là ngươi, ngươi có thể cho chúng ta mượn sử dụng, chúng ta đã rất cao hứng. Tiêu Diêu Thần Quân và Dược Sư Phật rối rít mở miệng vừa nói, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt đều có cực lớn tán thưởng ý. Cửu Vũ Thần Quân ngược lại là xinh đẹp như vậy cười một tiếng, nói, xa nhớ năm đó, một kiện hợp đạo thần khí. Chúng ta cũng được tiêu phí mấy chục năm công phu đi lấy, nhất là Trần An Bình cái này tên khốn kiếp, luyện chế hợp đạo thần khí cơ hồ sản xuất nhiều, bán cho chúng ta thời điểm, nói giá không hạn độ. Làm hại chúng ta còn tới Linh Võ Đại Lục kiếm lấy tiên dược binh khí đi cho hắn trao đổi. Không nghĩ tới, người lấy được binh khí thủ đoạn, ngược lại là hết sức nhanh chóng, hết sức hữu hiệu. Có thể không hữu hiệu à? Toàn bộ hồn tộc cũng hủy trong chốc lát. Trong phân đà đồ, có thể không là Diệp Thần. Đổi thành ba đại thần quân, ba đại thần Phật, thật không có gan này dám làm à, dù là thực lực cho phép, lá gan vậy không cho phép à? Diệp Thần, chỉ sợ là Côn Lôn hư mấy ngàn năm trong khoảng, nhất có thể được lợi hợp đạo thần khí và thời không chi binh người đi. Há chỉ hữu hiệu à? Nghĩ lúc đó, ai? Chu Diệt Thần Quân che mặt than thở một tiếng, không ở lắc đầu, nhìn đông phương, ánh mắt quét qua một phiến phiến mộ bia, thở dài nói, sao muốn thời đại thượng cổ, bản quân lên cấp tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp à, muốn phải tìm một kiện thời không chi binh dùng cho đột phá. Hao phí năm 2000 năm tháng, nhưng cuối cùng là không được. Trần An Bình cũng không cách nào luyện chế thời không chi binh, nếu không, chúng ta Côn Lôn hư sớm đã ra chừng 10 vị tạo hóa cảnh thiên tôn, há có thể để cho huyết linh tộc ngông cuồng. Nghĩ lúc đó, muốn lấy được thời không chi binh. Chỉ có hai cái biện pháp, cái đầu tiên dấn thân vào gia tộc lớn, đại tông phái, làm lính hầu, hao phí mấy ngàn năm thời gian không ngừng tích lũy chiến công. Hơn nữa đối với cái thế lực đó vô cùng trung thành, mới có thể bị ban thưởng thời không chi binh dùng cho đột phá, nhưng là bình thường không cái vạn cầm năm thời gian là đừng suy nghĩ. Thêm nữa, có thể xuất nổi thời không chi binh cho chiêu nạp tới hợp đạo cảnh thần quân võ giả thế lực, chỉ sợ cũng được cho cùng tông môn, lên các gia tộc mới được. Cái thứ hai biện pháp. Đi một ít đường cùng, tuyệt vực chém giết liều giết, có lẽ có cơ hội có thể lấy được thời không chi binh. Nhưng là có 70% trở lên xác suất là bỏ mạng ở vậy tuyệt. Còn như cướp những người khác. Linh Võ Đại Lục cái nào tiên tôn không môn phái. Cướp người ta thời không chi binh, không thể nghi ngờ thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vậy hơi biết Linh Võ Đại Lục quy tắc cường giả căn bản không sẽ dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức. Dĩ nhiên, Diệp Thần ngoại trừ. Ngay sau đó, Chu Diệt Thần Quân tiêu phí năm 2000 thời gian. Mới đến gần giá trị nửa kiện cấp một thời không chi binh vật liệu, đang chuẩn bị tiếp tục cho một chút đông vực một ít lên cùng môn phái dốc sức, chợt bị thông báo Côn Lôn hư bị tấn công, lúc này mới vội vàng được chạy trở về. Nhưng không ngờ tới huyết linh tộc phái ra cường giả như vậy khủng bố. Đánh một trận, đẫm máu. Cuối cùng lại bị chân áp. Dẫu sao Côn Lôn hư và Linh Võ Đại Lục chênh lệch quá xa. Năm 2000 à. Mới lấy được nửa kiện thời không chi binh. Nhưng là, Diệp Thần. Đi lên mới một tháng, thời không chi binh, 2 chuôi. Hợp đạo thần khí, 17 chuôi. Hỗn nguyên tiên khí hơn 100 chuôi, thần vương khí mấy ngàn chuôi. Năng lực này, cái này dốc sức, Côn Lôn hư trên lịch sử cũng chưa từng có như thế nhân vật lợi hại à. Cũng khó trách ba vị thần quân không mặt mũi nào đối mặt Diệp Thần, đồ nhi quá lợi hại. Sư phụ mặt mũi không nén giận được à.
ngược lại là ba vị thần Phật, mặc dù có chút ngại quá, nhưng vậy không tới xấu hổ trình độ, đàng hoàng nâng lên hợp đạo thần khí. Cuối cùng, Dược Sư Phật chọn một kiện cấp 4 hợp đạo thần khí, trên trường kiếm có đạo đạo Phật quang. Ngược lại là thích hợp. Nguyệt Quang Phật và Nhật Quang Phật đều là gánh tam phẩm hợp đạo thần khí, chính là hồn tộc Thanh Bảo Thần Quân sử dụng binh khí, một đao một kiếm, đang vậy tiếp nhận băng kiếm tiên tôn truyền pháp quyết tu luyện. Bọn họ trước kia là tu Phật, võ công lộ số đều là hàng ma sử, trái kim cang, thiên trượng, cà sa các loại, dùng đao dùng kiếm còn có chút thích ứng không đến, vậy không công pháp tương ứng. Hụ hụ hụ, đồ nhi. Thanh kiếm này, ta nhìn không tệ, ta cầm xài trước, ngươi yêu cầu thời điểm, ta lập tức còn ngươi. Tiêu Diêu Thần Quân khá là xấu hổ từ dưới đất lấy tới một chuôi bát phẩm hợp đạo thần khí trường kiếm. Một bên thích ứng một bên lẩm bẩm, uy lực không so với ta Tiêu Dao kiếm kém nhiều ít à. Mộ chúa ơi! Ta đâu, sẽ dùng băng lụa màu đi. Cửu Vũ Thần Quân có chút ngượng ngùng lấy tới một đoàn băng lụa màu, cũng là cấp 7 hợp đạo thần khí, dường như là lấy trước một vị hồn tộc nữ thần quân sử dụng binh khí, bị hồn diệt sinh để dành đến trong bảo khố, Cửu Vũ Thần Quân thấy vừa vặn thích hợp mình. Không quan hệ không quan hệ. Chư vị sư tôn. Chính các ngươi lấy là được. Diệp Thần cười nói trước, hơi có vẻ hào phóng, giá trị liên thành hợp đạo thần khí, để cho hắn xem bán bắp cải tựa như để dưới đất, tùy ý mấy vị sư tôn tự mình chọn. Đây mới gọi là khí phách. Đây mới gọi là hào khí. Băng kiếm tiên tôn thấy 6 vị thần quân, thần Phật cũng đang chọn vũ khí, thích ứng vũ khí mới và công pháp, hắn không ở thở dài một tiếng, con thiên mệnh à. Nơi đây gắn đầy binh khí. Đã là linh võ đại lục 80% người trở lên, dùng hết cả đời cũng không kiếm được à. Không nghĩ tới, ta ngày hôm nay, vậy bị rung động một cái. Cái này cầm thời không chi binh, không tệ. Băng kiếm tiên tôn năm ngón tay nắm chặt, trong tay xuất hiện một cây đoạn kiếm kiểu thời không chi binh, hơi hơi kinh ngạc, lại có chút than thở, hắn giàu gì cũng là vạn kiếm đế cung trưởng lão à. Hạng tình cảnh không có gặp qua. Nhưng là hôm nay thấy chính là thần vương cảnh Diệp Thần nắm trong tay như thế nhiều hỗn nguyên cảnh cường giả vậy nắm trong tay không được tài nguyên, trong lòng rung động cũng là thật lâu không cách nào tiêu tán. Thôi, thôi, giúp mình đồ nhi luyện chế chiến khôi đi. Vừa vặn có một kiện binh khí tiện tay. Giữa lúc băng kiếm tiên tôn nắm giữ thời không chi binh lúc, chợt phát giác cái gì, hơi biến sắc mặt. Thậm chí thân thể rửng rưng không thiếu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Than thở một tiếng, đồ nhi, ta thời gian sợ rằng không nhiều lắm. Nên tới vẫn phải tới. Băng kiếm tiên tôn cảm thấy, mình cái này thần niệm thể đã bắt đầu suy yếu, ngay cả là tiên tôn cấp bậc võ giả thần niệm thể, cũng có nhất định mạnh yếu, cũng không thể bảo đảm dài thời kỳ lưu tồn tại luân hồi mộ địa bên trong, càng không cách nào chủ động thu nạp ngoại giới lực lượng tới bổ sung. Thần niệm thể, tự chủ thu nạp ngoại giới lực lượng tới bổ sung. Vậy sợ rằng phải là thái hư cảnh thánh nhân thần niệm thể mới có thể làm được đi, chí ít linh võ đại lục truyền thừa ghi lại bên trong, cơ hồ không có loại này thần niệm thể, bởi vì quá mức mạnh mẽ, quá mức nghịch thiên. Diệp Thần cũng là phát hiện băng kiếm tiên tôn biến hóa. Hắn diễn cảm có chút ảm đạm. Ở Côn Lôn Hư, rất nhiều sư tôn bên trong, đối với Diệp Thần ảnh hưởng sâu nhất chính là giết hại đạo quân và Lâm Thanh Huyền. Mà ở linh võ đại lục, đối với Diệp Thần ảnh hưởng sâu nhất chính là băng kiếm tiên tôn. Hắn biết băng kiếm tiên tôn chung sẽ rời đi. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Sư tôn, nhiều ít thời gian. Diệp Thần bình thản hỏi, hắn cũng biết băng kiếm tiên tôn không có chết, chỉ là thần niệm thể tiêu tán mà thôi. Đến nay hắn đã đưa đi hơn 10 vị thần niệm thể, thương cảm đã rất khó tồn tại, ngược lại là cảm giác hẳn hơn nữa cố gắng tăng lên thực lực. Đem các vị trợ giúp qua mình sư tôn cứu ra, đến lúc đó có chính là thời gian sống chung, không cần câu nệ tại một ngày một tháng bây giờ. Ta cũng không biết, trễ nhất hẳn một hai tháng đi. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này là ở không dùng tới lực lượng tương trợ ngươi dưới tình huống. Băng kiếm tiên tôn dừng lại chốc lát, nói, nguyên bản, ta hẳn ở ngăn cản thiên lôi đánh thời điểm, cái này thần niệm thể liền muốn biến mất. Bất quá! Mộ chủ ngươi đánh chết thiên địa hồn long, lại thu nạp rất nhiều lực lượng, đưa đến luân hồi mộ địa đạt được tư bổ. Ta đây là còn có thể rất một đoạn thời gian. Dĩ nhiên, tức liền biến mất, ta cũng yên tâm.
dẫu sao, có bọn họ bồi bạn ngươi, liền giống như ban đầu Niếp Bách Kiếm thần niệm thời điểm biến mất, nói với ta nói như nhau, chúng ta mỗi một cái thần niệm thể cũng sẽ ra, bầu bạn mộ chủ đi một đoạn đường, đến khi chúng ta đường đi cho tới khi nào xong thôi, chúng ta chức trách liền kết thúc. Còn dư lại, chính là chờ đợi ngươi tới cứu chúng ta. Hắn đi ở luân hồi mộ địa bên trong, ngưng mắt nhìn sáu đại thần quân, thần Phật, nhất là ba đại thần quân, giống như là người dẫn đường người vậy, hơi có thâm ý nói, trên thực tế, thần niệm của ta thể lúc ban đầu bị ngươi gọi tới thời điểm, ta cũng từng nghĩ tới, tại sao phải giúp ngươi. Dĩ nhiên, ngươi thiên phú, ngươi mới có thể, là giúp ngươi một số nguyên nhân. Ta yêu tài, mà ngươi lại là tuyệt thế thiên tài, cho dù ở bên ngoài, hoặc là ở những địa phương khác, dù là ta thân phận thật sự thật bỏ mình, ta thấy ngươi bực thiên tài này, cũng sẽ có thương tiếc ý, thêm tới ngươi đức hạnh khéo léo, ta vậy sẽ đem mình đạo uẩn truyền thừa cho ngươi. Bất quá, không phải toàn bộ lý do và chống đỡ. Băng kiếm tiên tôn dài hô một hơi, ý vị sâu xa nói, ta ngược lại cảm thấy, đây càng giống như là một loại cơ hội, thậm chí còn cơ hội. Hắn buông tay tỏ ý sáu đại thần quân, thần Phật, nói, chúng ta thân phận thật sự, hoặc là chết, hoặc là bị nhốt, nhưng là chúng ta thần niệm thể ở ngươi nơi này hồi phục sau đó, trợ giúp ngươi, ngươi tất nhiên cảm kích chúng ta, trợ cứu chúng ta thân phận thật sự. Đối với chúng ta mà nói, một đạo thần niệm thể xuất thủ tương trợ, liền có thể đổi lấy thân phận thật sự giải thoát. Đây là rất đáng giá mua bán. Dĩ nhiên, ta tương trợ ngươi lớn nhất lý do và nguyên nhân không phải cái này, mà là, ta thấy ngươi cũng có hơn một tháng, những ngày qua ngươi hành động đã thực hiện, để cho ta hơn nữa xác thực tin tưởng, ngươi có thể đạt tới ta đã từng không cách nào đạt tới cao độ, mà chúng ta vậy tất nhiên đem hết toàn lực tương trợ ngươi, che chở ngươi. Lấy một đạo thần niệm thể, đổi lấy thân phận thật sự giải thoát. Tìm được à? Quá tìm được, không có cái này cơ hội, trời mới biết bọn họ thân phận thật sự còn muốn bị kẹt bao lâu. 10.000 năm, 100.000 năm, vẫn là triệu năm. Bọn họ thọ nguyên vô tận, có lẽ sẽ bị khốn đến thời gian cuối, có lẽ sẽ bởi vì khốn thời gian quá dài, tâm thần tan vỡ, tự động binh biết. Luân hồi mộ địa, là cơ hội, thiên đại cơ hội. Cũng là thân phận thật sự thoát khốn duy nhất cơ hội. Chí ít, trước mắt ưng. Cho nên, cuộc mua bán này tìm được, huống chi còn nhiều cái thiên tài đệ tử, ở băng kiếm tiên tôn trong mắt, Diệp Thần là vạn năm qua, có khả năng nhất trở thành linh võ đại lục bá chủ tồn tại. Ngược lại cũng là, không có luân hồi mộ địa, không có Diệp Thần, chúng ta vẫn biến mất. Không, đã tử vong, ba vị thần Phật liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều gật đầu. Giờ phút này Phật quang tràn ra, lộ vẻ được hơn nữa tường hòa thánh minh. Chợt một khắc sau, ba vị thần Phật trong cơ thể, các loại hiện ra một quả lóe ra bảy thải thánh quang xá lợi tử, là bọn họ cả người tu luyện chi chỗ tinh hoa. Vốn là binh khí thân thể đã hoàn toàn dung luyện là thân xác thân thể, thêm tới lên cấp hợp đạo cảnh, tự nhiên sẽ sinh ra xá lợi tử. Mộ chủ, này ba cái xá lợi tử, chính là chúng ta căn nguyên chỗ. Xá lợi tử ở đây, chúng ta ở. Dược sư Phật hai tay nâng ba cái xá lợi tử, đưa cho Diệp Thần, thận trọng nói, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta chủ trì, xin chủ trì giữ chúng ta xá lợi tử, như có một ngày chúng ta lâm vào là tà ma, cũng hoặc là phản bội mộ chủ. Xin mộ chủ trực tiếp hủy diệt chúng ta xá lợi tử. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biến mất ở giữa trời đất, lại không sống lại làm có thể. Hành động này động. Tương đương với đem tự thân an nguy, toàn bộ khí thác vào Diệp Thần trên mình. Đồng thời cũng là biểu thị đối với Diệp Thần thành tâm ra sức, đối với Diệp Thần kính trọng và tín nhiệm. Xá lợi tử. Phật gia thần Phật căn cơ căn nguyên chỗ, chính là nghịch thiên chi bảo, thu nạp sau đó, công lực tăng nhiều, nhưng là vị kia thần Phật hẳn phải chết. Giống vậy, không thu nạp, trực tiếp bóp vỡ, vị kia thần Phật không chết, vậy sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Được. Ta quyền lại giúp ba vị giữ xá lợi tử. Chỉ cần xá lợi tử ở đây, ba vị sư tôn, ba vị thần Phật, không cần lo âu. Diệp Thần trịnh trọng thu qua xá lợi tử, chỉ cần xá lợi tử vẫn còn ở, ba vị thần Phật cho dù chết trận, vậy còn có một tia phục hy vọng sống. Mình giữ xá lợi tử. Dù là có một ngày, đụng gặp không được có thể ngăn cản kẻ địch, ba vị sư tôn chết.
Diệp Thần trốn ra được sau đó, cũng có thể mượn Xá Lợi Tử Oai, lần nữa sống lại làm trung thần niệm thể, hơn nữa dành cho chế tạo thân thể, liền giống như ban đầu vậy, lần nữa sống lại ba vị thần Phật. Được. Chúng ta nhất định thành tâm ra sức chủ trì. Chủ trì ra lệnh, chúng ta tất nhiên tuân theo. Ba vị thần Phật thống nhất hợp tay, hơi cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính ý. Ba vị thần quân nhìn một màn này, ánh mắt phức tạp, như có điều suy nghĩ, mặc dù cảm thấy băng kiếm tiên tôn đám người tình cảm, vẫn còn là bởi vì là và Diệp Thần biết không dài, không có quá nhiều cảm giác, cho nên một mực yên lặng lặng lẽ không nói. Tốt lắm! Băng kiếm sư tôn yên tâm, không cần một trong vòng 2 năm. Ta tất nhiên trở cứu ngươi thân phận thật sự đi ra. Diệp Thần ôm quyền tỏ ý, chợt đi tới Kỳ Lâm trước người, ngưng mắt nhìn giữa không trung bị chớp sáng bao quanh Kỳ Lâm, hơi cảm ứng một phen, nói còn cần 6 ngày thời gian. Kỳ Lâm cái này nha đầu, tới Linh Võ Đại Lục, vậy không cho ta biết một tiếng. Chịu không ít khổ liền đi. Chờ ta thực lực cường đại, tất nhiên tiêu diệt hồn điện báo thù cho nàng. Còn có bên ngoài và Kỳ Lâm như nhau tình cảnh cô gái, cũng nên để cho các nàng thoát khỏi hành hạ. Phải biết, liên đới Kỳ Lâm ở bên trong 10 đứa bé gái, mỗi cái đều là thiên kiêu con gái giống vậy tồn tại. Chỉ cần để cho nó trưởng thành, để cho nó tu luyện, 100 năm tất thành hợp đạo cảnh, nếu là ở Diệp Thần dưới sự tương trợ, 10 năm sau thời gian lên cấp tạo hóa cảnh, cũng không gặp được không thể nào. Dù sao cũng Diệp Thần cứu giúp các nàng đi ra ngoài, các nàng tất nhiên cảm ơn Diệp Thần. Đến lúc đó, thành tựu Kỳ Lâm đội thân vệ, vậy không hẳn là không thể. Diệp Thần ở luân hồi mộ địa bên trong ngồi xếp bằng tính tọa chữa thương, 7 vị sư tôn thích ứng binh khí sau đó, đều bắt đầu trợ giúp Diệp Thần chế tạo chiến khôi. 1.500 cái thần vương cảnh chiến khôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 70 cái hỗn nguyên cảnh chiến khôi, 4 cái hợp đạo cảnh chiến khôi, cũng không phải là một cái con số nhỏ, cũng cần nhất định thời gian đi luyện chế. 5-6 ngày thời gian, 7 người toàn lực ra tay, vậy thật nhiều con có thể luyện chế được 300-500 cái thần vương cảnh chiến khôi, bất qua thắng ở thi thể số lượng nhiều, có thể một mực chui luyện, làm Diệp Thần một cái lá bài tẩy. Giữa lúc Diệp Thần ở chữa thương, luân hồi mộ địa ở giữa chư vị đại năng đang luyện chế chiến khôi đồng thời, xa xa, Bắc Phực bên trong tình huống hoàn toàn không cùng. Bắc Phực, Thánh Long gia tộc bên trong, một nơi vô cùng là bát ngát đồng bằng, đứng vững một cái nóc nhà cao không thể leo tới cung điện. Chính giữa một nơi toàn thể màu đen trong cung điện, do hỗn nguyên xích kim thiết chế tạo mà thành xích sắt, khóa một cái cô gái tuổi thanh xuân, thiếu nữ người mặc màu lửa đỏ trường bào. Mơ hồ có nhàn nhạt rồng hệ lửa khí phiêu tán ra, nhưng là bị hỗn nguyên xích kim thiết liên khóa lại, nhúc nhích không được. Cô gái tuổi thanh xuân cả người vết thương, sắc mặt tiều tụy, môi khô nứt, giống như là mấy chục ngày chưa từng uống nước, chưa từng ăn cơm hình dáng. Nhưng bên ngoài đứng gác thị vệ vừa thấy liền biết, nàng là linh lực tiêu hao đã qua, căn nguyên bị tổn thương cho tới trọng thương, rơi vào nửa chết sống tình huống, nhưng là lấy hắn mạnh mẽ huyết mạch và thân thể. Nhưng lại như là vì sao đều chết không hết. Mà đây vị cô gái tuổi thanh xuân. Bất ngờ chính là Diệp Lạc Nhi. Hây, Long Tứ. Bên trong cái này bé gái, tại sao như thế được gia chủ, chiếu cố, à. Xem hơi thở, xem hình dáng, giống như cũng là tộc nhân của chúng ta à. Một cái hỏa bào mặt thẹo thị vệ từ từ vừa nói, không ngừng ngưng mắt nhìn trong cung điện Diệp Lạc Nhi, một mặt kinh ngạc, đồng thời lại có chút than thở ý. Không biết. Bất quá, đoán chừng là nàng cha chú, mẫu thế hệ, đắc tội gia chủ đi. Nếu không gia chủ làm sao sẽ dùng cấp 7 cấm lệnh, điều khiển thứ tam thập bát trưởng lão trở về, tự mình đem nàng đè ở chúng ta Hắc Thiết Huyền Cung bên trong đâu. Một cái khác so với là cao gầy thị vệ, lạnh giọng nói, chúng ta trông chừng Hắc Thiết Huyền Cung, triều đại cũng đều là bị xử tử hình tộc nhân đợi địa phương đâu. Hắc Thiết Huyền Cung. Triều đại bị giam giữ người. Đều là bị gia chủ, hoặc là trưởng lão phán định tử hình tộc nhân. Cho tới, bọn họ hai cái thị vệ trong chừng, đều là hợp đạo cảnh thần quân, liền để ngừa phạm nhân chạy đi. Một cái đế tôn cảnh tộc nhân, lại có thể an bài hai người chúng ta thần quân, thậm chí còn có 10 mấy thị vệ luân phiên trông chừng nàng. Nàng ngược lại là thật có mặt mũi à, mặt thẹo thị vệ hừ lạnh 2 tiếng, tựa vào cung điện vách ngoài lên,
nhìn đối diện đi tới một đội binh lính, cười hỏi, nha, hôm nay người tới à, ngày hôm nay vẫn quy củ cũ, quất nàng 100 roi. Đúng. Cầm đầu một vị hỗn nguyên cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp thị vệ khẽ gật đầu, gây khó dễ một phen trong tay hắc long roi, do hắc long gân rồng chế thành roi, là rút ra người không chết, nhưng là mỗi một roi đều có thể để cho người đau tận cốt tủy, thậm chí còn thần hồn chỗ sâu, loại đau nhức này, một khi gặp, chính là cả đời nhất thế không bao giờ quên. Hắn dài hô một hơi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên trong Diệp Lạc Nhi, nói cái này con bé chết bầm. Cũng không biết làm sao đắc tội gia chủ, mỗi ngày 100 hắc long roi, lại có thể đến ngày thứ hai, tổn thương liền mình tốt lắm, thật là kỳ quái. Loại này chữa năng lực, hẳn chỉ có chủ mạch nhân tài có à. Xuyệt, bên cạnh một người thị vệ thấp giọng nói, đội trưởng, im lặng, bị các trưởng lão nghe được, cũng không tốt à. Ngược lại cũng là à, thị vệ đội dài nhún vai, nhìn điềm đạm đáng yêu Diệp Lạc Nhi, không ở mím môi một cái. Mặt đầy cười dâm đãng nói, cũng là đáng tiếc à, cái này tiểu nương bị phải là một chỗ mà, nếu là xem vậy tội phạm tử hình là tốt, để cho chúng ta huynh đệ từ từ chơi. Đáng tiếc à, trưởng lão hạ lệnh không cho phép à, nếu không, lão tử mỗi ngày cầm nàng. Phịch, một chuôi phi kiếm thông suốt bay tới. Trực tiếp xuyên thủng vị này hộ pháp đội trưởng, vết thương chỗ nhanh chóng giấy lên đạo đạo màu xanh ra trời lửa khói. Rất nhanh liền đem hắn sống sờ sờ đốt thành cho tàn. Trên bầu trời một vị áo bào lam trung niên trưởng lão chậm rãi đáp xuống, nhìn những ánh mắt này hoảng sợ thị vệ, nói, không nên muốn, không nên làm, tốt nhất đừng bảo là, có lúc tội chết, là tự tìm. Hắn chỉ bên trong cung điện Diệp Lạc Nhi, nói, bổn trưởng lão nói cho các ngươi, đây là gia tộc muốn các người xem người tốt, không cho phép lộ ra ngoài, lại càng không chính xác đánh thân thể nàng chú ý. Nếu là nàng âm nguyên không có, gia chủ diệt cả nhà các ngươi. Thậm chí cửu tộc, cũng cho hết chứng. Dù sao các ngươi chỉ là dòng thứ hèn mọn người, chết nhiều ít, cũng không quan hệ. Lạnh như băng trong lời nói tràn đầy đạo đạo sát khí. Hù được một bọn thị vệ, liên đới hai vị hợp đạo cảnh thị vệ cũng quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng hô to trưởng lão. Chúng ta không dám, chúng ta nhất định đàng hoàng. Chúng ta tuyệt đối không dám đối với thiếu nữ này có cái gì rất lưu luyến. Chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên. Cút đi. Tam thập bát trưởng lão vung tay lên đem bọn họ chấn động bay, rồi sau đó một mình đi vào hắc thiết huyền cung bên trong, nhìn chăm chú Diệp Lạc Nhi, hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, Lạc Nhi. Long Lạc Nhi, người khỏe ngạt vậy coi là chủ nhà người, bây giờ tình huống gì, ngươi là cái gì tình cảnh, cũng biết, cũng nên biết đi. Mạch máu ngươi, cố nhiên là trước gia chủ và Bách Tiên Vương cung tam công chúa ban cho. Nhưng là bọn họ đã chết, ngươi bây giờ duy nhất cơ hội chính là ngoan ngoãn hầu hạ gia chủ, giao ra ngươi âm nguyên, tin tưởng mạch máu ngươi và gia chủ huyết mạch kết hợp với nhau, sẽ để cho gia chủ huyết mạch đạt được tăng lên, mà ngươi cũng có thể mò một cái gia chủ phi tử danh phận, cần gì phải ở chỗ này chịu khổ đâu. Cút, lão già kia. Diệp Lạc Nhi dùng hết toàn thân khí lực gào thét nói, các người đám này lão già kia, còn có cái đó Long Hồng Thiên, hắn là tên xúc sinh. Bót! Tam thập bát trưởng lão một bà tai đánh vào Diệp Lạc Nhi trên mặt, nói chú ý lời nói của ngươi. Gia chủ là ngươi thân thúc thúc, muốn ngươi hầu hạ, muốn ngươi bồi ngủ, chính là ngươi quang vinh, như không phải là không thể cưỡng ép cứng lại, ngươi há có thể còn sống. Hắn thần sắc lạnh như băng, nắm hắc long roi. Ngưng mắt nhìn Diệp Lạc Nhi, nói, mỗi ngày 100 roi, mùi vị tuyệt đối không dễ chịu, lấy mạch máu ngươi đều có thể tự đi khôi phục, nhưng là cần gì phải bị cái này đắng đau đâu. Thật là làm bậy, muốn leo lên gia chủ giường thần nữ, công chúa, không biết có nhiều ít, người cô gái này, không hiểu phải nắm lấy cơ hội, đáng đánh. Hắc long roi nhanh chóng rơi xuống, bóng roi tự động tạo thành từng cái hắc long, đĩa bay ra, bắt đầu gặm ăn Diệp Lạc Nhi thân thể. Một thước lớn nhỏ hắc long ngược lại giống như là linh xà vậy nhanh mạnh, rất nhanh Diệp Lạc Nhi lần nữa thương tích khắp người, máu tươi khắp nơi, đau được gần như mất đi cảm giác, thậm chí cũng đã không có khí lực lại xem tam thập bát trưởng lão. Bất quá nếu như cẩn thận xem xét, Diệp Lạc Nhi thương thế lại đang một điểm một giọt khôi phục. Đây cũng là nàng huyết mạch chỗ kinh khủng. Người cô gái này, không biết sống chết, không hiểu bắt cơ hội. Cái này cùng bay lên đầu nhánh đổi phượng hoàng cơ hội,
ngươi lại có thể không muốn, ngươi lại còn dám cự tuyệt. Đơn giản là một khốn kiếp. Tam thập bát trưởng lão đánh được mệt mỏi liền ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, lấy hắn tạo hóa cảnh đỉnh cấp tu vi, tự mình co giúp Hắc Long rút ra đã đem Diệp Lạc Nhi rút ra đã hôn mê nhiều lần, cùng nghỉ ngơi phiến tức sau đó liền nói ta cảnh cáo ngươi, một năm sau, gia chủ còn sẽ trở về một lần. Ngươi nhất mau sớm suy nghĩ kỹ càng. Cái này do hình, ngươi càng sớm đồng ý, vượt không dễ dàng bị. Thậm chí ngươi lập tức đồng ý, lập tức ta liền cung cung kính kính cho ngươi tháo ra Hỗn Nguyên Xích Kim Thiết Liên, sau đó lấy gia chủ phi tử thân phận đem ngươi tiếp đi ra ngoài, hơn nữa tự mình cho ngươi cúi người chào nói xin lỗi, nhưng ngươi nếu như một trong năm còn không biết hối cải, đừng trách gia chủ lúc trở lại, giết chết ngươi. Tam thập bát trưởng lão cũng là tức giận tràn đầy, mới vừa đánh xong Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi thương tích khắp người, có thể không bao lâu, huyết mạch trong cơ thể kích phát ra, từng đạo huyết quang lưu chuyển ra, bị thương thế lại có thể ở lấy vô cùng độ nhanh khép lại, thậm chí không tới nửa giờ, đã khép lại hơn nửa. Một màn này, xem được tam thập bát trưởng lão vô cùng hâm mộ. Đây là chủ mạch tộc nhân, mới có huyết mạch năng lực à. Dù là thân xác bị có thể nói hai đoạn, cũng có thể trong chốc lát khôi phục à. Long Lạc Nhi, không, Diệp Lạc Nhi. Nếu không phải cảnh giới thấp, Hắc Long roi đánh vào trên người nàng, sợ rằng trước một giây mới vừa rơi xuống, sau một giây thương thế cũng đã khép lại. Ta nói cho ngươi, ngươi khôi phục mau, cái này không có sao. Mỗi ngày đều sẽ đánh ngươi 100 roi, thân thể không đau không sao cả, ta xem tâm thần của ngươi và linh hồn có thể chịu đựng bao lâu. Tam thập bát trưởng lão hất tay trực tiếp ra Hắc Thiết Huyền Cung. Diệp Lạc Nhi thở dốc nhìn rời đi tam thập bát trưởng lão, cắn răng nghiến lợi nói, vọng tưởng. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, đám này không biết liêm sỉ đồ, còn xưng bậy ta tộc nhân. Các ngươi coi là cái gì cao cấp gia tộc lớn à? Diệp đại ca nhất định sẽ đến cứu ta. Nàng hao phí cực lớn lực lượng để cho thân thể tựa vào trên vách tường, hết sức cố gắng dựa vào huyết mạch trong cơ thể lực chữa thương, có thể trong đầu đau đớn. Là Hắc Long roi tạo thành không thể nào biến mất, làm được nàng hơn nữa căm ghét Thánh Long gia tộc. Nàng tự lẩm bẩm, ta tin tưởng Diệp đại ca. Diệp đại ca nhất định sẽ đến cứu ta. Còn như các ngươi, không bao lâu, các ngươi đều sẽ chết ở Diệp đại ca trên tay. Diệp đại ca, ta thật là nhớ ngươi. Diệp, dần dần, Diệp Lạc Nhi ngủ mê mang, mỗi một ngày cơ hồ đều ở đang ngủ mê man bị đánh tỉnh lại ngủ mê man như thế tình huống lặp đi lặp lại tiến hành. Xa muốn nửa tháng trước, Bắc Phực lệnh hồ gia tộc gia chủ tự mình điều động, hao phí cực lớn lực lượng mới đưa Diệp Lạc Nhi bắt trở lại. Dĩ nhiên, Bắc Phực lệnh hồ gia tộc và Tây Vực lệnh hồ gia tộc, ngược lại không phải là một khối, chỉ là tên chữ giống nhau mà thôi. Long Hồng Thiên một mực ngừng ở lại trong gia tộc chờ đợi. Biết được Diệp Lạc Nhi bị bắt trở lại tin tức, không để ý ma vực tình huống, tự mình thẩm vấn Diệp Lạc Nhi, xác định Diệp Lạc Nhi trên mình huyết mạch, là xen vào nhất lưu huyết mạch đến nhị lưu huyết mạch giữa cao cấp huyết mạch. Này cùng huyết mạch lực, vô cùng là đặc thù. Diệp Lạc Nhi có thể bằng vào này cùng huyết mạch, tu luyện tới bán thánh cảnh, cũng chính là phong môn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp, có thể so với ba đại đứng đầu gia tộc xưa nhất lão tổ. Đồng thời, cái này huyết mạch lực cũng có thể thông qua cùng khác phái được vui vầy cá nước, mà quá độ cho khác phái. Nhất là Long Hồng Thiên, bản thể hắn là nhị lưu huyết mạch, nếu là có thể và Diệp Lạc Nhi được vui vầy cá nước, vô cùng có thể ra đời nhất lưu huyết mạch, chỉ là Diệp Lạc Nhi huyết mạch quá mức cổ quái, được vui vầy cá nước, lại có thể cần Diệp Lạc Nhi tự chủ đồng ý, cưỡng ép cử hành nói, liền sẽ đưa tới huyết mạch quá khích, đến lúc đó cái gì cũng không có được. Long Hồng Thiên cực kỳ khuyên liền một phen Diệp Lạc Nhi, để cho nó hầu hạ mình. Không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi biết được phụ mẫu chết ở Long Hồng Thiên trong tay, liền là như thế nào cũng không muốn. Dây dưa hai ngày có thừa. Ma vực xảy ra chuyện, nhóm lớn ma thú tập kích Thánh Long gia tộc chỗ ở, cho tới 13 vị tiên tôn trưởng lão, 3 vị phong thần thái thượng trưởng lão bỏ mình. Long Hồng Thiên không thể không chạy trở về trấn giữ đại cuộc. Điều động thủ hạ võ giả phản kích, đồng thời vậy lâm vào và ma vực hung thú, ma thú chém giết khốn cục bên trong, không có một năm nửa năm căn bản không về được. Ngay sau đó, ở trước khi rời đi, giao phó vẫn còn ở bên trong tộc thân tín, nội môn thứ tam thập bát trưởng lão,
tạo hóa cảnh cửu tầng thiên vị kia, tự mình tống giam Diệp Lạc Nhi, hơn nữa thời thời khắc khắc hành hạ Diệp Lạc Nhi, bức bách Diệp Lạc Nhi đồng ý. Dĩ nhiên, ma vực hung thú tập kích Thánh Long gia tộc chỗ ở, Thái Thượng trưởng lão đoàn cửa vậy mỗi người ra tay, cơ hồ đều là do phong tước hiệu chân thần phong môn cảnh đại năng tạo thành Thái Thượng trưởng lão đoàn, tự mình điều động một nửa người, hỗ trợ xuất chiến, cho tới sự chú ý đều không ở bên trong tộc. Nếu không, năm đó giúp đỡ Diệp Lạc Nhi phụ thân làm gia chủ vị kia Thái Thượng trưởng lão, khởi sẽ nhìn Diệp Lạc Nhi bị hành hạ mà không nói một lời. Không phải là không hỗ trợ. Không phải là không cứu. Là không biết. Lớn như vậy Thánh Long gia tộc, toàn bộ sự chú ý đều ở đây ma vực chính giữa, tiên tôn trở lên trưởng lão mỗi người chuẩn bị chiến đấu, ai sẽ quản Long Hồng Thiên thầm lén một ít động tác nhỏ. Ai sẽ quản một cái bên bờ trưởng lão. Còn tam thập bát trưởng lão, lấy số cũng xếp xa như vậy, ai để ý hắn à? Ngay sau đó, tam thập bát trưởng lão lại có thể sai người hành hạ Diệp Lạc Nhi, mà cơ hồ không người biết. Tây vực chính giữa, đi qua 5-6 ngày. 7 vị đại năng xuất thủ trợ giúp luyện chế chiến khôi, cuối cùng luyện chế ra 500 cái thần vương cảnh chiến khôi, những thứ khác chiến khôi cũng vẫn còn ở tăng giờ làm việc luyện chế chính giữa. Diệp thần vậy từ chữa thương bên trong tỉnh lại, đã mấy ngày bế quan chữa thương, thương thế cuối cùng khôi phục hơn nửa, thân xác vậy chữa trị chín thành chi hơn. Cái này thời gian, còn lại 9 đứa bé gái đều bị hắn tìm về. Bởi vì trong thiên hạ, chỉ có hắn có thể cứu những người này. Hắn nhìn về phía giữa không trung 10 chớp sáng, ánh sáng rực rỡ càng ngày càng yếu, chính giữa bé gái nhưng là tràn đầy từng đạo tiên khí, lau một cái lau linh vận. Tựa hồ các nàng trong cơ thể hồn độc, đều đã biến mất 9 thành 9, đang lợi dụng vạn năm hồn long thảo còn sót lại lực lượng chữa thương. 4 tiếng đã qua. Một cái chớp sáng tán loạn, một cái trong sáng thanh linh bé gái chậm rãi đáp xuống, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, nhìn về phía luân hồi mộ địa, hỏi, vị đại ca này ca, ngươi là ai à? Ta, tại sao lại ở chỗ này à? Ta, tại sao không nhớ nổi à? Bé gái nhìn 10 phần khả ái, giống như đồ sứ em bé vậy và Kỳ Lâm không xê xích bao nhiêu. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn lau đi liền bé gái cửa liên quan tới bị hồn tộc tống giam trí nhớ, đó là đoạn thống khổ trí nhớ, không lưu tổn tốt. 10 đứa bé gái, bao gồm Kỳ Lâm ở bên trong, ở hồn tộc thời điểm khẳng định bị vô cùng là nghiêm trọng hành hạ. Vì để ngừa các nàng sau này sinh ra tâm ma. Cho nên Diệp Thần từ Kim Quang Phật nơi đó học được xóa đi trí nhớ công pháp, đem các nàng 10 người ở hồn tộc trí nhớ đều lau đi. Ta kêu Diệp Thần, các ngươi cũng có thể kêu ta Diệp Đại Ca. Diệp Thần mặt lộ nụ cười, từ từ nói, trước đây, các ngươi bị hồn tộc bắt đi, là ta cứu các ngươi. Đa tạ Diệp Đại Ca, bé gái vô cùng là khéo léo gật đầu, chợt vô cùng là có phong phạm ôm quyền hướng Diệp Thần thi lễ. Nhìn dáng dấp hẳn là tới từ xa sút võ đạo gia tộc, 10 tuổi bé gái, lại có nhập thần cảnh tam tầng thiên tu vi. Không yếu. Ngươi tên gọi là gì? Diệp Thần hỏi thăm, đồng thời nhìn chăm chú Kỳ Lâm và những thứ khác 8 đứa bé gái. Ta tên chữ. Gia tộc ta suy vi, phụ mẫu cũng bị người giết chết, còn như ta tên chữ, không để ra cũng được. Bé gái ngược lại là rất thành thục, tiếp tục nói, nếu ta là Diệp Đại Ca cứu. Liền muốn đi theo Diệp Đại Ca, mời tiền bối ban tên cho. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, nhẹ che chán, suy tư nói, nếu ngươi muốn cho ta ban tên cho, ta xem ngươi hết sức linh động, không bằng liền kêu Linh Thủy đi. Đợi hồi, các ngươi những thứ khác 9 tỷ muội cũng thương thế chữa trị xong, nguyện ý trở về nhà, ta sẽ cho người hộ tống các ngươi trở về. Không muốn, có thể đi theo ta. 10 tuổi, nhập thần cảnh tam tầng thiên. Đến khi 15-16 tuổi, chí ít cũng là thần vương cảnh 2-3 tầng thiên, hơn nữa là hoàn chỉnh ngũ lưu huyết mạch. Từ thiên phú vào huyết mạch mà nói, không kém tại Bắc Cung Tử Ngọc. Chỉ là ra đời không tốt lắm, vận khí không tốt, nếu không vậy chưa đến nỗi luân lạc tới bị hồn tộc bắt làm tế phẩm bước. Rất nhanh, những thứ khác 8 đứa bé gái lấy này từ trong chớp sáng rơi xuống, giống như tỏa sáng tân sinh vậy, tất cả là tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Linh Thủy từng cái cho các nàng giải đáp, ngược lại là các nàng ra đời cũng vô cùng là gian khổ. Hoặc là suy vi gia tộc nữ nhi. Hoặc là gia tộc bị địch nhân tiêu diệt, lưu lạc đầu đường. Hoặc là gia tộc bị sao không, lâm vào làm nô lệ,
sau đó bị người hồn tộc chộp tới, cơ hồ không có nhà. Diệp Thần liền đem các nàng lưu lại, lần nữa cho các nàng ban tên cho, lấy, linh, làm họ, kim mộc thủy hỏa thổ, thiên địa sấm gió, 9 chữ làm tên, 9 đứa bé gái, một nửa là đế tôn cảnh tầng 8 tầng 9 trời, một nửa là nhập thần cảnh tam tầng thiên, đều có hoàn chỉnh 6 lưu trở lên huyết mạch, đều là không thể có nhiều thiên tài. Ngay tại lúc này, ba đạo hư ảnh trôi lơ lửng ra. Hụ hụ hụ. Đồ nhi, những thứ này mặc dù coi như là thủ hạ ngươi. Nhưng là, các nàng thiên phú thật tốt, không bằng để cho chúng ta thu học trò một hai, cũng có thể làm một truyền thừa người. Tiêu Diêu thần quân từ từ vừa nói. Những thứ khác hai đại thần quân cũng là như vậy ý tưởng, tới một cái, 9 đứa bé gái thiên phú cực tốt, đặt ở Côn Lôn hư cơ hồ đều là tuyệt đối đứng đầu. Ở linh võ đại lục cũng là tiểu chuẩn trên trung bình, do ba vị thần quân dạy dỗ, không ra chừng trăm năm tất thành hợp đạo cảnh, huyết mạch và thiên phú so ba đại thần quân cũng muốn tốt hơn hơn. Thêm nữa mà, Diệp Thần mặc dù là bọn họ đệ tử, nhưng dẫu sao là chung đệ tử, mọi người cùng nhau dạy, biểu hiện không ra riêng mình dạy dỗ tiêu chuẩn. Cho nên, ba đại thần quân đều có thu học trò 9 đứa bé gái ý tưởng, nhân tiện tỉ đấu một chút riêng mình dạy dỗ tiêu chuẩn. Lấy linh thủy làm chủ 9 đứa bé gái, đều có chút khiếp đảm nhìn ba đại thần quân hư ảnh, tạm thời do dự bất quyết. Không cần lo lắng. Đi đi, bọn họ ba cái cũng là người tốt. Tìm mỗi người thích sư tôn, mới phải tu luyện đâu. Diệp Thần để cho 9 đứa bé gái đi ba đại thần quân bên kia, mình nhưng ngắm nhìn bọc kỷ lâm chớp sáng, không ở sầu mi, suy tư nói chuyện gì xảy ra à. Kỷ lâm ở giữa hồn độc không nhiều à. Làm sao đến bây giờ cũng không có tỉnh lại. Kỷ lâm, hồn độc tối thiểu. Cũng là trước nhất uống vạn năm hồn long thảo người. Làm sao sẽ đến bây giờ cũng không có tỉnh lại, ngược lại chớp sáng bên ngoài ngược lại là sinh ra từng đạo độc tố. Độc tố. Loại này độc, hình như là tiên thiên độc. Không đúng à, kỷ lâm lúc nào dính đến tiên thiên độc à. Diệp Thần suy nghĩ mãi không xong, không nhịn được trực tiếp đem chớp sáng lấy xuống. Đặt vào trên mặt đất, lấy thần hồn lực dò xét, kết quả rất khiếp sợ, kỷ lâm toàn thân cao thấp, lại có thể cũng trải rộng tiên thiên độc. Vì sao là tiên thiên độc? Chính là một loại độc tính vô cùng là mãnh liệt độc tố, thậm chí thần vương cảnh tiên thiên độc, có thể độc giết hỗn nguyên cảnh tôn giả và nhỏ yếu hợp đạo cảnh thần quân. Kỷ lâm bị xuống tiên thiên độc. Chuyện gì xảy ra? Ta lực lượng chuyển vận không đi vào. Ngược lại là tiên thiên độc. Lại không có ăn mòn kỷ lâm thân xác, ngược lại ở tư bổ kỷ lâm thân xác. Diệp Thần có chút buồn bực, cái tình huống này, theo lý thuyết hoặc là chính là bị sở trường độc tố hung thú tập kích, hơn nữa bị độc tố hung thú bắt đã qua, trên người chúng độc, không có lập tức tử vong, vậy không lập tức bị độc tố ăn mòn, ngược lại độc tố ở tư bổ người bản thể. Là ở là hung thú chiếm đoạt làm tích lũy. Hung thú lúc nào ra tay? Ban đầu, ta tại sao không phát hiện? Ha ha ha, mộ chủ, không cần cuống cuồng. Cái này là một chuyện tốt à. Băng kiếm tiên tôn chậm rãi đi tới, cánh tay nhẹ nhàng rơi vào kỷ lâm trên cổ, rồi sau đó trên cổ hiện ra ba cái kịch độc kinh mạch, sau đó hắn vậy lộ ra nụ cười ấm áp, nói cũng không phải là trúng độc, kỷ lâm cái này đứa nhỏ à, là huyết mạch bị kích phát. Đồ sộ máu độc mạch, Diệp Thần sững sốt một chút, hỏi có mang độc huyết mạch. Cũng không phải là mang độc huyết mạch, mà là nàng huyết mạch và thân thể cũng hàm chứa tổ tiên lực lượng, trước đụng phải hồn độc đánh vào, lực lượng đã có chút muốn thả ra ngoài, nhưng là bị hồn độc chặn lại. Băng kiếm tiên tôn từ từ giải thích, hiện nay, hồn độc đã trừ, cổ lực lượng kia tự nhiên phun trào đi ra. Hắn đánh giá gầy đét kỷ lâm, dài hô một hơi, nói ta không nhìn lầm, đây cũng là tiên thiên độc thể, nói cách khác, người ngoài khó mà đạt được. Thậm chí đã biến mất mấy ngàn năm, hơn 10.000 năm tiên thiên độc, nàng có thể tùy ý điều động. Người khác tiên thiên độc, là hơn ngàn chủng độc tố, bao gồm hồn độc luyện chế mà thành. Nhưng là kỷ lâm tiên thiên độc, giống như là huyết dịch vậy, là dùng không hết. Huống chi, kỷ lâm thức tỉnh tiên thiên độc thể, từ đây vạn độc bất xâm, nếu như phối hợp một bản độc công, trở thành một đời tiên thiên độc tôn, chính là tiên thiên tà thần, tiên thiên độc thần. Cũng không phải không thể nào. Tiên thiên độc thể. Cái này phỏng chừng là linh võ đại lục bên trong luyện độc một môn,
nhất mơ tưởng cầu mong thần thể. Có này thần thể, thiên hạ vạn độc không sợ, thậm chí có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn độc giết địch người, vượt qua hai cái đại cảnh giới đem kẻ địch độc thành trọng thương, này cùng nghịch thiên lực, đúng là hiếm thấy. Bất quá! Nàng thân xác ở biến chất, đang thức tỉnh đồng thời, tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề à. Băng kiếm tiên tôn hơi nhíu mày. Canh năm đưa lên. Tiên thiên độc thể. Diệp thần nghe được băng kiếm tiên tôn nói tiếng nói hơi kinh hãi. Ở hắn trong trí nhớ, Kỳ Lâm chẳng qua là một cái một cách tinh quái bé gái, làm sao có thể và loại này linh võ đại lục hiếm hoi thể chất liên hệ quan hệ. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Kỳ Lâm tỷ tỷ Kỳ Tư Thanh mặc dù bị linh vận nhìn chúng, cưỡng ép thu học trò, không phải là bởi vì Kỳ Tư Thanh thiên phú và huyết mạch. Tỷ tỷ như vậy khủng bố, thành tựu ruột thịt muội muội tự nhiên không kém. Diệp thần không khỏi cảm khái, Côn Lôn Hư Kỳ gia sợ rằng ở thời đại thượng cổ thì không phải là cái gì giống vậy gia tộc. Từ băng kiếm tiên tôn ý nghĩa tới xem. Kỳ Lâm thể chất, liền đủ để chấn động linh võ đại lục năm vực chi địa, chính giữa mấy chục trên trăm cái luyện độc môn, cũng sẽ chạy tới tìm Kỳ Lâm làm đồ đệ. Vì sao? Bởi vì Kỳ Lâm là tiên thiên độc thể. Người ngoài không luyện chế được độc, nàng có thể luyện chế, chỉ cần phối hợp một chút mình trong cơ thể tiên thiên độc cho giỏi, lại độc tính mạnh hơn 10 lần, trăm lần có thừa. Người ngoài sợ hãi độc, Kỳ Lâm không sợ. Có chút lợi hại kỳ độc, thần hồn chi độc, chính là luyện độc một môn cao thủ tôn giả, thần quân cũng không gặp được dám can đảm đụng chạm. Nhưng là Kỳ Lâm không sợ, tiên thiên thân thể, không e ngại thiên hạ bất kỳ một độc, thậm chí bản thể chính là độc nguyên. Ý nghĩa là vạn độc chi ngọn nguồn, chân chân chính chính độc nguyên, độc công một đạo có được trời ưu đãi vốn. Cái này bé gái lại thật là tiên thiên độc thể. Tiên thiên độc, chớ nói chi là tiên thiên độc, chính là hơi kém một bậc hậu thiên độc, cũng không có so mãnh liệt. Một bên Chu Diệt Thần Quân phát hiện không đúng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt có chút lóe lên, nói, năm xưa, ta ở Phượng Hoàng gia tộc làm việc. Cũng từng dẫn đối với tôn giả đi trên bờ biển tinh thần biển La Sát, tìm Côn Luân thần mộc, lấy luyện chế hợp đạo thần khí. Xa muốn khi đó, biển La Sát bởi vì bán thánh yêu thánh bí cảnh xuất thế, dẫn được muôn vàn tôn giả, trăm ngàn thần quân hội tụ. Vừa vặn ta liền đụng phải một cái sở trường độc công thần quân, lấy lực một người đối kháng trăm vị thần quân, trong tay hậu thiên độc nở rộ ra lúc giống như đầy trời khói mù, trong chốc lát phiêu tán mười xa vạn dặm. Trăm ngàn dặm bên trong, hải đảo động thiên, tông phái nơi tổ chức, tất cả hóa thành một phiến tử vực. Vùng biển bên trong phủ đầy loài cá tôm biển yêu thú thi thể, màu xanh biếc biển La Sát nước hóa thành chết nước đen, hàng ngàn hàng vạn hải yêu thi thể đầy vải, đồng thời trên đảo lại là chất đầy các phái tinh nhuệ tôn giả thi thể, thậm chí còn trên bầu trời bay lên hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh tiên thú, ma thú chạm được hậu thiên độc độc vật, vậy toàn bộ chúng độc bỏ mạng, toàn bộ ngã xuống. Tỉ mỉ tính được. Chu Diệt Thần Quân có chút run sợ trong lòng, không ở miệng to hô hấp, ánh mắt cũng có chút thấp thỏm. Trận chiến ấy, thật may ta xuất lĩnh là Phượng Hoàng gia tộc đội ngũ, không có ở đây vị kia độc công thần quân bên trong phạm vi công kích, may mắn được chạy thoát thân, thế nhưng đầy trời tử vực, hết thảy sinh linh hóa thành xương khô cho tàn chi hình dáng, ta suốt đời chung đời cũng sẽ không quên. Cho ba đại đứng đầu một trong những gia tộc Phượng Hoàng gia tộc làm việc. Có lúc đích xác là có thể bảo vệ tánh mạng. Chí ít tầm thường thần quân, cũng hoặc là không có tuyệt đối bối cảnh người tàn nhẫn, cũng không hợp sức công kích bọn họ. Vậy chính là bởi vì như vậy, Chu Diệt Thần Quân mới tránh được vậy một kiếp. Hậu thiên độc à? So với so tiên thiên độc kém trăm lần có thừa, có thể mộ chủ ngươi có biết, vậy hậu thiên độc, độc giết nhiều ít sinh linh à? Chu Diệt Thần Quân thận trọng lời nói trước. Từ hắn trong mắt như cũ có thể thấy được đã từng là ý sợ hãi. Hợp đạo cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp Chu Diệt Thần Quân. Chạy thoát thân 5.000 năm đến nay, hồi tưởng lại như cũ rành rành trong mắt, hoang mang không thể cả ngày. Nhiều ít, Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng cũng có run rẩy, dường như thế gian độc công, dùng tốt lắm thật rất mạnh à. Chu Diệt Thần Quân đưa ra ba ngón tay đầu. Bên cạnh Tiêu Diêu Thần Quân có chút buồn bực, hỏi, 30.000. Chu Diệt Thần Quân lắc đầu một cái. 300.000. Vẫn là lắc đầu một cái. 3 triệu, Tiêu Diêu Thần Quân sắc mặt đã không kềm được, mình báo ra mấy con số này,
cũng có chút run rẩy. Là 30 triệu, Chu Diệt Thần Quân hít thở sâu một hơi, nhàn nhạt nói, căn cứ trận chiến ấy sau Phượng Hoàng gia tộc tiên tôn trưởng lão thống kê tình huống, cho ra kết luận là, trong biển yêu thú, thương khung chim, loài người võ giả, tổng cộng là chết 3.200 triệu có thừa. Chính giữa đế tôn cảnh sinh linh 25 triệu. Nhập thần cảnh sinh linh 5 triệu có thừa. Thần vương cảnh sinh linh đại khái mấy trăm ngàn đi. Hỗn nguyên cảnh sinh linh, tìm được thi thể 18 ngàn cái. Hợp đạo cảnh sinh linh, có thể tìm được thi thể, kém không nhiều 137 cái, giống như là người thú hai tộc, trăm ngàn dặm bên trong bỏ mình 137 vị thần quân. Những thứ này thần quân tuyệt đại đa số đều là các môn các phái trưởng lão, thậm chí những cái kia chạy tới tham gia bán thánh bí cảnh các phái thanh niên đệ tử, vậy toàn bộ chết. Trừ đi ba đại đứng đầu gia tộc ra. Hắn dư gia tộc, không một may mắn còn sống sót. Trăm ngàn dặm bên trong. Hậu thiên độc khói độc một thả, tàn sát 30 triệu sinh linh. Chính giữa tuyệt đại đa số đế tôn cảnh và nhập thần cảnh. Đừng xem cái này hai cảnh giới, trước kia nghe thật là cao thâm, giống như là thần minh vậy, trên thực tế thì tương đương với hoa hạ người bình thường mà thôi, chỉ là cuộc sống ở cái này một mảnh sinh linh. Đều bị vị kia dùng độc thần quân, toàn bộ độc giết. Diệp thần đều không ở nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn về phía hôn mê kỷ lâm, nói chân thực đáng sợ. Tàn nhẫn. Quá độc ác, 30 triệu sinh linh à. Khói độc một thả, toàn bộ chết, thậm chí cùng tầng thứ hợp đạo cảnh thần quân cũng không ngăn nổi cái này độc. Chính là tạo hóa cảnh tiên tôn đi, sợ rằng đều phải trọng thương đi. Vẻn vẹn chỉ là hậu thiên độc mà thôi. Mà dưới mắt Kỷ Lâm nhưng mà tiên thiên độc thể à. Nếu như Kỷ Lâm hoàn toàn thức tỉnh tiên thiên độc thể, hơn nữa tiến hành lợi dụng. Sau này thành tựu tuyệt đối không kém gì linh vận. Thậm chí không kém gì những cái kia linh võ đại lục cao cao tại thượng tồn tại. Diệp thần theo bản năng ôm chặt trong ngực Kỷ Lâm, tâm thần có chút run rẩy, trong ngực mình vị này chính là tiên thiên độc thể à. Nếu là tu luyện tới hợp đạo cảnh, thả ra tiên thiên độc. Há chẳng phải là có thể độc giết 30 triệu, không, 300 triệu sinh linh. 300 triệu, 300 triệu sinh linh à. Số này theo, đặt ở Hoa Hạ tuyệt đối là chấn cổ thước kim số liệu, dù là đặt ở Côn Lôn Hư, đều đủ để rung động thiên hạ võ giả. Nhưng là đặt ở Linh Võ Đại Lục, cái này có hơn 100 tỷ người, cộng thêm thượng tiên thú, yêu thú trở thế giới, sợ rằng ủng có mấy ngàn trăm triệu sinh linh thế giới. Dường như coi là không được cái gì, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng có thể để cho người đứng ngồi không yên à. Cho nên, mộ chủ, cô gái này đối với ngươi sau này thành tựu rất mấu chốt, đừng xem nàng bây giờ còn nhỏ, nếu như lớn lên, tuyệt đối là một lớn trợ lực, thật tốt tốt đào tạo. Vị kia phóng thích khói độc thần quân, dường như tên là thiên độc thần quân, hơn nữa là hậu thiên độc thể, cùng Kỷ Lâm như nhau. Chỉ là thân xác và độc tố kém một tầng thứ mà thôi. Chu Diệt Thần Quân tựa hồ nhớ lại càng hơn, không ở hỏi, mộ chủ, người có thể biết phía sau, thiên độc thần quân và bán thánh bí cảnh như thế nào à? Như thế nào, Diệp Thần vậy hứng thú? Bán thánh à? Tương đương với tinh khiếu cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp, không, còn muốn càng lớn mạnh một chút, tương đương với chỉ nửa bước vào thái hư cảnh ngưỡng cửa tuyệt thế tồn tại à? Này cùng cái thế đại năng bí cảnh tách thả ra, khẳng định ở 5.000 năm trước, đưa tới một hồi không có gì sánh kịp gió bão chứ. Nếu như vị kia thiên độc thần quân còn sống, chưa chắc không thể tìm một chút hắn, để cho Kỷ Lâm học tập hắn hậu thiên độc công, lại phối hợp Kỷ Lâm mình tiên thiên độc, sợ là ba đại đứng đầu thế lực lớn, cũng không dám trêu chọc Kỷ Lâm liền đi. Cho nên, từ xưa đến nay luyện độc một môn võ giả, đều là lực sát thương lớn nhất. Hơn nữa nhất không muốn người biết một đám võ giả, cho tới Diệp Thần cũng không có so tò mò vị này thiên độc thần quân sau đó. Như vậy tàn nhẫn độc, cuồng ngạo như vậy thiên độc thần quân à. Bán thần bí cảnh mở cửa, dẫn được linh võ đại lục năm vực tông phái, thế lực đều tới, hơn nữa tới thứ nhất sóng người, chỉ là thần quân, cũng hoặc là tôn giả dẫn đội, dẫn một ít môn hạ đệ tử tới đây gặp cảnh đời, chân chính nhân vật lớn cũng chưa tới. Kết quả. Vị này thiên độc thần quân trực tiếp thả độc. Độc giết 30 triệu sinh linh, độc giết trừ đi ba đại đứng đầu thế lực ra, tất cả môn phái, thế gia võ giả. Như vậy hành vi, làm sao có thể không tàn nhẫn?
là đời này kiêu hùng, nếu là có thể tu luyện tới phong thức hiệu chân thần cảnh, vậy làm là ma đạo một môn thủ lĩnh. Thiên độc thần quân, chu diệt hơn ngàn tông phái thế gia người sau đó, bán thần bí cảnh chỗ trăm ngàn dặm bên trong tất cả tràn đầy hậu thiên độc. Cho dù tiên tôn tiến vào, thời gian một dài vậy được trúng độc, thậm chí có tổn thương căn nguyên, trọng thương ngã gục nguy hiểm hiểm, cho nên thiên độc thần quân trực tiếp tiến vào bí cảnh. Chu diệt thần quân Vương An Tuyệt, chỉ coi như hạng người tàn nhẫn. Nhưng bàn về thiên độc thần quân tàn nhẫn, hắn là xa xa so ra kém. Chu diệt thần quân trong mắt lóe lên phức tạp, tiếp tục nhàn nhạt nói, thiên độc thần quân sau khi tiến vào, hồn điện, bách tiên vương cung, vạn kiếm đế cung, trung vực Âu Dương gia tộc, trường sử gia tộc Vân. Vân tiên tôn, phong thần võ giả tiếp liền chạy tới, liên thủ phá vỡ hậu thiên khói độc sau đó, cần phải đem thiên độc thần quân đánh chết ở vùng biển bên trong. Không ngờ, thiên độc thần quân đã tiến vào phong thánh bí cảnh bên trong. Rất nhiều tiên tôn, phong thần võ giả cũng không cách nào tiến vào, nhưng là cố thủ ở bí cảnh bên trong, rốt cuộc chờ đợi trăm năm có thừa, thiên độc thần quân phá cảnh trở thành thiên độc sát thần, có tinh khiếu cảnh tam tầng thiên chiến lực, hiển nhiên lấy được vị kia bán thánh đại yêu truyền thừa. Thiên độc sát thần cùng trăm phái tiên tôn, phong thần võ giả chém giết 7 ngày 7 đêm có thừa. Nửa đường thả ra hắn đi qua nhiều năm tích lũy, luyện chế được bán tiên thiên độc. Bán tiên thiên độc, Diệp Thần sững sốt một chút, hỏi, vậy làm sao nói? Chu Diệt Thần quân suy tư một khối, ngưng mắt nhìn Kỳ Lâm, liền nói, tiên thiên độc và hậu thiên độc, nhìn chỉ có kém một chữ, mà mộ chủ thì có thể dùng không cùng nhục thân cảnh giới máu tươi tới tỷ lệ. Ví dụ như mộ chủ ngươi hư thể kỳ cấp 6 thân xác, một giọt máu tươi, có thể đánh chết nhập thần cảnh sơ kỳ võ giả đi. Diệp Thần gật đầu một cái, mình thân xác chui luyện đến mức tận cùng, có thể so với sơ cùng hợp đạo cảnh thần quân, một giọt máu tươi đủ để đánh giết nhập thần cảnh tam tầng thiên võ giả. Mộ chủ máu ngươi, liền giả thiết tương đương với tiên thiên độc. Mà hậu thiên độc, liền giống như hóa cương kỳ cấp 3 máu tươi, một giọt chỉ có thể đánh giết đế tôn cảnh 5-6 tầng ngày người. Còn như bán tiên thiên độc, Chu Diệt Thần quân suy nghĩ một chút, nói sau nói, chính là giống như hóa cương kỳ cấp 9 máu tươi, có thể đánh giết đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp võ giả. Cái này giữa chênh lệch, mặc dù phức tạp ảo diệu, nhưng là có thể lợi dụng cái phạm vi này tới hiểu. Toàn bộ tương đương với như vậy. Hư thể kỳ cấp 6, một giọt máu tươi có thể đánh giết nhập thần cảnh tam tầng thiên tiên thiên độc. Hóa cương kỳ cấp 9, một giọt máu tươi có thể đánh giết đế tôn cảnh cửu tầng thiên bán tiên thiên độc. Hóa cương kỳ cấp 3, một giọt máu tươi có thể đánh giết đế tôn cảnh ngũ tầng thiên hậu thiên độc. Chính là tương đương với như thế cái so sánh pháp, chỉ là một giọt nọc độc, không thể hoàn toàn dựa theo máu tươi đánh giết lực tới so sánh. Nọc độc đối với bất đồng võ giả, ví dụ như sở trường thần hồn chi đạo thần quân, độc tính sẽ mạnh hơn, sở trường thân xác chi đạo thần quân, giống như Diệp Thần như vậy, độc tính thì phải yếu một ít. Nghe được Chu Diệt Thần quân lời nói, Diệp Thần chợt cảm thấy trong ngực Kỳ Lâm, chính là một cái khoai lang phỏng tay à. Vậy thiên độc thần quân, dùng hậu thiên độc, đều có thể ở hợp đạo cảnh, độc giết hơn 100 vị cùng cảnh thần quân. Trong ngực hắn Kỳ Lâm, nếu là ở hợp đạo cảnh, dùng tiên thiên độc, há chẳng phải là nghiêm nghị 300 đến 500 vị cùng cảnh thần quân. Đây là căn bản nhất lực lượng tầng thứ chênh lệch. Vậy đủ để chứng minh, Kỳ Lâm tiềm lực và tương lai mạnh mẽ. Trận chiến ấy, bán tiên thiên độc. Sợ hãi vô cùng, ta cũng là nghe Phượng Hoàng gia tộc trưởng lão nói tới, chưa từng tự mình vừa gặp. Chu Diệt Thần quân trong ánh mắt lại có chút hướng tới. Ngươi nếu là chính mắt nơi gặp, ngươi cũng không cách nào ở nơi này. Tiêu Diêu Thần quân hơi trêu ghẹo nói, ngươi tham dự trận chiến ấy, 100% là chết. Ngược lại cũng là, băng kiếm tiên tôn vậy gật đầu không ngừng, độc công độc tố mạnh như vậy độc thần. Dù là Chu Diệt Thần quân là nửa bước tiên tôn, đối mặt hắn cũng là đường chết một cái, căn bản không tồn tại bất kỳ may mắn có thể. Những thứ khác hai đại thần quân, ba vị thần Phật. Thậm chí chín đứa bé gái, nghe được Chu Diệt Thần quân nói tới mấy ngàn mấy năm trước sự việc, còn quan hệ đến Kỳ Lâm, đều không ở dựa vào tới đây, muốn nghe một chút vị kia thiên độc thần quân, thiên độc sát thần, sau cùng kết quả là cái gì? Cuối cùng, bán tiên thiên độc. Độc giết trung vực trường sử gia tộc ba vị phong thần thái thượng trưởng lão,
cùng với trung vực các phái tất cả nhà, tổng cộng là 7 vị phong thần võ giả. Dĩ nhiên, còn có 21 vị tiên tôn đều chết ở bán tiên thiên độc lên, những thứ khác 4 vực nguyên bổn cũng là lấy trung vực cầm đầu đi vặn cổ thiên độc sát thần, cho nên rơi xuống cũng không quá chỉ có 1-2 vị phong thần võ giả, mấy vị tạo hóa cảnh tiên tôn mà thôi. Còn như thiên độc sát thần. Cuối cùng, hắn cảm giác được mình không trốn thoát được, bởi vì là trường sử gia tộc phong tước hiệu chân thần lão tổ ra mặt. Ngay sau đó ở tự bạo trước, để lại mình độc công và bán thánh đại yêu truyền thừa, tán lạc ở biển La Sát vùng biển vô tận bên trong. Dĩ nhiên, thiên độc sát thần tự bạo, vậy cơ hồ giết chết vị kia phong tước hiệu chân thần lão tổ, làm hắn bị thương nặng. Chu Diệt thần quân chợt cười nói, trường sử gia tộc vị kia lão tổ, phỏng đoán không cái 30 đến 50 ca năm, là đừng nghĩ khôi phục, vận khí không tốt, chặn bán thánh đường, hao phí 200 ngàn năm mới có thể khôi phục đâu. Hắn cười, làm người, đạp võ đạo, làm như thiên độc sát thần. Đối mặt trăm phái thiên gia bao vây, sắp chết vậy suýt nữa giết chết một vị phong tước hiệu chân thần lão tổ, hơn nữa đánh chết cùng cảnh giới 8 vị phong thần võ giả, cùng với 23 vị tiên tôn, làm người làm như hắn à. Cho nên, mộ chủ, người phải biết kỷ lâm trên người tiên thiên độc và tiên thiên thân thể lợi hại đi. Chuyện này, muôn ngàn lần không thể truyền giao chạy đi, nếu không năm đó bỏ mạng ở thiên độc sát thần trong tay các phái võ giả, mặc dù đã đánh chết thiên độc sát thần, có thể mới qua 5.000 năm, còn chưa tới để cho tất cả mọi người quên bước, khó tránh khỏi bọn họ còn sẽ lấy là kỷ lâm là thiên độc sát thần người thừa kế, đánh tới giết ngươi và kỷ lâm. Diệp thần khẽ cau mày. Dưới mắt, thiên độc sát thần lưu lại truyền thừa không thể nghi ngờ là thích hợp nhất kỷ lâm. Xem ra, có cơ hội phải dẫn kỷ lâm đi một chuyến biển La Sát và vùng biển vô tận. Nếu như dưới cơ duyên xảo hợp, kỷ lâm đạt được thiên độc sát thần truyền thừa, sợ rằng hồn điện cũng không dám lại đánh kỷ lâm chủ ý. Thậm chí, kỷ lâm có thể tự mình trả thù. Đột nhiên, Diệp thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía băng kiếm tiên tôn, đúng rồi. Sư tôn, người mới vừa nói kỷ lâm thân thể có chút vấn đề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Băng kiếm tiên tôn lắc đầu một cái, nhìn về phía Chu Diệt thần quân, nói Chu Diệt thần quân sợ rằng so với ta rõ kỷ lâm thân thể, liền do hắn tới nói đi. Chu Diệt thần quân gật đầu một cái, tay trái nhẹ nhàng đặt ở kỷ lâm trán, dò xét hồi lâu sau mới nói, là tiên thiên độc thể không hoàn toàn hoàn thiện, tạo thành một ít kinh mạch tắc nghẽn. Trọng yếu nhất chính là nàng huyết mạch và thân xác, đều là đệ nhất, vậy chính là tự nhiên sinh ra tiên thiên độc thể, mà không xem thiên độc sát thần là thừa kế hậu thiên độc thể, cho nên, cần phải tìm một ít kịch độc dược vật, hoặc là cực kỳ cường đại độc tài tới lấy độc công độc một chút. Lấy độc công độc, là khai thông kỷ lâm huyết mạch đan điền. Diệp thần hỏi thăm, hắn phóng thích linh lực của mình, tiến vào kỷ lâm trong cơ thể, rõ ràng cảm giác được kỷ lâm kinh mạch tắc nghẽn. Hơn nữa khắp nơi đều tràn đầy kịch độc, muốn đổi thành những võ giả khác, sợ rằng bây giờ đã sớm đi đời nhà ma. Ngược lại kỷ lâm, trừ không có cách nào thanh tỉnh ra, thân xác là càng ngày càng mạnh. Cảnh giới cũng là càng ngày càng tốt. Nguyên bản kỷ lâm chỉ là đế tôn cảnh sơ kỳ, giờ phút này bị huyết mạch và nọc độc tư bổ, ngược lại một bước bước vào nhập thần cảnh tam tầng thiên, tấn thăng tốc độ so Diệp thần cũng mau không thiếu, sợ rằng cùng hoàn thiện tiên thiên độc thể. Tu vi còn sẽ tiến hơn một bước, đến nhập thần cảnh hậu kỳ vậy không nói ở đây. Đúng. Bởi vì kỷ lâm là tiên thiên độc thể, không e ngại thiên hạ bất kỳ độc vật. Nhưng là nàng trong cơ thể nọc độc, nói như vậy, nọc độc có chút hơn, giống như là không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa, cho nên ở kinh mạch và vùng đan điền, cũng ngăn chặn. Chu Diệt thần quân tỉ mỉ nhìn xem, nói sau nói, cho nên, cần một ít vật kịch độc tới đánh vào. Giải khai những cái kia tắc nghẽn kinh mạch nọc độc. Sau đó hai cổ nọc độc hội họp, liền có thể hoàn thiện kỷ lâm tiên thiên độc thể. Nếu như không làm như vậy, lâu dài tích đè xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấu chốt có thể cả đời đều không cách nào tỉnh lại. Diệp thần hơi biến sắc mặt. Hắn đã đáp ứng kỷ tư thanh phải bảo vệ tốt kỷ lâm, tự nhiên không thể để cho kỷ lâm xảy ra chuyện. Nhưng là dưới mắt, như thế nào lấy độc công độc? Trong đầu hắn bắt đầu hiện ra các loại độc vật, có chính là tự nhiên sinh trưởng độc dược, có chính là cả người là độc vật. Những thứ này có độc tố yêu thú, mỗi người nọc độc đối với võ giả mà nói,
đều không coi là quá mạnh mẽ. Phải chăng cần tổng hợp một ít, lấy ra thuần độ sau cho Kỷ Lâm uống đâu? Diệp Thần đi phiên tra các loại ghi lại độc vật sách, những sách kia đúng lúc là sao không có hồn điện bảo khố có được, ghi lại không ít độc dược, hắn vừa lật, một bên khẩn trương đến trình độ cao nhất. Vốn cho là phá trận, Kỷ Lâm thì sẽ khôi phục tới đây. Lại không nghĩ rằng, ngược lại thức tỉnh Kỷ Lâm tiên thiên độc thể. Chờ lát, Đồ Nhi, băng kiếm tiên tôn chợt nghĩ tới điều gì, chân mày hơi nhíu lại, nói tiên thiên độc thể không đầy đủ, không thể dùng tầm thường độc vật để đền bù. Sợ rằng, còn cần vị kia thiên độc sát thần độc vật mới được. Nghe được câu này, Diệp Thần trên tay sách rơi xuống đất, hắn nhíu mày, nói cách khác ta bây giờ phải đi biển La Sát và vùng biển Vô Tận. Ta bây giờ thực lực đi nơi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào? Bất quá, nếu như đây là cứu Kỷ Lâm duy nhất phương thức, khó đi nữa, ta cũng nguyện ý thử một lần. Băng kiếm tiên tôn chậm rãi đi tới, nhàn nhạt nói, mới vừa ta và Chu Diệt Thần Quân nói chuyện với nhau một phen. Phát hiện thiên độc sát thần năm đó mặc dù tự bạo, sống chết không biết, phải chăng mất đi cũng không biết, hắn độc công và mang độc vật cũng thất lạc ở liền biển La Sát. Người bây giờ ngược lại không cần đi biển La Sát, theo ta biết, độc cô gia tộc, liệt hỏa giáo đợi một chút, năm đó vậy tham gia trận chiến ấy, hẳn mang về không thiếu độc vật. Tìm bọn họ, đổi một ít đặc thù độc vật trở về. Chỉ có thể dùng độc tính đặc biệt mạnh. Thậm chí tốt nhất dính có hậu thiên độc độc vật tới tư bổ tốt nhất. Tiên thiên độc và hậu thiên độc, kém một tầng thứ. Hai người uy có thể hay không như nhau, nhưng chí ít so những thứ khác độc vật, cường đại hơn được nhiều, Kỷ Lâm muốn xong thiện tiên thiên độc thể, vậy tốt nhất là dùng hậu thiên độc để đền bù. Chờ một chút, chúng ta nhớ ra rồi. Nguyệt Quang Phật chắp hai tay chậm rãi đi tới, nói, 5.000 năm trận chiến ấy, chúng ta cũng biết. Chẳng qua là lúc đó chúng ta Kim Phật Mật Tông không có tư cách đi tham gia. Nhưng là Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc cùng Tây Vực Thập Đại bên trong nhóm thế lực, mỗi người đều có hai vị tạo hóa cảnh tiên tôn đánh ra. Năm 2000 trước, Độc Cô gia tộc từ biển La Sát mang về một bụi thiên ma nhân sâm, tin đồn chính là năm đó thiên độc sát thần sử dụng tới phân phối bán tiên thiên độc sử dụng vật. Chỉ là gần 10.000 năm qua, chớ nói chi tiên thiên độc thể. Chính là hậu thiên độc thể cũng chỉ có thiên độc sát thần một vị kia, lệnh hồ gia chủ mang đến thiên ma nhân sâm, có độc tính cực mạnh, cho nên độc cô gia tộc bên trong không có võ giả có thể sử dụng. Năm 2000 trước, đã từng do độc cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc và bay vũ các liên thủ cử hành qua một tràng buổi đấu giá, chính giữa liền muốn đấu giá một bụi này thiên ma nhân sâm, chỉ là. Nguyệt Quang Phật lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười, nói Tây Vực cằn cỗi. Cũng không phải là ma đạo hưng thịnh chi địa, luyện độc một môn, đại đa số hội tụ ở liệt hỏa giáo và bách lý gia tộc, bưng mộc gia tộc hạt bên trong, huống chi những cái kia luyện độc môn phái, cũng không có tới tham gia buổi đấu giá. Thậm chí không có người ủy thác tới quay hạ thiên ma nhân sâm. Có thể là bởi vì thiên ma nhân sâm độc tính cực mạnh, bọn họ không cách nào sử dụng đi. Cho nên, một bụi này thiên ma nhân sâm, chắc còn ở độc cô gia tộc bên trong. Mộ chủ có thể đem mưu với tay cầm, là Kỷ Lâm tiểu thư hoàn thiện tiên thiên độc thể. Độc cô gia tộc, thập đại bên trong cùng một trong những gia tộc, dưới so sánh, uy thế hơi kém tại Bắc Cung gia tộc. Nhưng cũng là không thể có nhiều đại tộc. Huống chi Tây vực không giống với những thứ khác bốn vực, không có trực thuộc lên cùng tông phái, gia tộc, ngược lại là thập đại bên trong các gia tộc tông phái cộng trì, 10 thế lực lớn lẫn nhau duy trì đã có 10 lâu vạn năm. Độc cô gia tộc mặc dù thuộc về 10 đại thế lực mạt lưu, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Độc cô gia tộc, độc cô phong trần. Diệp Thần nhớ tới lúc ấy lần đầu tiên đi hồn tộc, mình chém giết một nhóm người. Dường như chính là độc cô gia tộc ngũ công tử, độc cô phong trần, 18 tuổi, thần vương cảnh tứ tầng thiên thiên tài, liên đới những thứ khác 6 người và 2 vị hỗn nguyên cảnh hộ vệ, đều bị hắn chém chết. Vào lúc này lại đi tìm độc cô gia tộc mua thiên ma nhân sâm, cũng không tốt làm à. Được nghĩ biện pháp từ độc cô gia tộc nơi đó, lấy được thiên ma nhân sâm. Tìm Bắc Cung Hoành Thiên hỗ trợ, Diệp Thần hơi có chút thấp thỏm, tự nhủ, Bắc Cung Hoành Thiên tên kia sau lưng vài đại thái thượng trưởng lão mỗi cái cũng theo nhân tinh tựa như, nếu là bọn họ biết ta mua thiên ma nhân sâm.
cố nhiên sẽ đồng ý. Thậm chí sẽ mừng rỡ phải giúp ta đi mua. Nhưng là, bọn họ tất nhiên sẽ đoán được thiên ma nhân sâm tác dụng. Luyện độc một môn rất nhiều tôn giả, thần quân cũng không có mua thiên ma nhân sâm. Vì sao? Không phải bởi vì quý, cũng không phải bởi vì không mua được. Mà là bởi vì mua, không tới, không có tương đương tầng thứ độc công cao thủ, thiên ma nhân sâm mua được, hơi có bất ngờ, có thể độc diệt chính bọn hắn luyện độc một môn. Độc, cố nhiên có thể độc giết địch người, nhưng là dùng không tốt cũng có thể cầm mình diệt tất cả. Cho nên Tây Vực luyện độc một môn, căn bản không đúng thiên ma nhân sâm dậy một chút tâm tư. Nhưng là Diệp Thần, đột nhiên đi mua thiên ma nhân sâm. Khẳng định sẽ bị một số người phát hiện. Dẫu sao Diệp Thần đi tới Linh Võ Đại Lục, căn bản không có dùng qua độc, càng không có độc từng giết những người khác. Đột nhiên muốn mua loại này độc bên trong thần vật, nói mình phải luyện độc công, phỏng đoán không mấy người sẽ tin tưởng, độc công cao thủ cũng không dám dùng, huống chi là Diệp Thần. Bắc Cung gia tộc, có thể không tìm, tốt nhất còn chưa tìm. Không tin được bọn họ, nói không chừng hồn điện cao thủ giết lúc trở lại, thì sẽ từ bọn họ nơi đó hỏi thăm được ta tin tức. Diệp Thần rất rõ ràng, mình một khi tìm Bắc Cung gia tộc ra mặt mua dùm thiên ma nhân sâm, Bắc Cung gia tộc tất nhiên sẽ thông qua một ít dấu vết liên tưởng đến Kỳ Lâm. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là dẫn lửa thiêu thân. Tin tức này một khi truyền giao chạy đi, 5.000 năm trước thảm kịch các phái đến nay còn không có quên đâu. Đến lúc đó dẫn được các phái đánh giết hắn và Kỳ Lâm, có thể không phải là chuyện tốt. 5.000 năm trước trận chiến ấy, Linh Võ Đại Lục các phái mặc dù cũng tổn thất một ít đệ tử và thần quân, nhưng là cuối cùng đem Thiên Độc Sát Thần đánh chết. Thiên Độc Sát Thần vậy đánh giá cao mình, hoặc giả là đánh giá cao bán thánh bí cảnh, nguyên lấy là độc giết vòng ngoài các phái thần quân và sinh linh, tiến vào bán thánh bí cảnh sau đó, có thể phong tước hiệu chân thần, sau khi ra, trừ phi đứng đầu thế lực lớn ra tay, nếu không ai cũng không nhúc nhích được hắn. Đáng tiếc, trăm năm sau đó, hắn từ trong bí cảnh đi ra, vẻn vẹn chỉ là tinh khiếu cảnh tam tầng thiên, chống đỡ chết cũng chính là phong thần sơ kỳ, còn chưa tới phong thần trung kỳ, đối mặt mười mấy vị muốn giết hắn cướp lấy bí cảnh truyền thừa phong thần võ giả, cuối cùng lựa chọn tự bạo. Tự bạo trước, đem mình cả người độc công truyền thừa và số lượng không nhiều còn dư lại độc vật, cùng với bán thánh bí cảnh vật truyền thừa, cũng ném bắn tới vô tận biển La Sát bên trong. Những năm này các thế lực lớn cũng phái người đi biển La Sát tìm kiếm năm đó thiên độc sát thần di vật. Độc cô gia tộc chính là tìm được một quả thiên ma nhân sâm. Chỉ là đáng tiếc, thiên ma nhân sâm lên gắn đầy hậu thiên độc, đủ để chu diệt hơn 10 vị hợp đạo cảnh thần quân, chính là độc cô gia tộc vị kia tiên tôn, thái thượng ngũ trưởng lão, tạo hóa cảnh ngũ tầng thiên lão quái vật, tìm được thiên ma nhân sâm lúc đều cẩn thận mang về, có thể vẫn bị hậu thiên độc xâm lược. Không thể không tu dưỡng năm 2000 lâu, nghe bây giờ độc tổn thương còn chưa xong mà. Vì vậy năm đó, độc cô gia tộc liền muốn phải đem thiên ma nhân sâm bán đi, chỉ ít đổi vài kiện thời không chi binh, dầu gì, đổi điểm hợp đạo thần khí đi. Kết quả mở buổi đấu giá. Không ngờ muốn, căn bản không người đối với thiên ma nhân sâm ra giá. Có thể độc tổn thương tạo hóa cảnh tiên tôn bảo vật à? Tạo hóa cảnh trở xuống võ giả căn bản không dám dậy tâm tư, tạo hóa cảnh trên, cơ hồ không có đặc biệt tu luyện độc công võ giả, mặc dù có xem qua, vậy không hậu thiên độc thể, khó mà vận dụng thiên ma nhân sâm. Cho nên, thiên ma nhân sâm, một mực để dành ở độc cô gia tộc bên trong. Buổi đấu giá. Được tìm cái lý do, để cho độc cô gia tộc lại mở một lần buổi đấu giá. Ta tự mình đi vỗ, vào tay thiên ma nhân sâm sau đó. Trực tiếp chạy trốn. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, cũng biết vỗ thiên ma nhân sâm, nếu như tu vi chưa tới mức, địa vị không đủ cao, tuyệt đối sẽ đưa tới người ngoài mơ ước, mọi người cũng không muốn ra lại một vị thiên độc sát thần, cho bọn họ diệt phái. Đối với thiên độc sát thần sợ hãi, nghiêm trọng nhất phải trả là tạo hóa cảnh dưới võ giả. Liệu nhớ năm đó, thiên độc sát thần vẫn còn ở thần quân hợp đạo cảnh lúc, đã độc giết 30 triệu sinh linh. Nếu như mới đi ra một vị thiên độc sát thần, sợ rằng phải tung lên từng trận thịt sống phong huyết mưa, đây là rất nhiều tông phái không muốn thấy tình huống, cho nên Diệp Thần chỉ cần vỗ mua thiên ma nhân sâm, lại không có gì quá lớn bối cảnh, tất nhiên bị người tập sát. Phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Đợi một chút,
mộ chủ. Thiên ma nhân sâm sau khi đến, dung nhập vào Kỳ Lâm trong cơ thể. Cố nhiên có thể hoàn thiện tiên thiên thân thể, chỉ bất qua cổ tịch trên có ghi lại, có thể còn sẽ có chút vấn đề. Băng kiếm tiên tôn nhớ lại nói, năm đó ta lúc rỗi rãnh, liền sẽ đi phiên tra vạn kiếm đế cung triều đại cổ tịch, nơi ghi lại đại lục truyện. Ta loáng thoáng nhớ, 300.000 năm trước, coi như là thời đại thượng cổ đi, thượng cổ đại chiến còn chưa mở trước. Thượng cổ thiên yêu chiến thần, cùng huyết ma long thần một tầng thứ bán thánh tồn tại, đã từng có một vị sống chết cửu địch, được gọi là tiên thiên độc thần, tựa hồ chính là có tiên thiên độc thể, lấy phong môn cảnh ngũ tầng thiên tu vi, ở trên cao cổ đại chiến khai chiến trước, đã từng lấy sức một mình, độc diệt thiên yêu nhất tộc, dĩ nhiên, trừ đi thiên yêu chiến thần, vị kia không có chết. Thiên yêu nhất tộc, hơn 100 triệu sinh linh cũng thảm chết tại đây vị tiên thiên độc thần trong tay. Mà tiên thiên độc thần ở trên cao cổ đại chiến mở trước, liền bị thiên yêu chiến thần đánh chết. Trước khi chết, thiên yêu chiến thần hỏi hắn, như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra tiên thiên độc thể sinh linh? Ta nhớ, cổ tịch lên ghi lại một câu, tiên thiên độc thần lưu lại tiếng nói. Muốn thành tiên thiên độc thể, cần kinh hậu thiên tư bổ, lại lịch thiên sấm kiếp, bản là thiên địa không tích chữ, muốn ra đời, trừ phi ý trời cho phép. Băng kiếm tiên tôn phức tạp nhìn một mắt Kỳ Lâm, tiếp tục nói, câu nói kia, ta bây giờ có chút rõ ràng. Cần kinh hậu thiên tư bổ, không phải mọi người nghĩ, cần ở phía sau thiên quá trình trưởng thành, không ngừng tư bổ. Dẫu sao, thời đại thượng cổ cũng có yêu thần, muốn bồi dưỡng ra một vị tiên thiên độc thể, lại lớn tứ độc giết người loại. Nhưng là không có ngoại lệ chút nào, đều thất bại. Mà ta bây giờ cảm thấy, tiên thiên độc thể có thể là cần đệ nhất. Tự nhiên tạo thành, lại cần một vị hậu thiên độc thể huyết dịch, cũng hoặc là nhiều hậu thiên độc, thành tựu tư bổ. Tới một cái, khiến cho được có tiên thiên độc thể người, ví dụ như Kỳ Lâm, kinh mạch đan điền thông suốt, được tỉnh lại. Thứ hai, dùng hậu thiên độc, tiến tới diễn hóa là tiên thiên độc. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất sự việc, hắn nhẹ nhàng than thở một hơi, nói cần, lại lịch thiên sấm kiếp, cũng chính là hôm qua người đối mặt thiên lôi. Vậy cùng tầng thứ thiên lôi, theo đạo lý mà nói, đã rất yếu. Nhưng là, băng kiếm tiên tôn đưa mắt rơi vào Kỳ Lâm trên mình, có chút ảm đạm than thở, để cho một cái nhập thần cảnh sơ kỳ Kỳ Lâm, đi chịu đựng có thể đánh giết tinh khiếu cảnh phong thần võ giả thiên lôi, nói dễ vậy sao hả? Như vậy được dơ, không khác nào nói vớ vẩn. Đây cũng là từ 300.000 năm trước, tiên thiên độc thần chết sau đó, chưa bao giờ có tiên thiên độc thể sinh ra. Hơn nữa xuất hiện ở đại lục, từng có rõ ràng sự tích nguyên nhân. Thậm chí hậu thiên độc thể, những năm gần đây, đều không đáng năm ngón tay số, thậm chí đều là ở còn chưa hoàn toàn trưởng thành quật khởi đứng lên, liền đã chết. Kỳ Lâm như tình huống như vậy. Đỉnh hơn chống đỡ một năm. Dĩ nhiên, vậy có biện pháp, để cho nàng vĩnh viễn ngủ say, nhưng là sẽ không chết. Đồ nhi, người tự đi cân nhắc, thiên lôi, người không thể xen vào chịu đựng. Nếu không thiên lôi sẽ mạnh hơn. Ta cảm thấy, luân hồi mộ địa lực lượng dù sao cũng có hạn, có thể ngăn một lần, không gặp được có thể chống đỡ lần thứ hai. Huống chi, ngày hôm qua thiên lôi, chỉ là khế ước đạo thứ nhất thiên lôi. Chân chính thiên kiếp thiên lôi, có ba nói, một đạo so một đạo mạnh. Nghe xong băng kiếm tiên tôn mà nói, Diệp Thần rơi vào trầm tư bên trong. Thiên lôi, mình trước mắt trải qua hai lần. Lần đầu tiên là ở Trấn Đan hư luyện chế ra đế tôn cảnh đan dược cần trải qua đan kiếp, lần đó thiên lôi, uy lực đỉnh hơn tương đương với đế tôn cảnh trung kỳ, hơn nữa Côn Lôn hư là thấp phủ thế giới, hắn thiên đạo không mạnh, đỉnh hơn tương đương với hợp đạo cảnh thần quân uy năng. Nhưng là linh võ đại lục, là cao vũ thế giới. Hắn thiên lôi, thiên đạo, sợ rằng sánh vai thái hư cảnh phong thánh võ giả, nếu như có phong thánh tu vi và chiến lực. Tự nhiên không sợ thiên lôi thiên đạo. Nhưng là nếu là lấy Diệp Thần lực lượng bây giờ, lại đi chống cự thiên lôi. Nếu như luân hồi mộ địa không ra tay, đó chính là hẳn phải chết. Còn như lần thứ hai, là bị thiên đạo nhận đồng máu thánh ma khế ước, không tuân theo khế ước, thiên đạo liền sẽ hạ xuống thiên kiếp, tổng cộng ba đạo thiên lôi, một đạo thiên lôi tương đương với tinh khiếu cảnh tam tầng thiên võ giả một kích toàn lực. Lần thứ hai tương đương với tinh khiếu cảnh lục tầng thiên toàn lực một lần,
đạo thứ ba, cơ hồ tương đương với tinh khiếu cảnh cửu tầng thiên võ giả toàn lực một lần. Ba đạo thiên lôi. Triều đại có thể vác qua cái này cùng thiên lôi, thiếu chi quá mức thiếu. Huống chi là Diệp Thần. Không có luân hồi mộ địa, cơ hồ là không thể nào. Không, Kỷ Lâm là Tư Thanh muội muội, vậy 5 năm giúp ta quá nhiều, ta tuyệt không thể để cho nàng làm một hoạt tử nhân. Huống chi, thiên đạo thiên lôi coi là cái gì, ta đã từng bể tan tành qua 2 lần thiên kiếp, không quan tâm cái này lần thứ 3. Diệp Thần ngắm nhìn băng kiếm tiên tôn, cùng với 6 đại thần Phật, thần quân, thận trọng hỏi, mấy vị sư tôn, năm đó tiên thiên độc thần, nếu có thể nói ra như vậy, tất nhiên đã đi qua cái này cùng kiếp nạn. Như vậy, rất có thể, tiên thiên độc thần, đã từng lưu lại qua một ít thủ đoạn, ví dụ như nào đó trận pháp cường đại. Có thể ngăn cản thiên lôi hạ xuống đâu. Trận pháp, băng kiếm tiên tôn suy tư nói, trận pháp là có thể, nhưng là... Vạn cổ huyết ma trận. Tuần thiên vấn địa trận. Càn khôn phong ma trận. Không được, không được. Những trận pháp này uy năng không đủ, dựa vào tự thân căn bản không ngăn được thiên lôi đánh. Trừ phi là có cường giả cái thế chấn giữ, nhưng là cường giả cái thế, chí ít cũng có phong thần tinh khiếu cảnh chiến lực, nếu không. Nhưng mà phong thần võ giả tới, vậy coi như sẽ không dễ dàng giúp bọn họ, thậm chí không mưu tài hại mệnh cũng coi là không tệ, còn như mời phong thần võ giả ra tay, sợ rằng yêu cầu tài sản, không thua gì một kiện thần khí. Thần khí. Tùy tiện một kiện thần khí giá trị, đều ở đây 10 kiện thời không chi binh trên. Diệp Thần, không ra nổi cái giá này, bọn họ vậy không ra nổi cái giá này. Trận pháp. Mộ chủ, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Cửu Vũ thần quân nhàn nhạt nói, năm đó Côn Luân chúng ta hư, bởi vì thiên tài không nhiều, cho nên trận pháp hơn là dựa vào sơn xuyên địa mạch khả năng thành tựu tái thể, cũng hoặc là cộng nguyên thể. Thường thường có thể chịu đựng càng đi lên 2-3 cái cảnh giới lớn võ giả tấn công. Liền giống như năm đó rất nhiều các tiền bối lưu lại càn khôn thiên long trận. Chính là này cùng kiểu trận pháp, lấy hỗn nguyên cảnh võ giả chung nhau thi triển, thậm chí có thể ngăn cản hợp đạo cảnh cửu tầng thiên thần quân đánh giết, chống cự một hồi tạo hóa cảnh võ giả đánh giết, cũng không phải không được. Càn khôn thiên long trận. Lúc ấy, Diệp Thần chủ đạo Côn Lôn hư và Linh Thành các phái các thế lực lớn, hội tụ 90 vị nhập thần cảnh võ giả. Điều khiển này cùng trận pháp, rất miễn cưỡng là ngăn trở thần vương cảnh hậu kỳ huyết linh tộc người, thậm chí và hỗn nguyên cảnh hồn tộc trưởng lão so chiêu, chỉ là bởi vì hồn tộc hợp đạo cảnh trưởng lão nhúng tay, đưa đến trận pháp tan vỡ, Diệp Thần bị bắt. Có thể, linh võ đại lục sơn xuyên địa mạch, cơ hồ đều cách nhau có long mạch. Long mạch dưới chính là hơi đất hình thành địa long, tương đương với nửa sinh mạng thể, nếu là có thể dùng trận pháp câu liền với núi xuyên long mạch và long khí và hơi đất, thành tựu chống đỡ thể, lại dùng thời không chi binh, thậm chí là rất nhiều hợp đạo thần khí, cấu trúc đại trận, không gặp được không ngăn được thiên lôi. Diệp Thần hết sức mừng rỡ, loại này mượn sơn xuyên địa mạch lực trận pháp, hết sức hiếm thấy. Được may mắn Côn Lôn hư thời đại viễn cổ, cũng từng ra khỏi tạo hóa cảnh. Thậm chí còn tinh khiếu cảnh tiền bối đại năng, để lại loại này trận pháp, vừa lúc bị Diệp Thần nơi tinh thông, cho nên vận dụng 8 chuôi thời không chi binh, mỗi người chiếm cứ bát quái vị, lại dùng 50 chuôi hợp đạo thần khí, hội tụ thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thiên nhân trận, thiên lôi trải qua lượng nặng trận pháp suy yếu, rơi xuống thời điểm, đỉnh hơn vậy thì tương đương với hỗn nguyên cảnh trình độ chứ. Đến lúc đó, Diệp Thần đang động dùng luân hồi mộ địa, che giấu mình hơi thở. Tiến vào trận pháp bên trong thay thế Kỷ Lâm chống cự thiên lôi đánh, giúp Kỷ Lâm hoàn toàn chứa thiên ma nhân xâm lực lượng, Kỷ Lâm tất nhiên tỉnh lại, hơn nữa thức tỉnh tiên thiên độc thể. Tình huống như vậy, không phải là không thể, chỉ là vô cùng là khó khăn. Nếu là có bất ngờ, mộ chủ, vô cùng có thể chết. Băng kiếm tiên tôn nổi lên hồi lâu mới nói như thế một phen tới, muốn ngăn cản, nhưng là tại tình lý không hợp, cho nên chỉ có thể như vậy. Chết! Thiên đạo không thu nổi mạng ta. Đại đạo cũng không thể, thiên hạ này không có bất kỳ người, bất kỳ sinh linh, quy tắc có thể thu mạng ta. Diệp Thần ngưng mắt nhìn bên trên Kỷ Lâm, dừng lại chốc lát, liền nói, ta sẽ không để cho người ta, làm cái hoạt tử nhân, huống chi là vĩnh viễn, trận này, ta tất nhiên bố trí. Băng kiếm tiên tôn ngẩng đầu lên, ánh mắt đặc biệt,
đối đãi Diệp Thần, tựa hồ có chút không nhận biết vậy. Diệp Thần, quá kiên nghị, thậm chí có thể nói quá ngoan cố. Ở Diệp Thần trong mắt, nơi có việc đều có thể làm thành, không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì. Nhưng mà Diệp Thần đúng là vậy làm được. Nhiều lần cửu tử nhất sanh. Thiên vậy không thua nổi mạng hắn, có lẽ chính là bởi vì như vậy, Diệp Thần cảnh giới mới sẽ lấy tốc độ cực nhanh tăng lên đi, phải giống như là người bình thường như vậy bế quan luyện công, sợ rằng phải tu luyện đến cảnh giới bây giờ, đều cần ngàn năm dài. Như vậy, thời không chi binh và hợp đạo thần khí lỗ hổng. Như thế nào đi đền bù? Băng kiếm tiên tôn trịnh trọng nói, hỗn nguyên tiên khí và thần vương khí không thể dùng, ở đó cùng thiên lôi dưới, dù là có hơn 10.000 kiện hỗn nguyên tiên khí và thần vương khí, cũng sẽ ở trong chốc lát bị hủy diệt. Đây là căn bản tính khác biệt. Nhiều hơn nữa trứng gà, cũng không có đá cứng rắn. Nếu muốn ngăn cản thiên lôi, tối thiểu nếu là hợp đạo thần khí. Nghe nói như vậy, Diệp Thần thần giác ngược lại buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười, lẳng lặng nói, các ngươi cảm thấy, ta mua thiên ma nhân xâm tin tức, sẽ tiết lộ ra ngoài đi. Nếu tiết lộ ra ngoài, tất nhiên có người giết ta, một ít môn phái nhỏ, thế lực nhỏ, tất nhiên bị thế lực lớn nơi khởi động tới giết ta. Mà ta lưu lại phân thân và bọn họ hợp đạo cảnh lão tổ chơi, chính ta đi sao bọn họ ổ, hợp đạo thần khí vẫn có thể lấy được. Diệp Thần ánh mắt chợt băng lạnh, hành động này, thậm chí không phải đang đùa với lửa, nhất định chính là ở tự tìm cái chết. Còn như mua, các phái tất cả nhà cũng thiếu hợp đạo thần khí, cơ hồ không biết lấy ra bán. Huống chi, cho dù thiên bảo các có bán, mấy trăm kiện thần vương khí mới có thể đổi một kiện hợp đạo thần khí, vậy cũng hoa không đến, còn không bằng trực tiếp giành được thật tốt. Như vậy, thời không chi binh đâu, Tiêu Diêu thần quân hỏi. Sắc mặt cũng sẽ không là cười đùa hình dáng, ngược lại là hết sức chấn định. Dụ rắn ra khỏi hang, lại lấy thế lôi đình, diệt hắn động rắn, lấy hắn trứng rắn. Diệp Thần chậm rãi nói ra một bộ so với là có chút triết lý mà nói, tỉ mỉ vừa nghe, tất cả đại thần quân đều là thần sắc đại biến, lại nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, trong mắt lại có ý sợ hãi. Tiêu Diêu thần quân nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi là muốn. Người muốn hấp dẫn bên trong nhóm thế lực tạo hóa cảnh tiên tôn đi ra, sau đó đi sao bọn họ ổ. Ngươi, không sợ chết ở bọn họ trong ổ à? Sợ. Vì sao từ nói tới à? Ta có 4.600 thần vương khí, 217 chuôi hỗn nguyên tiên khí, 17 chuôi hợp đạo thần khí. Diệp Thần đứng dậy tới, ánh mắt đổi là vô cùng là lạnh như băng, cả người quanh quẩn đạo đạo sát khí, giống như sát thần trên đời vậy. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở rất nhiều thần quân bên tai, nói, huống chi, còn có thần vương cảnh chiến khôi 1.600 cái. Hỗn nguyên cảnh chiến khôi hơn 70 cái. Hợp đạo cảnh chiến khôi 4 cái. Dự đoán, những thứ này một khi nổ, có thể giết chết chừng 10 vị hợp đạo thần quân, bưng bình một cái bên trong các gia tộc tổng bộ đi. Bên trong các gia tộc địa vực bát ngát. Bình thường, trọng yếu nhất địa khu. Cũng chỉ có một vị tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão chấn giữ, còn lại phối thuộc mấy vị hợp đạo thần quân, cộng thêm trên trăm hơn vị hỗn nguyên cảnh, gần ngàn hợp đạo thần quân, cũng chỉ cái này phối thuộc. Như vậy phối thuộc, nếu như Diệp Thần chiến khôi và binh khí, một khối tự bạo, trừ đi vị kia tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão ra, những thứ khác không chết vậy được chết. Người điên rồi, không, đây cũng quá. Ba đại thần quân thần sắc run rẩy, gần như không dám tin tưởng Diệp Thần nói. Điên rồi à? Người điên? Không, phong ma, chân chính phong ma à? Mới thần vương cảnh tam tầng thiên, liền dám đi đánh chúng các gia tộc tổng bộ chủ ý. Dù là đụng phải một hợp đạo thần quân, Diệp Thần chỉ cần hơi không chủ ý liền sẽ bị đánh chết tại chỗ à? Ba vị thần Phật nghe nói như vậy, đã chắp hai tay, rõ ràng mình trụ trì Diệp Thần. Đã coi như là ma Phật, lấy giết hại làm chủ, độ hóa là phụ, mình các người vậy không có biện pháp khuyên nói, huống chi võ đạo lấy tranh làm chủ, chỉ cần có thể được, chỉ có thể tranh, để cho thực lực đại tăng, như vậy hết thảy cũng có thể được. Độc Cô gia tộc, mặc dù ở 10 thế lực lớn đứng hàng chót hết, nhưng là, 1.3005 trước bọn họ bỏ mình hai vị thái thượng trưởng lão. Cho nên... Hơn nữa đã không có hợp đạo cảnh cửu tầng thiên thần quân,
mạnh nhất là hợp đạo cảnh bát tầng thiên, cho nên, chắc có thời không chi binh tích trữ hơn, để lại cho vị này hợp đạo cảnh bát tầng thiên trưởng lão, dùng cho đánh vào cảnh giới chi dụng. Dược sư Phật nhàn nhạt nói, nghe, Độc Cô gia tộc chính là Thánh Long gia tộc chi nhánh, cho nên thời không chi binh phương diện, tuyệt đối so với Bắc Cung gia tộc hơn, nội bộ cường giả, chí ít không cần xem Bắc Cung gia tộc như vậy, chờ thời không chi binh tới đột phá. Độc Cô gia tộc, tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão 5 vị, dư thừa thời không chi binh, chí ít 5-6 chuôi. Căn cứ dược sư Phật trí nhớ, 5 vị thái thượng trưởng lão cũng tay cầm thời không chi binh để chiến đấu, vậy chứng minh có dư thừa thời không chi binh, có thể làm. Còn như hạ cùng tông môn, có hợp đạo thần quân không là kỳ, muốn lên cấp bên trong cùng môn phái, phải được có tạo hóa cảnh tiên tôn chấn giữ mới được. Độc Cô gia tộc, vừa vặn hẳn muốn trừ diệt ta. Ta cũng muốn tìm bọn họ phiền toái. Lần này, không bằng ta trực tiếp đi Độc Cô gia tộc địa bàn, thậm chí có thể để cho Bắc Cung gia tộc trợ giúp, để cho những cái kia để ý lão gia ăn một chút đau khổ. Diệp Thần hùng tâm tráng trí, nếu không phải trước đó hành vi, cho thấy năng lực và quyết đoán, sáu đại thần Phật thần quân cũng tuyệt đối sẽ lấy là hắn là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Thần Vương Cảnh, liền dám mưu cầu thời không chi binh à. Linh võ đại lục thần Vương Cảnh võ giả, có ai sẽ có loại ý nghĩ này? Thần Vương Cảnh võ giả, đều ở đây nghĩ đủ phương cách mưu cầu hỗn nguyên tiên khí, dù là đuổi kịp Diệp Thần, đã có mưu cầu thời không chi binh ý nghĩ. Thậm chí, Diệp Thần còn dám đối với một cái bên trong các gia tộc chủ ý. Đây là hạng liều lĩnh, hạng cuồng ngông. Nhưng là hắn dám, hơn nữa có năng lực này, ở hắn tu luyện một đường bên trong, vậy không phải là không có làm được mưu cầu tầng thứ cao hơn binh khí mà cùng gia tộc lớn là địch trải qua. Quyết định thật nhanh. Nếu muốn tốt, vậy thì lập tức phải đi làm, chậm thì sanh biến. Diệp Thần trực tiếp ra luân hồi mộ địa, chuẩn bị hướng mặt đông Độc Cô gia tộc phương hướng đi. Cùng lúc đó, Diệp Thần chu diệt hồn điện thứ 7 phân đà tin tức còn chưa truyền giao chạy đi. Mặt đông Độc Cô gia tộc tổng điện, lại là lúc đang nhiều việc, ma thú bạo động, thậm chí còn bọn họ Độc Cô gia tộc đều bị trực thuộc Thánh Long gia tộc, rút ra đi 3 vị tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão. Chỉ để lại 2 vị thái thượng trưởng lão. Thái thượng tứ trưởng lão trấn giữ tất cả địa bàn. Thái thượng ngũ trưởng lão trấn giữ tổng điện, hắn chính là vị kia bởi vì thiên ma nhân xâm chúng độc bị thương tạo hóa cảnh tiên tôn, bây giờ trấn giữ Độc Cô gia tộc trụ sở chính. Tây vực 10 gia tộc lớn, tông phái. Gia tộc cơ hồ đều là nghe lệnh của Bắc vực 2 đại đứng đầu gia tộc, tông phái sau lưng cơ hồ đều có Đông vực và Trung vực mạnh đại môn phái và gia tộc giúp đỡ. Lần này, lệnh hồ, Độc Cô, Trăm Giảm, Bắc Đường. Hung Ma Cung năm thế lực lớn bị rút đi 17 vị tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão, chạy tới ma vực tiếp viện. Mau mau mau, kiểm kê tổng điện chân bảo tồn trữ, chuẩn bị lần nữa triệu tập đấu giá đại hội. Đây là dưới mắt duy nhất tăng cường tộc ta thực lực biện pháp. Lần này à, Độc Cô gia tộc thái thượng ngũ trưởng lão, nhìn về phía bên trên hợp đạo cảnh bát tầng thiên thứ ngũ trưởng lão, nói, lần này à, bán những thứ này, tìm lại Thánh Long gia tộc hộ pháp. Đổi một quả thiên mệnh quả, tự chữa ngươi một chút căn nguyên căn cơ. Chỉ cần ngươi tiến vào tạo hóa cảnh, ta Độc Cô gia tộc áp lực, liền bỗng nhiên kịch giảm. Nếu không, vậy chưa đến nỗi gia chủ công tử bị người đánh chết bên ngoài, chúng ta đều khó báo thù. Hắn dừng lại chốc lát, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, nói, nghe, vậy kêu là Diệp Thần tiểu xúc sinh, bị hồn điện treo giải thưởng đánh chết đúng không? Vị này nội môn ngũ trưởng lão. Độc Cô Thiên Ngữ vậy khẽ gật đầu, tang thương trên gương mặt mang không biết làm sao ý. 700 năm trước, hắn căn nguyên căn cơ bị người đánh cho bị thương, cho tới một mực dừng lại ở hợp đạo cảnh bát tầng thiên mà không cách nào càng tiến một bước, bây giờ lại là muốn liên lụy gia tộc triệu tập buổi đấu giá, là mình gom góp mua thiên mệnh quả tiền bạc, làm được hắn rất là xấu hổ. Treo giải thưởng. Được, thái thượng ngũ trưởng lão lộ ra che lấp nụ cười, nói, lập tức truyền thư. Mời Diệp Thần tiểu xúc sinh này tới đây tham gia buổi đấu giá, sau đó bổn trưởng lão tự mình ra tay, đập chết tiểu xúc sinh này, tới một cái, cho công tử trả thù, thứ hai, cũng có thể đạt được một ít hợp đạo thần khí. Lần này à, đấu giá những thứ này vô dụng dược liệu, thần binh, có thể đổi lấy hàng loạt hợp đạo thần khí chính là cực tốt. Còn như thời không chi binh,
Hắn già nua tay khoác lên nam cái ghế gỗ, nói chúng ta Độc Cô gia tộc không thiếu thời không chi binh, thiếu là có thể thời gian sử dụng không chi binh người, nếu như lần này có thể bồi dưỡng được hai vị tạo hóa cảnh thiên tôn, liền có thể khôi phục 5.000 năm trước huy hoàng. Còn như những dược liệu này, thiên nam mộc, tinh thần thạch, vô vọng biển xa, thiên ma nhân sâm đợi một chút, nơi nhu cầu võ giả không nhiều. Thái thượng ngũ trưởng lão nhìn về phía trước mắt chủ đạo buổi đấu giá nội môn thất trưởng lão, nói cho nên, cho vùng lân cận võ giả, cũng gửi thiệp mời, nghiêm minh lần này là ta Độc Cô gia tộc làm chủ đạo, Hung Ma Cung, Lệnh Hồ gia tộc, Bách Lý gia tộc, Bắc Đường gia tộc và Bay Vũ các cũng sẽ tham dự, bảo vật quá mức hơn, thành mời các lộ cường giả tới đấu giá. Thái thượng ngũ trưởng lão căn bản không nghĩ tới, hắn bày ra cục, giống nhau thành tựu Diệp Thần. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Kết quả ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, còn chưa nhất định. Cùng lúc đó, linh võ đại lục phía bắc một nơi giá rét chi địa. Nơi này che lấp từng tầng hàn băng. Hoàn cảnh cực độ tồi tệ. Chung quanh hết thảy, bởi vì nhiệt độ nguyên nhân, cơ hồ không có hết thảy sinh linh. Dĩ nhiên, nơi đây duy nhất chỗ dùng chính là tồn tại một nơi không gian truyền tống trận. Chỉ bất quá cái này không gian truyền tống trận bởi vì hoàn cảnh chung quanh, cơ hồ không có người sẽ tiến vào. Mấu chốt hơn là, cái này truyền tống trận câu thông địa phương là một cái kêu là Côn Lôn hư thấp vũ thế giới. Linh võ đại lục thành tựu cao vũ thế giới, trừ huyết linh tộc trở ra, sợ rằng phần lớn người cũng đối với thấp vũ thế giới không để được nửa điểm hứng thú. Giờ phút này, vừa nhìn bao la giá rét chi địa, chỉ có gió lạnh bầu bạn. Xào xạc. Hưu quạnh. Đột nhiên, tòa kia yên lặng thật lâu không gian truyền tống trận lại lưu động một đạo ánh sáng sáng chói. Ánh sáng càng ngày càng lớn. Cuối cùng, lại trực tiếp tạo thành một đạo cột sáng xông lên trời. Không biết qua bao lâu, chùm tia sáng dần dần biến mất. Trong truyền tống trận đi ra một cái khăn che mặt thiếu nữ. Cố nhiên mang cái khăn che mặt, vậy không giấu được thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ. Lạnh nhạt trong mắt tựa như dung không vào hết thảy hồng trần khí. Thiếu nữ cả người màu trắng hoa mai cánh ve y, giống như hạ ảnh khoác lên trên vai, eo thon gian thẳng đứng một cây kim biên tơ mang, tiên khí bức người. Vậy như nhỏ liễu eo, tròn trịa cái mông, chân thon dài, tạo thành cơ hồ hoàn mỹ tỷ lệ. Bắc phương có người đẹp, tuyệt thế mà độc lập, sợ rằng nói chính là cái này thiếu nữ. Thiếu nữ trong mắt vẫn nhìn chung quanh hết thảy. Khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, đây chính là linh võ đại lục. Quả nhiên linh khí so Côn Lôn hư phong phú quá nhiều. Năm đó Tuyệt Hàn đế cung thành tựu linh võ đại lục thế lực cao cấp, vô số cường giả ác mộng, nhưng là không trốn thoát bị tiêu diệt số mệnh. Lần này, ta Ngụy Dĩnh mang sát huyết linh thể tới, vai vác Tuyệt Hàn đế cung hồi phục mệnh lệnh. Ta nhất định phải để cho linh võ đại lục người xem, vì sao là cân quắc không thua kém bực mày dâu. Ngay cả là sa sút hoàng triều, cũng có thể trở lại đỉnh cấp. Giờ khắc này, Ngụy Dĩnh bộc phát ra cực mạnh khí thế. Đỉnh đầu lại xuất hiện một đạo bông tuyết phượng hoàng hư ảnh. Trên bầu trời lại mơ hồ dị tượng lên. Nghe Thái Thượng trưởng lão nói, ta sát huyết linh thể, chỉ có ở linh võ đại lục mới có thể hiển lộ uy lực. Hôm nay ta ngược lại là phải thử một chút, cái gì mới thật sự là sát huyết linh thể. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Ngụy Dĩnh đưa ra mảnh khảnh tay, một giọt máu tươi từ chỉ gian tràn đầy tràn ra. Tí tách, máu tươi rơi vào Ngụy Dĩnh dưới chân hàn băng mặt đất. Một khắc sau, cả thế giới tựa như truyền đến động đất cảm giác. Mắt thường có thể gặp, vậy cơ hồ trăm xích thậm chí còn ngàn thước hàn băng lại từ từ hòa tan. Máu tươi lực lượng giống như mặt nước rung động, không ngừng tản ra. Băng cây tan rã, sức sống tỏa sáng. Một đầu hỗn nguyên cảnh yêu thú tượng đá, cấm chế trên người cũng là vỡ vụn. Khôi phục thân xác. Trong mắt mở ra, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Không chỉ hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn hợp đạo cảnh yêu thú cũng hồi phục. Những thứ yêu thú này không biết bởi vì sao lý do bị băng hàn phong ấn, lâm vào là tượng đá. Cơ hồ không có sinh mạng. Nhưng là giờ phút này, một giọt máu tươi, nhưng là cho chúng sức sống. Xa xa từng ngọn hàn sơn, lại là trực tiếp biến thành một tòa đầy sinh cơ thánh sơn. Ngụy Dĩnh dưới chân lại ngay tức thì biến thành một tòa vừa nhìn bao la nước hồ.
Nàng chỉ như vậy trôi lơ lửng ở trên mặt hồ, cảm thụ chung quanh hết thảy. Vô số yêu thú hướng giữa hồ Ngụy Dĩnh chạy như điên tới. Lại là khá là linh tính hướng Ngụy Dĩnh quỳ xuống. Yêu thú có linh, chúng biết là ai cứu chúng. Huống chi, cái này giữa hồ thiếu nữ trong cơ thể, tựa hồ có một cổ đặc thù lực lượng trấn áp bọn chúng huyết mạch. Dù là bọn chúng cảnh giới cao hơn thiếu nữ hơn lần, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Ngụy Dĩnh nhìn chung quanh hết thảy yêu thú, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười thỏa mãn, sau đó chỉ gian một chút, đối với một đầu hợp đạo cảnh màu trắng yêu hồ nói, ngươi tới đây. Hợp đạo cảnh yêu hồ trôi lơ lửng ở trên mặt nước, đi tới Ngụy Dĩnh trước người quỳ xuống, thận trọng nói, chủ nhân. Ngươi kêu ta chủ nhân, ngươi nguyện ý nghe mệnh tại ta. Ngụy Dĩnh hơi kinh ngạc, nàng cũng không biết mình một giọt máu tươi lại có thể mới có thể có loại thu hoạch này. Vậy ngươi có thể hay không hóa thành hình người? Bạch hồ gật đầu một cái, một giây kế tiếp, quanh thân hiện lên từng cơn ánh sáng, cuối cùng biến thành một người thiếu nữ hình dáng. Bạch hồ hình người ước chừng 17-18 tuổi, cả người quần áo trắng áo tơ trắng, tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng ngán, ở nàng xinh đẹp kia mặt mũi hạ, lại xinh đẹp quần áo vậy đã lộ vẻ được ảm đạm không màu. Dĩ nhiên, và thời khắc này Ngụy Dĩnh căn bản không cách nào như nhau. Ngụy Dĩnh rất hài lòng Bạch Hồ hình người, gật đầu một cái, sau này, ngươi liền ở lại bên người ta, làm ta thiếp thân nha hoàn, ta liền kêu ngươi Bạch Nhi. Một cái hợp đạo cảnh cường giả làm nha hoàn, linh võ đại lục tuyệt đối là một lần đầu. Dạ, chủ nhân. Bạch Nhi gật đầu một cái. Ngụy Dĩnh nhìn một cái Bạch Nhi, ánh mắt lại rơi vào rất nhiều quỷ bái yêu thú trên mình, lạnh như băng ngàn tuyệt thanh âm vang khắp ở đúng cái thiên địa gian. Còn nữa, không muốn kêu ta chủ nhân, kêu ta cung chủ. Từ nay về sau, ta chỉ có một thân phận. Tuyệt Hàn Đế Cung cao nhất cung chủ. Tuyệt Hàn Đế Cung. Cái này bốn chữ vừa ra. Bạch Nhi tròng mắt trợn to, kinh hãi đến mức tận cùng. Không riêng gì nàng, chung quanh hết thảy yêu thú, trong mắt bên trong thậm chí có một đạo sợ hãi sâu đậm. Có thể để cho hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn hợp đạo cảnh kinh khủng. Là như thế nào tồn tại? Tất cả yêu thú không dám xem cái đó trong hồ ánh mắt của cô gái. Bọn họ trong lòng chỉ có một câu trả lời. Cái đó linh võ đại lục ác mộng rốt cuộc trở về. Ngụy Dĩnh thấy Bạch Nhi và rất nhiều yêu thú phản ứng, mới ý thức tới Tuyệt Hàn Đế Cung đối với linh võ đại lục mà nói có như thế nào ý nghĩa. Nàng vẫn là đánh giá thấp Tuyệt Hàn Đế Cung. Bạch Nhi, người đối với Tuyệt Hàn Đế Cung hiểu rõ nhiều ít. Ngụy Dĩnh môi đỏ mọng thân ái, thanh âm nhàn nhạt lượn lờ ở mọi người bên tai. Bạch Nhi khá là sợ hãi nhìn một cái Ngụy Dĩnh, do dự hồi lâu mới nói, cung chủ, Tuyệt Hàn Đế Cung ở linh võ đại lục vẫn là cấm kỵ, rất ít có người nguyện ý nói tới. Ta tu luyện ngàn năm, chỉ biết là Tuyệt Hàn Đế Cung đã từng đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp. Nhưng là chẳng biết tại sao, một đêm bây giờ, Tuyệt Hàn Đế Cung biến mất. Phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Hơn nữa, linh võ đại lục tất cả lớn thế lực cao cấp ngày hôm đó chung nhau tuyên bố, Tuyệt Hàn Đế Cung là một đời ma cung, từ nay về sau, linh võ đại lục võ giả không thể có bất kỳ nói tới. Hơn nữa Tuyệt Hàn Đế Cung di chỉ cũng bị đại năng dùng trận pháp khép kín, người bất kỳ không được bước vào. Nghe được câu này, Ngụy Dĩnh trong mắt ngay tức thì sinh ra một đạo sát ý lạnh như băng. Trong chốc lát, Ngụy Dĩnh dưới chân nước hồ lại lần nữa ngưng tụ thành băng ý. Vô tận sát ý bao phủ rất nhiều yêu thú. Giờ khắc này, chính là địa ngục. Cung chủ, Bạch Nhi gương mặt cơ hồ thảm trắng đến mức tận cùng. Ngụy Dĩnh cái này mới phản ứng được, thu hồi khí thế. Nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên nghiêm túc nói, Tuyệt Hàn Đế Cung sự việc không đơn giản như vậy, sợ rằng những cái kia thế lực cao cấp muốn che đậy cái gì. Nếu ta đi tới linh võ đại lục, có ít thứ, cuối cùng phải bị ta vạch trần. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, dưới mắt cần phải mau sớm đột phá. Đúng rồi, người có nghe nói qua một cái kêu là Diệp Thần người đàn ông. Nhắc tới danh tự này, nguyên bản mây thưa gió nhẹ Ngụy Dĩnh lại có chút kích động. Tựa như mặt hồ bình tĩnh xuất hiện một tia rung động. Bạch Nhi nhíu mày một cái, lắc đầu một cái. Cung chủ, ta biết không nhiều, còn như những thứ khác, chúng ta bị đóng băng quá lâu, đã cùng ngoại giới tin tức ngăn cách. Tự nhiên không biết.
nhưng là chúng ta đối với linh võ đại lục coi như quen thuộc, cũng có thể điều tra. Ngụy Dĩnh thở dài một cái, từng bước một hướng trên bờ đi tới, thôi, tên kia tung tích, không như vậy dễ dàng thăm dò, dẫu sao hắn bị huyết linh tộc đuổi giết. Dưới mắt, ta cần phải mau sớm thành lập Tuyệt Hàn Đế Cung. Tuyệt Hàn Cung lão tổ cho ta một phần bản đồ cùng với một quả đặc thù ngọc bài, cũng nên đi lấy hồi một ít ta Tuyệt Hàn Đế Cung giấu đồ. Rất nhanh, một lũ yêu thú vây quanh một cái tuyệt đẹp thiếu nữ khăn che mặt biến mất đang vẽ mặt bên trong. Phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Hình ảnh quay về. Độc Cô gia tộc đang khí thế hừng hực chuẩn bị buổi đấu giá. Bọn họ lần này mở buổi đấu giá, hơn nữa liên hiệp năm đại trung các gia tộc và thế lực một khối, càng do Thiên Bảo Các đứng ra bảo đảm, không nói vô cùng thật lớn, cũng là vô cùng là nguy nga, cơ hồ thống trị Tây vực 6 đại bá chủ một khối cử hành buổi đấu giá loại chuyện này, đã có chừng mấy chục ngàn năm không có xảy ra. Đã từng là buổi đấu giá. Đỉnh hơn đều là hai đại trung các gia tộc, hai đại trung cùng tông phái, cũng hoặc là ba đại bên trong nhóm thế lực hợp tác cử hành. Còn chưa bao giờ có 6 thế lực lớn một khối cử hành công việc, khó có thể tưởng tượng, lần đấu giá này vật phẩm sẽ khổng lồ cỡ nào. Số lượng chi hơn, sợ rằng cũng sánh bằng 50.000 năm một lần ba đại đứng đầu gia tộc triệu khai buổi đấu giá. Buổi đấu giá. Trên thực tế, có thể tính lần trước cái lấy vật đổi vật cảnh tượng. Căn bản là lấy cực phẩm tiên thạch là căn bản, tuyệt đại đa số đều là tiên khí là đơn vị cơ bản. Ra giá tới đấu giá đủ loại các dạng bảo vật, 6 thế lực lớn sở hạt trong phạm vi, phàm là thần vương cảnh trên võ giả, có không cần binh khí, cũng hoặc là đạt được nhưng khó mà giữ, hoặc là không thích bảo vật, đều có thể lấy ra bán đấu giá, từ đó đạt được hàng loạt những thứ khác tiên khí, cũng hoặc là tài nguyên tu luyện. Đây là trung hạ tầng võ giả đấu giá phương thức. Lên tầng, giống như là thái thượng ngũ trưởng lão trình độ này võ giả, đều là lấy vật đổi vật tình huống. Lấy hợp đạo thần khí, đổi thiên mệnh cỏ, lấy thời không chi binh đổi luyện kim tinh thiết, lấy nhiều hợp đạo thần khí đổi thời không chi binh chờ một chút. So với trung hạ cùng võ giả giao dịch, thiệp cập số lượng và bảo vật, đều chân quý hơn được nhiều. Trong chốc lát, nội môn ngũ trưởng lão Độc Cô Thiên Ngự đều không đáng kinh ngạc, nói Tây vực 6 thế lực lớn một khối cử hành buổi đấu giá. Vạn tái không có à, chúng ta Độc Cô gia tộc vì sao phải dắt đầu? Còn muốn đem thiên ma nhân sâm, vô vọng biển xa những bảo vật này lấy ra ra giá. Thiên ma nhân sâm, vô vọng biển xa, thiên nam mộc, tinh thần thạch, thiên mệnh cỏ đợi một chút, mỗi một dạng đều là cực kỳ trọng yếu bảo vật à. Thậm chí rất nhiều đều là Độc Cô gia tộc chứa đựng hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng lấy ra bảo vật, làm sao bây giờ đều phải lấy ra. Cho dù cần đổi căn nguyên thiên mệnh quả, khá vậy không cần gia tộc lấy ra như thế nhiều bảo vật chứ. Ha ha, ngươi còn không hiểu, thái thượng ngũ trưởng lão Độc Cô Phi Vũ lộ ra nụ cười âm trầm, ánh mắt quét nhìn qua nhiều đội tới chuyên chở bảo vật hộ pháp và đệ tử, thận trọng nói, ma vực loạn, ngươi không phát hiện. Ma vực, chính xác mà nói, là linh võ đại lục bắc vực ra vực giới, tựa hồ là một cái hải vực và đất liền lẫn nhau giao thoa địa vực. Bên trong tràn đầy thời đại viễn cổ và thời đại thượng cổ các loại hung thú, ma thú hậu duệ, thậm chí thời đại thượng cổ bị loài người cường giả đánh chết hơn vị ma thần đỉnh cấp hậu duệ, cũng đều ở ma vực bên trong. Không có ai biết ma vực rốt cuộc có bao nhiêu. Mà ma vực nơi ranh giới, chính là cửu đại tuyệt địa cổng vào, những thứ khác mặt biển và đất liền và bắc vực tương liên tiếp, mấy trăm ngàn năm qua một mực tấn công xâm phạm linh võ đại lục, đồng thời thánh long gia tộc và thần long gia tộc. Hai đại đứng đầu gia tộc cũng là chống cự ma vực rất nhiều hung thú ma thú lực lượng chủ yếu. Gần mấy chục năm, ma vực công kích càng ngày càng mãnh liệt. Độc Cô Phi Vũ chợt ngẩng đầu, lạnh như băng mà tràn đầy máu tanh đôi mắt, ngắm nhìn Độc Cô Thiên Ngự, nói, ngươi sẽ không có phát hiện, trừ đi đông vực Phượng Hoàng gia tộc đạt tới môn hạ thế lực, cần ngăn cản đến từ biển La Sát đánh vào ra, những thứ khác bốn vực thế gia tông phái cường giả đứng đầu, đều bị chiêu mộ chống cự ma vực à. Chiêu mộ. Ta phát hiện à, Độc Cô Thiên Ngự có chút buồn bực, nói từ xưa tới nay, các môn các phái đều có bị hai đại đứng đầu gia tộc chiêu mộ cao tầng võ giả, ngăn cản ma vực ví dụ à. Không tính là từ xưa đến nay. Chí ít 70.000 năm trước đến bây giờ, đều là như vậy à. Tuyệt đại đa số tông phái cơ hồ không có nhân viên đầy đủ thời điểm,
đều có võ giả ở Bắc vực trợ giúp hai gia tộc lớn, chống cự ma vực đánh vào à? Có vấn đề. Vẫn là trưởng lão có chút cỏ cây tất cả binh. Đần. Độc Cô Phi vỗ tay trái khoác lên Độc Cô Thiên Ngự bả vai, hơi dùng sức một nặn, liền nghe được đạo đạo xương cốt bể tan tành thanh âm, đồng thời trên vết thương còn tràn ra trước đạo đạo xương mù màu đen, giống như là độc tố, phỏng đoán hắn độc tổn thương còn không có hoàn toàn tốt, cho tới Độc Cô Thiên Ngự trên bả vai khối lớn máu thịt đều bị ăn mòn. Trưởng lão, ta biết sai, Thiên Ngự biết sai. Độc Cô Thiên Ngự sắc mặt thương trắng, vội vàng ôm quyền quỳ xuống, không dám lại còn nửa điểm lỗ mãng, thậm chí trên bả vai tổn thương cũng không dám đi khôi phục. Hắn như vậy hành vi vừa ra, chung quanh hỗn nguyên cảnh hộ pháp, thần vương cảnh hộ vệ đợi một chút, tất cả đều dừng lại trong tay sự việc quỳ xuống, cũng không dám chống đối vị này thái thượng ngũ trưởng lão, chính là nội môn ngũ trưởng lão hơi nói sai một câu nói liền bị phế liền nửa cánh tay, huống chi bọn họ địa vị thấp hơn. Ở linh võ đại lục, dùng võ đạo vi tôn. Võ đạo ở giữa cường giả liền là quyền uy tuyệt đối và bá đạo, vượt qua đối với địch nhân và người ngoài bá đạo. Dù là đối với mình tộc nhân cũng sẽ bảo đảm quyền uy tuyệt đối và uy thế. Nam Tây Bắc bên trong bốn vực, tổng cộng là điều đi tạo hóa cảnh tiên tôn trên 100 vị. Phong thần võ giả hơn 50 vị, thậm chí phong tước hiệu chân thần đại năng, cũng có số 10 vị chi hơn, chung nhau ngăn cản ma vực thế công. Độc Cô Phi Vũ cả người quanh quẩn khí tức lạnh như băng, ánh mắt quét qua một cái tộc nhân, nói trước kia, hai gia tộc lớn đều đi bên trong cùng tông phái võ giả, đều không sẽ vượt qua là 20%, mà nay nhưng là vượt qua 60%. Ngay tại 10 ngày trước, ta Tây vực 10 đại tông môn gia tộc, bị rút đi tạo hóa cảnh tiên tôn liền vượt qua 40 vị. Như tình huống như vậy, người cùng còn không biết chuyện này đã đến mưa gió biến hóa lúc. Hắn dài hô một hơi, nói, gia chủ đang bế quan, thái thượng tứ trưởng lão trấn giữ các nơi hạt, chủ nhà thuận tiện lấy bổn tôn làm hiệu làm. Nếu mưa gió biến hóa, ý nghĩa thiên địa có biến. Lại trông nom những bảo vật này, những thứ này tiên dược tiên tài, độc dược độc vật kỳ tài thì có ích lợi gì? Dứt khoát bán đấu giá ra, hơn đổi lấy một ít hợp đạo thần khí, thời không chi binh, tăng cường nhà mình chiến lực mới là tốt nhất sách lược. Độc Cô Phi Vũ ngừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Ngự, chất vấn, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Bổn trưởng lão rõ ràng, mời thái thượng trưởng lão thứ tội. Độc Cô Thiên Ngự gò má vạch qua giọt mồ hôi bằng hạt đậu, quỳ gối không dậy, ngay cả động đánh một hai cũng không dám. Hắn như vậy hợp đạo cảnh bát tầng thiên thần quân, đối mặt tiên tôn, nói không có chút nào sức đánh trả, ngược lại cũng không hư. Độc Cô Phi Vũ nhìn về phía rất nhiều hộ pháp. Hộ pháp, nói, ngươi cùng cũng mau đi đi, lần đấu giá này đại hội liền ở chúng ta Độc Cô gia tộc chủ thành, Thiên Kiếm thành cử hành, trong vòng 10 ngày, năm đại thế lực người cũng sẽ tới, đây là vạn tái tới nay chuyện trọng yếu nhất, các ngươi mỗi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếng nói vừa dứt, những cái kia hộ pháp và hộ vệ lại tiếp theo thúc dậy làm việc, tốc độ nhưng rõ ràng so mới vừa rồi nhanh hơn. Độc Cô gia tộc, lớn như vậy phòng kho chừng mấy chục ngàn m2. Chứa đựng đủ loại các dạng bảo vật, từ đặc biệt linh hồn loại tiên khí, thần vương khí, hỗn nguyên tiên khí, rồi đến ẩn chứa đặc thù lực lượng binh khí, ví dụ như ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng thần vương khí, ẩn chứa thiên lôi địa hỏa tiên tài đợi một chút đều có, tựa như nhiều vô số kể vậy, những thần kia vương cảnh thị vệ, rõ ràng mở một cái cấm chế, lại phối hợp hỗn nguyên cảnh hộ pháp lấy ra chính giữa bảo vật. Mấy trăm thần vương cảnh thị vệ. Phối hợp hơn 50 vị hỗn nguyên cảnh hộ pháp hành động chung, bên ngoài còn có phụ trách chuyên chở hơn ngàn nhập thần cảnh nô bộc, như vậy đội ngũ khổng lồ, từ trước ngày bắt đầu hành động, cho đến ngày hôm nay Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Thiên Ngự tới coi sát, cũng còn không rời hoàn phòng kho bảo vật 1/4. Thiên Ngự, cái này vài ngày ngươi để cho ta rất thất vọng, ngày sau ngươi thành tạo hóa cảnh, đặc biệt cho gia tộc thành tựu nhọn binh cho giỏi. Độc Cô Phi Vũ thần sắc hơi hòa hoãn một ít. Liền nói sau nói, ngoài ra, lần này trong gia tộc cũng có 3 vị hợp đạo cảnh thất tầng thiên nội môn trưởng lão, đến lúc đó ta sẽ tương trợ các người 4 người một khối phá nhập tạo hóa cảnh. Sau đó, mỗi người các ngươi tay cầm một chuôi thời không chi binh. Đủ để tương đương tạo hóa cảnh 2-3 tầng thiên lão gia này, như vậy thứ nhất, ta Độc Cô gia tộc liền coi là trước mắt 10 thế lực lớn bên trong đóng giữ lực lượng mạnh nhất một cái môn phái.
Bắc Cung gia tộc, Lệnh Hồ gia tộc, Hung Ma Cung, Liệt Hỏa giáo đợi một chút 9 cái thế lực. Mỗi một thế lực kém không nhiều đều có 3 vị trở lên, 12 vị trở xuống tạo hóa cảnh tiên tôn, chỉ là 3 ngày trước cũng nhận được Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc chiêu mộ, mỗi nhà liền cho để lại 2 cái tạo hóa cảnh tiên tôn, những thứ khác tiên tôn đều bị điều đi. Nếu như Độc Cô gia tộc, thúc dục nữa sinh ra 3 vị tạo hóa cảnh tiên tôn. Có thể so với 2 đại trung cùng tông phái đóng giữ lực lượng tổng cộng. Thừa dịp cái này thời gian ồ ạt phát triển địa bàn, tăng lên thế lực gia tộc, có lẽ đến khi những thứ khác thế lực tạo hóa cảnh tiên tôn thuộc về lúc tới, Độc Cô gia tộc đã nhảy vọt là Tây vực gia tộc lớn thứ nhất. 10 ngày sau, 5 đại thế lực lĩnh đội sẽ mang bảo vật tới đây. Bọn họ đều là hợp đạo cảnh cửu tầng thiên thần quân, chúng ta Độc Cô gia tộc không có hợp đạo cảnh cửu tầng thiên thần quân, bổn tôn ta không thích hợp đi nghênh đón bọn họ, liền do ngươi tới phụ trách nghênh đón bọn họ. Độc Cô Phi Vũ chậm rãi vừa nói. Độc Cô Thiên Ngự sững sốt một chút, hỏi, hợp đạo cảnh cửu tầng thiên. 5 thế lực lớn có thể đủ hạ vốn à? Loại thời điểm này, hợp đạo cảnh cửu tầng thiên không nên bế quan tu luyện, để cầu tiến thêm một bước à? Lại có thể tự mình hộ tống đội ngũ tới. Độc Cô Phi Vũ tựa hồ nhìn thấu Độc Cô Thiên Ngự ý tưởng, liền giải thích, lần này buổi đấu giá, 6 thế lực lớn hội tụ, cũng sẽ cầm ra mình trông nhà bảo vật, không phái hợp đạo cảnh cửu tầng thiên thần quân tới chấn thủ, chẳng lẽ muốn bị một ít phi tặc cướp hung hãn cướp đoạt không được. Ngược lại là chúng ta Thiên Kiếm Thành, cũng phải bố trí ra đại trận. Để ngừa một ít vô cùng gan dạ hạng người, tới đánh buổi đấu giá chủ ý. Từ xưa tới nay, mở buổi đấu giá, sẽ đưa tới cướp hung hãn chú ý à? Tuyệt đối sẽ, hơn nữa là nhất định sẽ bị cướp hung hãn cướp bóc. Những thứ này cướp hung hãn, kém cỏi nhất đều là hỗn nguyên cảnh tôn giả, thậm chí có chút hợp đạo thần quân, trên lịch sử còn xuất hiện hơn nửa bước tạo hóa cảnh cướp hung hãn, trực tiếp tranh đoạt nhất phái bảo vật, chạy trốn xa chân trời, đến nay cũng chưa tìm được. Thực lực mình không mạnh, bảo vật hơn thì thế nào? Không có tương đối cao thủ chấn giữ, vậy bảo vật không coi là ngươi, bởi vì ngươi không gánh nổi. Cho nên, 6 thế lực lớn chung nhau cử hành buổi đấu giá, thủ vệ đại trận ngược lại là trọng yếu nhất, nếu như bị một cái cướp hung hãn một nồi kết thúc, 6 thế lực lớn chỉ có thể chờ dương mắt nhìn. Khi đó bọn họ còn mặt mũi nào mặt, chỉ có thể mỗi người về nhà kiểm thảo. Rõ ràng, Thiên Kiếm Thành bố trí 9 tầng trời phong ma trận. Ngoài ra, các thế lực lớn vận chuyển bảo vật tới chỗ ở, đều ở đây bên trong bên ngoài bố trí trận pháp, phòng ngừa bọn họ bị tập kích. Độc Cô Thiên Ngự suy tư một lát, không ở lại hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, theo đạo lý mà nói, trước kia buổi đấu giá, cũng không là bảo vật để dành ở người lãnh đạo càn khôn bên trong chiếc nhẫn. Làm sao, còn cần phải đại quy mô bố trí trận pháp? Trận pháp, không là dùng để bảo vệ một người, là dùng để bảo vệ một đám người. Theo đạo lý mà nói, trước kia mở buổi đấu giá, bảo vật cũng không phải là để dành ở mấy người trợ thủ bên trong, sau đó mấy người này tới một cái, trực tiếp mở buổi đấu giá không thì phải, thêm nữa có thể giết mấy người kia cướp hung hãn, cho dù bày trận tác dụng cũng không lớn à. Bót! Độc Cô Phi Vũ một cái tát trực tiếp đem Độc Cô Thiên Ngự tát bay ra ngoài, thanh âm lạnh như băng nói, này cùng trọng thể buổi đấu giá, bảo vật để dành ở một người cũng hoặc là mấy người trợ thủ bên trong. Ai sẽ đồng ý? Vô luận người nọ là ai, mỗi người thế lực cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ vừa vào thành, cũng sẽ tìm địa phương trước đem bảo vật lấy ra để giành đi vào, hơn nữa mỗi người phái người đi trông chừng, để tránh vừa ăn cướp vừa la làng. Cho nên, bổn tôn mới để cho người bố trí trận pháp, lần này vận tới vật bán đấu giá, nhất là Hung Ma Cung một giọt hậu thiên độc, chúng ta Độc Cô gia tộc thiên ma nhân sâm, đều là giá trị liên thành đồ. Không làm được một ít độc môn lão quái vật cũng mơ ước. Nếu như những thứ này không có, người phụ trách. Vẫn là bổn tôn phụ trách. Cái này một trận lửa giận nói ra. Độc Cô Thiên Ngự mới vừa đứng lên, cũng chỉ có thể cúi đầu thầm chấp nhận. Cỡ nhỏ buổi đấu giá, ước chừng cần vài cái vận chuyển bảo vật cường giả. Lớn buổi đấu giá, giá quá lớn. Dù là lại còn uy tín cường giả, cũng không thể để cho nó gánh vác trông chừng bảo vật trách nhiệm. Lần này vận tới đều là giá trị liên thành đồ, ai cũng sợ người trong nhà vừa ăn cướp vừa la làng, hoặc là liên hiệp chút gây rối đồ trộm cắp. Cho nên,
thống nhất giao ra, mọi người một khối giữ tốt nhất. Là Thái Thượng Trưởng Lão, ta hiểu ý. Chuyện này, ta sẽ làm xong. Độc Cô Thiên Ngự cung kính nói. Chờ một chút. Đúng rồi, Diệp Thần tên tiểu tạp chủng kia đâu? Độc Cô Phi Vũ Thần sắc lạnh như băng, dừng lại chốc lát, nói, ngoại giới tin đồn, hắn tan vỡ một nơi hồn tộc phân đà. Tựa hồ sau lưng có người. Mới vừa rồi kêu ngươi mời hắn tới đây tham gia buổi đấu giá sự việc. Đổi một chút, đổi thành mời hắn tới đây cùng nhau tham gia buổi đấu giá công việc hợp tác. Ta nghĩ, Diệp Thần sẽ phải ra tay đạt được hồn tộc bảo vật, tới buổi đấu giá xử lý là không quá tốt nhất. Nhất là Thiên Bảo Các là ba đại đứng đầu gia tộc thiết lập, uy tín lên dựa được, có thể đem hắn lừa gạt tới. Độc Cô Phi Vũ suy tư nói, lừa gạt tới sau đó, dò xét người ở sau lưng hắn, rốt cuộc là ai. Đã điều tra xong, liên hiệp thế lực khắp nơi, đem chu diệt. Trong chúng ta các gia tộc, bên trong cùng tông phái, cố nhiên không phải bá chủ. Nhưng chúng ta môn hạ công tử điện hạ, cũng không phải cái này hèn mọn tạp chủng, có thể giết. Nếu hắn giết, dứt khoát lừa gạt tới một khối giải quyết, dù sao kia lần buổi đấu giá sau không phải từng trận thịt sống phong huyết mưa đâu. Hơn chết một cái Diệp Thần, vậy không coi vào đâu. Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Thần tên tiểu xúc sinh này, dựa vào sau lưng có chút người, liền dám giết ta Độc Cô gia tộc công tử. Này hèn mọn tạp chủng, đáng chết, tốt nhất là lột da rút gân, lại đem hắn dùng hỗn nguyên xích kim thiết liên mặc vào. Dùng cửu u lửa cháy mạnh ngày đêm cháy, cho đến trăm năm đem hóa là cho tàn. Độc Cô Thiên Ngự cũng là mặt đầy căm giận, cầm quả đấm, đối với Diệp Thần hận ý vậy hiển nhiên giao dịch gặp. Nhiều năm qua, Độc Cô gia tộc và những thứ khác mấy đại gia tộc tông phái đều có giao chiến. Gia tộc công tử chết trận bên ngoài sự việc, không phải là không có. Nhưng không có ngoại lệ chút nào, đều chết tại đối với phương gia tộc công tử. Cũng hoặc là một ít cường đại hợp đạo thần quân, thậm chí là tạo hóa cảnh tiên tôn tay. Lúc nào, đến phiên Diệp Thần một cái như vậy hạ đẳng hèn mọn tạp chủng tới giết. Dù là công tử phải chết, cũng chỉ có thể chết ở cùng địa vị những thứ khác công tử trong tay. Hạ cùng hèn mọn tạp chủng, không xứng giết. Huống chi nếu giết, vậy thì phải đem tiểu xúc sinh này sống sờ sờ hành hạ thành hơn trăm ngàn năm mới có thể chiêu trương ta Độc Cô gia tộc uy nghiêm. Nếu không cái gì hèn mọn đồ, cũng dám đối với ta Độc Cô gia tộc người ra tay. Được. Người mau an bài xong xuôi. Ngoài ra, Diệp Thần người sau lưng vô cùng gan dạ, có thể là xé trời bảng đạo tặc cướp hung hãn, phải cẩn thận cái tên kia đánh lén các ngươi, cũng hoặc là đánh lén những thứ khác năm đại thế lực người. Độc Cô Phi Vũ suy tư một phen, nói nữa nói, tốt lắm, truyền lệnh xuống, thời khắc giám sát Diệp Thần chỗ. Còn như hồn điện âm thầm phái người giết Diệp Thần tình huống. Hồn điện phân đà bị diệt. Chuyện này trừ đi tất cả gia tộc lớn cao tầng ra. Những thứ khác dân gian võ giả, cũng hoặc là hạ cùng tông phái người, căn bản không biết, thậm chí lớn tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết có hồn điện cái thế lực này tồn tại, mà Diệp Thần nhưng đem hồn điện phân đà chu diệt. Hết lần này tới lần khác hồn điện hồn thiên. Nhưng là lấy Diệp Thần mơ ước thánh nữ thân thể mềm mại mượn cớ muốn săn giết. Hiển nhiên có chút mờ ám. Bất quá không cần phải để ý đến như thế nhiều, chỉ phải đợi bên trong gia tộc ba vị hợp đạo thần quân, lên cấp là tạo hóa cảnh tiên tôn, năm xưa chết ở hồn điện thủ hạ rất nhiều bạn già thù, liền có thể báo. Thái Thượng Trưởng Lão, hồn điện cùng chúng ta có thủ oán, phải chăng cần giúp đỡ hồn điện, săn giết Diệp Thần? Độc Cô Thiên Ngự hỏi thăm một câu. Không cần, Độc Cô Phi Vũ nhìn hờ hững nói, một cái chính là Diệp Thần, mượn cớ mời hắn tới đây săn giết, đã để cho bổn tôn cảm thấy có chút khó chịu, huống chi còn câu liền kẻ địch tới giết hắn. Diệp Thần, còn chưa xứng. Chỉ cần Diệp Thần đến, như ở buổi đấu giá trước, tùy tiện mượn cớ làm thịt đi. Độc Cô Thiên Ngự nhận được mệnh lệnh, chợt đi xuống an bài. Toàn bộ Độc Cô gia tộc chủ thành Thiên Kiếm Thành cũng náo nhiệt lên, từng ngọn hùng vĩ cao lớn đài đấu giá xây dựng mà thành, bốn phương dân gian võ giả, thậm chí rất nhiều hạ cùng tông phái võ giả đợi một chút, cũng tràn vào Thiên Kiếm Thành, chuẩn bị tham gia đấu giá đại hội. Giờ phút này, Diệp Thần tự nhiên không thể nào nhàn rỗi, hắn cần phải mau sớm chạy tới Độc Cô gia tộc. Linh võ đại lục địa vực bát ngát, Độc Cô gia tộc và Bắc Cung gia tộc khoảng cách cũng không gần.
Bây giờ Diệp Thần không cách nào biến dạng hư không, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi đang lúc, hắn đột nhiên phát giác cái gì, tay phải nắm chặt, một quả cổ quái thạch đầu vòng tay lại lóe lên yếu ớt quang. Vòng tay này một mực bị hắn nhét vào luân hồi mộ địa xó xỉnh, rất khó phát hiện. Nếu như không phải là hôn mê kỷ lâm ở nơi này vòng tay vùng lân cận, hắn cũng không khả năng chú ý tới. Hả? Diệp Thần chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm vòng tay, diễn cảm lại là quái dị đến mức tận cùng. Ngụy Dĩnh. Hắn lẩm bẩm một câu, chuyện cũ như thủy triều vọt tới. Ban đầu ở Hoa Hạ Đại học sư phạm, vì cứu mẹ thân Giang Nữ Dung, Ngụy Dĩnh không biết giúp hắn bao nhiêu lần. Hắn đối với Ngụy Dĩnh chỉ có thiếu nợ. Còn như đối với Ngụy Dĩnh cảm tình, Diệp Thần cũng không cách nào nói rõ. Ngụy Dĩnh vốn là hoặc giả là một cái bình thường đại học giáo viên tiếng Anh sư, lại không nghĩ rằng, bởi vì mình, thức tỉnh sát huyết hàn thể. Có lẽ chính là sát huyết hàn thể, đem hai người bó trói lại. Chỉ là Diệp Thần không cách nào hiểu, vòng tay này tại sao biết cái này cái thời điểm lóe lên. Bên trong hàm chứa một đạo cường đại cấm chế, một khi hai bên có tình huống đặc biệt, liền sẽ lóe lên. Dĩ nhiên còn có một cái lớn hơn trước đề ra, đó chính là hai người thuộc về cùng một chỗ. Chẳng lẽ Ngụy Dĩnh cũng tới Linh Võ Đại Lục? Diệp Thần trong lòng lộp bộp một chút, mặc dù hồi lâu không có Ngụy Dĩnh tin tức, nhưng là hắn có biết Ngụy Dĩnh trừ phi tiến vào sát huyết hàn thể trạng thái, nếu không căn bản không cách nào sinh tồn à. Cái này nha đầu tới Linh Võ Đại Lục làm gì? Diệp Thần cảm giác có chút nhức đầu, nhưng là dưới mắt, hắn không có tinh lực đi tìm Ngụy Dĩnh. Bất quá từ vòng tay ánh sáng trình độ tới xem, Ngụy Dĩnh hẳn không có nguy hiểm. Ngay tại Diệp Thần trầm tư đang lúc, một giọng già nua chậm rãi rơi xuống, thằng nhóc, ở Linh Võ Đại Lục cảm giác như thế nào, quen rồi chứ? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Thần diễn cảm ngay tức thì cứng ngắc. Một giây kế tiếp, chính là thấy một cái xách bầu rượu lão đầu đứng ở hắn cách đó không xa. Lão đầu uống một hớp rượu, sắc mặt ửng đỏ, đang ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, phảng phất có nồng đậm hứng thú. Thời khắc này Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, từ Hoa Hạ Hồng Kông, rồi đến Côn Lôn Hư, rồi đến Linh Võ Đại Lục, lão đầu này một mực tồn tại. Mấu chốt đối phương còn vô cùng thanh sở ra ra cục cùng với thượng cổ truyện. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải theo dõi ta? Còn có ban đầu ngươi nói ta phải đối mặt kinh khủng hơn thế lực rốt cuộc là cái gì? Ra ra nếu bầy cục, tại sao không cùng ta nói, còn muốn thông qua miệng của ngươi? Diệp Thần một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề, nhưng là lão kia người nhưng là không vội chút nào, tìm một khối nham thạch nằm xuống, uống rượu, thản nhiên tự đắc. Thằng nhóc, thiên cơ bất khả lậu. Huống chi, ngay cả thiên cơ cũng không biết chuyện ngươi. Có ý tứ thật biết điều. Nếu như ta không đoán sai, ngươi bây giờ là chuẩn bị đi chạy tới Độc Cô gia tộc buổi đấu giá đi. Trong thiên hạ, dám ở thần vương cảnh cướp thiên ma nhân sâm loại này vật kịch độc, ngươi là đầu một cái. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần sắc mặt kịch biến. Cái này ông già làm sao biết hắn ý đồ. Diệp Thần theo bản năng ý định giết người hiện lên. Nhưng mà, ông già ngón tay động một cái, vậy ngưng tụ ý định giết người bỗng nhiên biến mất. Thằng nhóc, người lớn nhất khuyết điểm chính là cái này cả người sát khí và lệ khí. Dĩ nhiên. Người ưu điểm lớn nhất cũng là cái này một thân sát khí và lệ khí. Ngươi yên tâm, ta nhưng mà cầm tiền đặt cuộc đè ở trên mình ngươi, lại làm sao sẽ đối với ngươi động thủ. Hôm nay ta đến tìm ngươi, thứ nhất là muốn xem ngươi ở Linh Võ Đại Lục như thế nào, thứ hai, ta là tới tiết lộ một ít thứ. Ta thừa nhận trước kia ta đối với ngươi không coi trọng, nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Ngươi là ta cảm thấy nhất có tư cách đối kháng những người đó tồn tại. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, ngươi lại nhắc tới những người đó, bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Linh Võ Đại Lục Thiên Đạo? Đây là Diệp Thần có thể nghĩ đến mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà, ông già ha ha cười một tiếng, Thiên Đạo và những người đó so với, có thể kém xa rồi. Không nói nhiều thừa thải, hai chuyện. Thứ nhất, ngươi là từ trái đất Côn Lôn Hư tới. Ngươi khí tức trên người quá rõ ràng, rất dễ dàng bị cường giả phát hiện, đây là bởi vì ngươi không có dựa theo thông thường tiến vào Linh Võ Đại Lục, có cơ hội,
ngươi đi tham gia một chuyến thăng tiên lối đi, nói không chừng còn có thể đụng gặp một ít giống vậy đến từ trái đất Côn Lôn Hư tiền bối. Đến lúc đó, trên mình ngươi trái đất Côn Lôn Hư dấu vết sẽ hoàn toàn tiêu trừ. Như vậy, những người đó vậy sẽ không tìm được ngươi. Ngươi ở Càn Khôn chi địa, thậm chí còn hồn tộc, cũng gây ra động tĩnh không nhỏ, nếu như mệnh không tốt, rất dễ dàng bị những người đó trước thời hạn nhận ra được. Đến lúc đó, bọn họ một đạo thần niệm liền có thể đem ngươi cái này nho nhỏ uy hiếp lao đi. Diệp Thần ngẩn ra, sau lưng một cổ cảm giác lạnh như băng. Hắn biết cái này ông già không thể nào lừa gạt hắn. Hắn bây giờ thực lực căn bản không đủ để và cái đó cái gọi là thế lực chống lại. Hắn mới vừa muốn hỏi cái gì, ông già nhưng là hoàn toàn không để ý tới sẽ, trực tiếp ngắt lời nói, thứ hai, sau lưng ngươi. Lời còn chưa nói hết, ông già đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng phương hướng tây bắc vừa thấy. Hắn hừ lạnh một tiếng, xem ra, những tên kia còn không có để mắt tới ngươi, ngươi ngược lại là trước thời hạn bị khác người theo dõi. Ta không sợ những cái đứa nhỏ kia, nhưng là ta tồn tại không thể bị một ít người biết, nếu không, không riêng gì ngươi, thậm chí còn ra ra ngươi bày ra cục cũng sẽ hủy trong chốc lát. Ta rời đi trước, ngươi tiếp tục đi đường đi, mấy ngày nữa, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hy vọng, ngươi đến lúc đó có thể còn sống rời đi buổi đấu giá. Nói xong, ông già chính là rất miễn cưỡng từ Diệp Thần trong tầm mắt rời đi. Diệp Thần biết mình một khi tiến vào cục này rất khó rời đi, bất quá dưới mắt, hắn thực lực không đủ, có ít thứ đích xác không có tư cách biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hắn theo phương hướng tây bắc nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục hướng Độc Cô gia tộc phương hướng đi đường. Bắc Phực, một phiến gọi là Thiên Kiếm đất cụm núi bên trong, mỗi một ngọn núi cũng cắm một chuôi ngàn trượng cự kiếm, bốn phía lay động kiếm khí và mây mù. Lộ vẻ được phá lệ linh hoạt kỳ ảo, chính giữa vạn trượng thánh sơn trên, tọa lạc một nơi nguy nga lộng lẫy cung điện nhóm. Cầm đầu cung điện to lớn, toàn thân là do hợp đạo thần khí chất liệu chế tạo mà thành. Là một tòa hiển hóa đi ra ngoài cung điện loại hợp đạo thần khí. Cung điện loại thần khí. Lớn nhất tác dụng chính là, tùy thời tùy chỗ có thể người ra vẻ đi vào, hơn nữa thu nhỏ lại mang đi, bất quá tòa cung điện này sừng sững ở thánh sơn trên. Đã vạn năm không có di chuyển động tới, mà ngày hôm nay muốn di động, nhưng là không làm được. Cùng cung điện loại thần khí phối hợp chặt chẽ gần xa chính là nhóm lớn võ giả, có người mặc hắc bào, có mặc hồng bào, quần áo trắng đợi một chút, là tới từ hồn điện, thánh long gia tộc và bách tiên vương cung võ giả. Cung điện loại thần khí quanh mình, gắn đầy vạn kiếm đế cung tất cả lớn võ giả, tất cả tay cầm trường kiếm ngự không, cả người bạch bào cũng nhiễm thành màu máu. Xem trước khi tới trải qua một lần huyết chiến, tuyệt đại đa số địa giới cũng bị chiếm cứ, chỉ còn lại cốt lõi nhất chỗ cung điện, còn chưa bị công chiếm. Nơi đây, chính là vạn kiếm đế cung trụ sở chính. Như ban đầu Thanh Kiếm Tiên Tôn và Diệp Thần nói như vậy, đụng phải 5 vị phong thần võ giả, 12 vị tạo hóa cảnh tiên tôn, thậm chí càng hơn võ giả công kích, vạn kiếm đế cung tổn thất thảm trọng. Trong cung điện, 5 vị kiếm thần ngồi ngay ngắn đại sảnh. So với Thanh Kiếm Tiên Tôn cùng 16 vị kiếm tôn thương thế không nhẹ, không thiếu tiên tôn tay chân đều bị cắt đứt, khó mà khép lại. Các vị, tình huống hôm nay rất nghiêm trọng, chúng ta cố nhiên là có thể rời đi, nhưng là những đệ tử kia, liền thì không cách nào trốn chạy. Vạn kiếm cung đã bị phong tỏa, bổn thần thì không cách nào thu nhỏ lại mang đi. Ngồi ngay ngắn chủ vị liệt diễm kiếm thần bất đắc dĩ nói. Hắn bất ngờ chính là vạn kiếm đế cung cung chủ, tinh khiếu cảnh đại năng. Có thể cho dù là cái này cùng kiếm thần, đều khó là kế, đối mặt vây khốn mà đến liên quân, bó tay, nếu không phải tu vi cao thâm, kiếm pháp tinh tuyệt, sợ rằng đã bị thương thật nặng. Trốn. Không được, ngoài ra một vị băng xương kiếm thần tức giận xông lên, phẫn nộ quát, chúng ta nếu là đi, phía sau trong cung điện mấy trăm ngàn đệ tử làm thế nào? Chết trận ở bên ngoài hơn ngàn thần vương cảnh đệ tử, mấy trăm hỗn nguyên cảnh hộ pháp, trên trăm hợp đạo thần quân làm thế nào? Bọn họ thù, không báo à? Hồn điện, thánh long gia tộc, bách tiên vương cung, những thứ này đáng chết khốn kiếp. Không phải là giết bọn họ vài cái đệ tử đích truyền, nhi tử nữ nhi mà thôi, còn như vậy sao? Chẳng lẽ là gạt phái ta lão tổ tọa hóa, không người nào có thể trấn áp bọn họ?
ba thế lực lớn, khởi sẽ chỉ là bởi vì chúng ta giết bọn họ vài con cái đệ tử liền hưng sư động chúng. Bên cạnh, người mặc màu vàng nhạt trường bào nữ kiếm thần than thở một tiếng, ánh mắt quét qua trong phòng khách rất nhiều võ giả, nói, lão tổ bởi vì tổn thương tọa hóa, chuyện này vốn đã ẩn 300 năm. Kết quả là ai truyền đi? Nữ kiếm thần chính là vạn kiếm đế cung phó cung chủ, hào phóng biển kiếm thần, thực lực không kém, nhưng cũng suýt nữa bị hồn điện lão già kia tập sát. Hồn điện lão gia, một số bị chiêu mộ đi ma vực, không nghĩ tới chạy đến không thiếu, còn liên hiệp thánh long gia tộc bộ phận lực lượng, vây giết vạn kiếm đế cung. Lửa cháy mạnh, băng xương, hoàng bộ, hào phóng biển, cút ra đây đánh một trận. Năm xưa, các ngươi dám giết chúng ta tam tổ, hôm nay quyết tử chiến một trận. Một vị bách tiên vương cung phong thần trưởng lão bay vào tới, lớn tiếng thách thức. Lão yêu bà. Ta sợ ngươi sao? Một vị người mặc màu vàng đất trường bào kiếm thần, nghịch thiên bầu trời mênh mông đánh giết ra, kiếm ra thiên địa kinh, vô số kiếm khí nếu như đầy trời tinh thần vậy nghịch sông lên lên, chính giữa bao quanh một cổ kiếm lưu, liền thật giống như ngân hà vậy, mãnh liệt đụng ra. So với, bách tiên vương cung trưởng lão lấy ra một chuôi màu xanh trường đao, bổ ngang một đao, ánh đao hóa thành một tòa thế giới nhỏ bay vào tới. Hai cổ lực lượng va chạm, nổ tung, dẫn được xé trời vang, đồng thời phá hủy từng ngọn cắm cự kiếm đỉnh núi. Rất nhanh, hoàng bộ kiếm thần liền và bách tiên vương cung phong thần trưởng lão chém giết chung một chỗ, giống như hai vầng thái dương ở va chạm vậy, trong chốc lát đất đai đều run rẩy, ngay chớp mắt hai người giao thủ hơn ngàn chiêu, chính giữa một vầng thái dương ánh sáng đổ sộ giảm. Hoàng bộ lão tặc, giao ra chân thần khí, tha người cùng không chết. Lại một vị hồn tộc phong thần võ giả phóng lên cao, hóa thành mặt trời nóng rực liều chết xung phong đi vào, giữa trời đất lại lần nữa vang lên tiếng nổ kịch liệt, không tới bọn họ cảnh giới này, cũng chỉ có thể thấy được hai vầng thái dương đem một vầng thái dương bọc lại trung tâm mãnh công, căn bản không thấy rõ cụ thể chiêu thức. Chúng ta tới đây, một là báo thù, hai là thật thần khí, trong tay các ngươi chân thần khí, có thể để cho một vị thần long gia tộc phong thần đỉnh cấp trưởng lão phá cảnh. Thành tựu phong môn cảnh, đứng hàng chân thần cảnh, đối với đối kháng ma vực chiến cuộc có lợi, ngoan ngoãn giao ra đi. Dù sao người phái lão tổ đã chết, hồn tộc phong thần trưởng lão một bên mãnh công một bên đòi chân thần khí. Cốc cốc cốc, binh bịch bịch, giữa trời đất chấn động kịch liệt, núi rừng chập chờn, từng đạo tia chớp bổ xuống, vạn đạo kim quang băng hiện, dẫn được hải vực phụ cận kịch liệt chập chờn. Theo tới vạn cổ kiếm khí. Nếu như thái sơ thần quang, phá vỡ thiên địa, đánh nát hai người thời không quy luật, nhưng là bị thương nặng, một chọi hai, vốn là không chiếm theo ưu thế, huống chi hoàng bộ kiếm thần nhiều lần nhất chiến, giờ phút này vậy đến mệt mỏi hết sức lúc. Vạn cổ đêm dài hóa thành kiếm. Giết! Hoàng bộ kiếm thần hăm hở tiến lên toàn lực chém ra một kiếm, sau đó không tức giận nói, tay sai, các ngươi hồn điện đám này tay sai, thần long gia tộc muốn chân thần khí, mình không đến. Phái các ngươi những con chó nô tài này và thánh long gia tộc, bách tiên vương cung người tới, thật không biết xấu hổ. Tiếng nói vừa dứt, gắng sức chém ra một kiếm kia bể tan tành, sau đó bản thân cũng bị hồn điện phong thần trưởng lão bị thương nặng. Sắp chết đang lúc, băng xương kiếm thần giết ra, thay thế hoàng bộ kiếm thần, những thứ khác vạn kiếm đế cung kiếm thần mới vừa muốn xuất thủ, đối diện bầu trời liền xuất hiện thần long gia tộc ba vị phong thần võ giả. Hai đại đứng đầu gia tộc, hai lớn hơn nhóm thế lực, phái tám vị phong thần võ giả, vây khốn vạn kiếm đế cung. Tám vị đối với năm vị. Dù là công lực không bằng cũng có ưu thế tuyệt đối. Thấy vậy, hào phóng biển kiếm thần và xương trắng kiếm thần, cũng chỉ có thể đón về bị thương nặng hoàng bộ kiếm thần, mà không có lập tức xông ra. Liệt diễm kiếm thần thấy vậy một màn này, ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác được thâm thúy không có sức. Nếu như năm xưa lão tổ vẫn còn ở, ta vạn kiếm đế cung ngang dọc bắc đông bên trong ba vực, vì sao còn như vậy? Vì sao còn như bị người đánh tới cửa, bị người tàn sát mấy chục ngàn tinh nhuệ đệ tử, mà không cách nào cứu giúp? Hận! Chỉ hận chiến lực chưa đủ. Chỉ hận không có đem phái ta khôi phục lại năm xưa chi vinh quang, nếu như hội tụ năm xưa 18 vị kiếm tôn, liên hiệp bảy trận, cũng có thể so với 1-2 vị phong thần. Đến lúc đó, nhất định sẽ có phần thắng, hơn nữa có thể bước lui bốn đại thế lực người. Quá mạnh mẽ!
Hoàng bộ kiếm thần ảm đạm thất sắc. Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc, chống cự ma vực đồng thời, lại có thể cũng còn lưu lại dư lực tới tấn công bọn họ. Cũng may, bọn họ Vạn Kiếm Đế Cung cũng không có tuân theo hai đại gia tộc mệnh lệnh, phái kiếm thần chạy tới Bắc vực đỉnh chống cự ma vực, nếu không hôm nay bị như tập kích này, đã sớm suy vi. Biện pháp sống, không phải là không phải, chỉ là những đệ tử kia. Xương trắng kiếm thần than thở một tiếng, nói chúng ta thật muốn rời khỏi, 5 vị kiếm thần, 16 vị kiếm tôn hợp lực, đánh ra không thành vấn đề, chỉ là chúng ta đệ tử. Bọn họ vậy đánh đúng, chúng ta sẽ không bỏ rơi môn hạ tinh nhuệ đệ tử chạy trốn. Hắn nhìn xa xa bay lên không 8 vị phong thần võ giả, cùng với dần dần rơi vào hạ phong băng xương kiếm thần, tự lẩm bẩm, bọn họ không có tiến công bằng sức mạnh. Là muốn bức bách chúng ta chủ động giao ra lão tổ lưu lại chân thần khí, mà chúng ta vậy sẽ không giao đi ra ngoài. Nếu như giờ phút này, lại hơn 2 vị kiếm tôn. Phối hợp phái ta nội tình, chống lại hắn 8 vị phong thần võ giả, không phải là không được. Vạn Kiếm Đế Cung, 5 vị kiếm thần. Như vậy khổng lồ môn phái, chỉ có thể từng vị kiếm thần xuất chiến. Vì sao? Bởi vì phe địch tinh khiếu cảnh phong thần võ giả so bọn họ hơn. Bọn họ dám toàn lực ra tay, toàn bộ xuất chiến, như vậy sau lưng đệ tử liền muốn bị tàn sát, không hoàn toàn lực ra tay cũng chỉ có thể từng cái ra tay, từng cái bị thương nặng. Trốn không được, chiến không được, càng không giải nguy phương pháp. Nhiều hơn 2 vị kiếm tôn. Hợp đạo cảnh tinh nhuệ đệ tử, đều đã chết hơn nửa. Nếu như hồi phục đâu? Thanh kiếm tiên tôn chợt nói, cung chủ, chư vị thái thượng trưởng lão, phái ta đã từng bỏ mình hơn vị kiếm tôn, đều lưu lại thần niệm ở cung nội, nếu như đem hết toàn lực sống lại bọn họ, chưa chắc không thể đánh một trận. Không thể thực hiện được. Dù là dùng hết nội tình, linh hắn sống lại sau chiến lực tối đa chỉ có hợp đạo cảnh. Liệt diễm kiếm thần từ từ vừa nói, chợt hỏi, kiếm xanh, người nói băng kiếm còn chưa chết. 5 vạn năm trước. Hắn chính là tạo hóa cảnh trung kỳ. Bây giờ, 50.000 năm trôi qua, năm xưa băng kiếm sư đệ, chắc bước vào tinh khiếu cảnh, phong thức hiệu kiếm thần chứ. Nếu như băng kiếm sư đệ trở về, ngược lại là có thể rõ ràng cái này nguy nan. Hoàng bộ kiếm thần cũng là như vậy nói, hơn 1 vị kiếm thần, có thể chống lại 2 vị yếu hơn Bách Tiên Vương cung phong thần trưởng lão, lại do cường đại băng xương kiếm thần. Ngăn cản 2 vị hồn điện phong thần võ giả, 4 vị khác, 1 chọi 1, tất nhiên có thể chiến Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc 4 vị tinh khiếu cảnh võ giả. Oanh! Nói chuyện bây giờ, thiên địa biến sắc, 100.000 đạo lôi quang lóe lên, khí tức hủy diệt tràn đầy các nơi. Băng xương kiếm thần lấy 1 địch 3, trọng thương tháo chạy mà về, nhưng cũng đem 1 vị hồn tộc phong thần trưởng lão bị thương nặng. Còn suýt nữa đem ngoài ra 1 vị Thánh Long gia tộc phong thần võ giả chém chết. Rào 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 rào. Rào rào. Vạn Kiếm Đế Cung 4 phía, bắn nhanh ăn gian 100 đạo thần quang, ngưng kết là 1 cái bảo vệ che chở, hết sức cường hãn, tạm thời có thể chống đỡ phong thần võ giả công kích. Băng xương kiếm thần cả người máu tươi bước vào trong đại đường, tê liệt ngồi ở trên cái ghế của mình bắt đầu chữa thương, hiển nhiên thương thế so hoàng bộ kiếm thần đều phải nặng. Thấy như một màn này, mấy vị kiếm thần cũng lo lắng, rối rít nhìn về phía Thanh Kiếm Tiên Tôn. Trước mắt, chỉ có băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt trở về, mới có thể giải quyết khốn cảnh chứ. Thanh Kiếm Tiên Tôn đứng ra nói, cung chủ, băng kiếm trưởng lão, mấy năm trước thu 1 người học trò, tên là Diệp Thần. Diệp Thần đã từng thấy qua băng kiếm trưởng lão thần niệm thể, hẳn biết băng kiếm trưởng lão thân phận thật sự chỗ. Huống chi? Càn khôn sát vực khắp nơi tràn đầy tiên khí và bí bảo, băng kiếm trưởng lão bị kẹt 50.000 năm, chắc có thể tu luyện, rất có thể lên cấp tạo hóa cảnh, phong tước hiệu kiếm thần. Thanh kiếm tiên tôn nghĩ ra một cái to gan ý tưởng, nói, nếu là có thể, ta cảm thấy trước tạm thời bế cung 1 tháng, chờ đợi các vị thái thượng trưởng lão cũng khôi phục, từ 1 vị thái thượng trưởng lão mang ta, giết ra trùng vây, đi tìm Diệp Thần. Để cho Diệp Thần mang chúng ta. Cưỡng ép xông vào càn khôn sát vực, giải cứu băng kiếm trưởng lão. Đến lúc đó, chúng ta 2 vị kiếm thần, 1 vị kiếm tôn, phối hợp chư vị giết đi vào, là được đánh lui bọn họ, cũng tốt nhân cơ hội mang các đệ tử rời đi. Đi Nam vực cũng tốt, Đông vực cũng được, dù sao trừ đi Tây vực ra,
Các vực khác đều có phong tước hiệu chân thần tiền bối chấn giữ, hai gia tộc lớn tất nhiên không cách nào hoàn toàn truy đuổi giết chúng ta. Ẩn núp một đoạn thời gian. Chờ đợi cung chủ chứa chân thần khí, lên cấp phong môn cảnh. Đến lúc đó, liền không cần lại sợ hai đại đứng đầu gia tộc. Trốn. Không thể không trốn, lớn như vậy vạn kiếm đế cung chỉ có thể bỏ trốn. Lời này vừa nói ra, trong phòng khách tất cả mọi người yên lặng đi xuống, mỗi người cũng đang suy tư có được hay không. Được. Kế này, cũng được. Liền ta ở bên trong bốn vị kiếm thần, dựa vào hộ sơn đại trận và chân thần khí, có thể kháng cự đếm tháng. Liệt diễm kiếm thần thận trọng nhìn về phía băng xương kiếm thần và thanh kiếm tiên tôn, nói, xin nhờ hai vị. Nói xong, liệt diễm kiếm thần lấy ra chân tàng bảo vật, thần thiên dịch, năm xưa phong tước hiệu chân thần yêu tộc huyết dịch. Hắn đưa cho băng xương kiếm thần, nói, vạn kiếm đế cung hết thảy, xin nhờ hai vị, một tháng sau đó, tự mình ngăn cản bọn họ, hộ tống các ngươi rời đi, dù là không có tìm được băng kiếm sư đệ, cũng có thể đi tìm phượng hoàng gia tộc tới cứu viện. Chân thần khí, cho dù cuối cùng muốn giao ra, ta tình nguyện đưa cho phượng hoàng gia tộc, cũng không cho bọn họ. Bắc vực mưa gió biến hóa. Tây vực bên trong nhưng là sáu thế lực lớn cũng đang chuẩn bị triệu tập đấu giá hội họp lớn. Thiên kiếm thành chuẩn bị có 10 ngày thời gian chuẩn bị. Ngày thứ 7 lúc, một cái mang mặt nạ thanh niên, từ cửa bắc đi vào. Thanh niên một tay cầm kiếm, lưng đeo đỉnh đầu trúc nón, giống như là một tầm thường dân gian võ giả, đặc biệt làm săn giết thấp cùng yêu thú buôn bán đánh cá người như nhau, thần vương cảnh tam tầng thiên tu vi. Ở rất nhiều tràn vào thiên kiếm thành dân gian trong võ giả, không tầm thường chút nào. Thậm chí chung quanh khắp nơi đều là hỗn nguyên cảnh tôn giả. Cuối cùng cũng tới. Đi đường chạy nửa tháng. Diệp thần thở dài một tiếng, thấy dưới bầu trời nổi lên tiểu vũ, liền lấy ra sau lưng trúc nón mang theo, vỗ một cái thanh bào lên bụi bặm, ánh mắt quét qua trước mắt nhóm lớn võ giả, suy tư nói từ Bắc Cung gia tộc hạt, chạy tới Độc Cô gia tộc hạt. Vượt qua 13 triệu dặm, 6, 5 triệu cây em. Coi như là cho ta mệt mỏi quá sức à. Cái này còn là điều khiển phi thuyền tốc độ đi đường. Lấy Diệp thần tốc độ bây giờ, trở lại Hoa Hạ, lượn quanh cầu một vòng cũng chỉ cần mấy phút sự việc. Không nghĩ tới quang đi đường từ một gia tộc phạm vi đến một cái khác gia tộc thời gian, tốn nửa tháng lâu, địa vực chi bát ngát, dọc đường hung hiểm, nếu không phải Diệp thần tu vi cao thâm, chiến lực cao mạnh. Sợ rằng nửa đường liền chết. Rất nhiều người thần cảnh võ giả, thậm chí thần vương cảnh võ giả. Ở địa phương nhỏ xa xôi làm cái thành chủ, làm người lính gác đội trưởng còn không quan hệ, như muốn ngao du linh võ đại lục, không có hỗn nguyên cảnh tu vi, không có lĩnh ngộ không gian quy luật, không thể phá mở hư không người đi đường nói, chính là vượt qua một vực chi địa cũng được hao phí không nhỏ thời gian. Chữ thiên các, chữ địa các. Diệp thần đi tới một cái đường phố, nhìn bên cạnh hai cái to lớn vô cùng phòng đấu giá, so Hoa Hạ ổ chim cũng phải lớn hơn gấp trăm ngàn lần chi hơn, nhưng là chạm trổ so với là giống nhau hai cái tên chữ, chẳng lẽ buổi đấu giá còn phân từng cái trận lần. Nếu là phòng đấu giá nhiều nói, thì phiền toái. Những lời này Diệp thần nói không ra lời, bất quá, hắn ý tưởng ngược lại là theo người đi đường thời gian mà có chút biến hóa. Độc Cô gia tộc tự chủ mở buổi đấu giá. Vậy cũng không cần cướp tông phái ổ à, trực tiếp cướp buổi đấu giá. Cướp hoàn buổi đấu giá bảo vật, sau đó tìm một chỗ bố trí càn khôn thiên long trận, để cho kỳ lâm độ kiếp không thì phải. Nhưng là, buổi đấu giá chia hết mấy trận lần, thời gian lúc nào mới sẽ vận chuyển bảo vật tới đây? Thời gian lúc nào, sẽ đem bảo vật vận chuyển đến trong phòng đấu giá? Không cùng trận lần phòng đấu giá. Cũng có cái gì cấp bậc tồn tại chấn giữ à? Đây hết thảy tin tức, cũng được điều tra. Cái đó ngu xuẩn tiểu tử, ngây ngô làm gì à? Kêu người đâu, nói chuyện. Ngay tại Diệp thần trầm tư đang lúc, một cái cẩm bào thanh niên cắt đứt Diệp thần suy nghĩ, hắn chậm rãi đi tới, một mặt ngạo nghễ nhìn về phía Diệp thần, hừ lạnh nói, còn mang mặt nạ, làm cái gì người không nhận ra sự việc à? Rào rào. Cẩm bào thanh niên đang muốn vẫy tay đi lấy Diệp thần mặt nạ nháy mắt, Diệp thần một cái rời bước mau tránh ra, thân hình như lôi điện vậy nhanh chóng. Quanh mình còn lóe lên đạo đạo còn sót lại lôi quang, dẫn được mọi người hoảng sợ.
thậm chí một cổ vô hình đợt khí hướng cái đó cẩm bào thanh niên đụng đi. Cẩm bào thanh niên hơi biến sắc mặt, hắn xem Diệp Thần bất quá là thần vương cảnh, làm sao nghĩ được sẽ có như vậy lực lượng. Mấu chốt khí này sóng lại là chuyện gì xảy ra? Hắn thân thể lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững. Chật vật đến trình độ cao nhất. Giờ khắc này, cẩm bào thanh niên trong mắt ngạo nghễ biến mất. Một cổ vô hình tức giận phun trào. Vèo vèo, vèo. Ba cái người trung niên tung người tới, trong tay đao kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Diệp Thần, tựa hồ là che chở cẩm bào thanh niên. Ba cái người trung niên, tu vi đều không thấp, một người cầm đầu là hỗn nguyên cảnh lục tầng thiên, ngược lại là và Trịnh Bá có chút tương đương, trên gương mặt có một cái cao lớn đao sẹo, lộ vẻ được phá lệ dữ tợn, giống vậy người mặc cẩm bào, trước ngực chạm chỗ một chuôi màu đỏ đoản đao, tựa hồ là tông môn trang phục. Đao sẹo hộ vệ tỏ ý Diệp Thần, nói, thằng nhóc, ngươi không có mắt à? Lại dám đánh lại, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là tự đoạn một cánh tay, hoặc là đi lên giao phó tình huống, chúng ta hổ đao các, không phải ngươi có thể trêu chọc. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Hắn chân thực không muốn gây chuyện. Nhưng là trước mắt sự việc quá khó hiểu đi. Hổ đao các, cái gì rác dưới, ngại quá, chưa từng nghe qua. Diệp Thần thanh âm đạm mạc chỉ như vậy chậm rãi rơi xuống. Không chút kiêng kỵ nào. Môn phái này Diệp Thần thật lòng chưa từng nghe qua, năm vực chính giữa không có để cho cái tên này bên trong nhóm thế lực, thậm chí lên nhóm thế lực cũng không có kêu cái tên này, vậy hiển nhiên chính là hạ cùng môn phái. Đối với loại này tông môn, hắn tự nhiên không quan tâm. Ngươi, thật là to gan à. Bổn công tử chính là hổ đao các công tử. Người ngoài thấy ta đều phải khom lưng khuỵ gối, khom người gật đầu, người lại còn dám như vậy cuồng ngông. Vị kia cẩm bào thanh niên sắc mặt hoàn toàn đen xuống. Hắn tự nhiên có hắn cuồng ngạo vốn, chỉ vì là hắn kêu tu hổ lam. Là đỉnh đỉnh nổi danh hổ đao các công tử. Thân phận tôn quý, dị bẩm thiên phú. Đao sẹo hộ vệ tự nhiên cảm nhận được công tử tức giận, sát khí bùng nổ, căm tức nhìn Diệp Thần nói. Thật là to gan. Ta xem cảnh giới của ngươi, cũng ở đây thần vương cảnh tam tầng thiên. Như vậy lên tiếng liều lĩnh, lại không giống như là đại phái đệ tử, thật lấy là chúng ta không dám thu thập ngươi. Đao sẹo hộ vệ thanh âm lạnh như băng, đe dọa trắng trợn, từ lấy là từ Diệp Thần quần áo và phối dựng binh khí tới xem, đối phương chỉ là một dân gian võ giả, nhìn tuổi không lớn lắm, sợ rằng không có gì bối cảnh. Nếu không bối cảnh, còn dám ngông cuồng như vậy. Thật lấy là bọn họ hổ đao các là con kiến hôi. Bọn họ nhưng mà độc cô gia tộc dưới quyền 300 hạ cùng trong tông phái, hạng trước 10 hổ đao các à. Ta không có hứng thú, ta vậy không muốn động thủ. Diệp Thần liền hồn tộc và Bắc cung gia tộc đều không sợ, lại làm sao sẽ cùng loại rác dưới này tông môn dây dưa, hắn hai tay chắp sau lưng, xoay người rời đi. Hoàn toàn đem mọi người làm không khí vậy. Giờ khắc này, Tu Hổ Lam và nhiều người nhiều hộ vệ sắc mặt hoàn toàn tối. Bọn họ chưa từng ở chỗ này nhận như vậy khinh thường. Tiểu súc sinh, tự tìm cái chết. Rào rào. Một đạo đao mang phù không mà đi, kinh được mọi người hoảng sợ. Vị kia đao sẹo hộ vệ ra tay. Diệp Thần tự nhiên cảm thấy ý định giết người, còn người ngay tức thì lạnh như băng. Mới vừa muốn động thủ. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Chỉ gặp bên cạnh một vị người chấp pháp rút kiếm ra, làm vỡ nát đao mang, khua kiếm chỉ đao sẹo hộ vệ, nói, đấu giá hội họp lớn sắp triệu tập, các ngươi khiêm tốn một chút, còn dám gây chuyện, đừng trách chúng ta không khách khí. Người chấp pháp. Nơi này người chấp pháp, đều là thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh tu vi. Rõ ràng so với lúc trước thiên linh thành người chấp pháp cường đại hơn được nhiều, vậy thức thời được nhiều. Thấy vậy. Đao sẹo hộ vệ than thở một tiếng, thu đao, ôm quyền nói, xin lỗi, chúng ta không biết. Chợt một khắc sau, tôn kính mà lễ phép thái độ hoàn toàn biến mất, hung tợn nhìn về phía Diệp Thần, nói tiểu súc sinh, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, trong thành chấp pháp có lệnh, đấu giá hội họp lớn kết thúc trước không thể ra máu tanh chuyện, ta không cách nào giết ngươi. Nhưng là không đại biểu hội họp lớn kết thúc, ngươi còn có thể sống. À! Diệp Thần hoàn toàn nhìn hờ hững, trực tiếp nghiêng đầu đi. Lần này hắn tới đây chỗ, có chuyện trọng yếu hơn.
nếu không cũng không sẽ mang mặt nạ, hết sức che giấu mình. Lại không bại lộ trước, tốt nhất hỏi dò tốt tình huống, nếu không bị hồn tộc cũng hoặc là Độc Cô gia tộc người biết, cũng không tốt ra tay. Người đi đường đoạn này thời gian, Diệp Thần nhiều lần phát hiện sau lưng có hợp đạo thần quân đang truy tung mình, thậm chí tiến vào Độc Cô gia tộc hạt sau đó, đầu tiên là nhận được Độc Cô gia tộc liên quan tới lần đấu giá này hội họp lớn thư mời. Thư mời để cho Diệp Thần cảm thấy cổ quái. Mình giết Độc Cô gia tộc công tử, Độc Cô gia tộc lại còn mời tự mình tới tham gia đấu giá hội họp lớn. Rõ ràng giáp tâm không thể dò được. Huống chi, Diệp Thần còn cảm ứng được có Độc Cô gia tộc hỗn nguyên cảnh hộ pháp, thậm chí hợp đạo thần quân vậy đang dò xét, theo dõi mình tình huống. Dứt khoát. Hai ngày trước, Diệp Thần che giấu mình hơi thở, kiểu giả dạng làm như vậy dáng vẻ, vào thành. Giống như là hắn cái này cùng trang phục dân gian võ giả, tới tham gia buổi đấu giá, mua kiện thần vương khí người không biết có nhiều ít, Độc Cô gia tộc còn có thể từng cái lục soát không được. Chỉ phải tạm thời không ra tay, Độc Cô gia tộc người liền không cách nào phát hiện hắn. Hừ, cái thằng nhóc này, thật là không biết sống chết, Tu Hổ Lam công tử ôm tay hừ lạnh, hiển nhiên trong lòng tức giận còn chưa tản ra. Công tử, không cần tức giận. Đao Sẹo hộ vệ lộ ra nụ cười âm trầm, nói, nghe, Thiên Hương các gần đây tới một nhóm gái trinh, không ngại đi thử một lần. Nghe, chính giữa có chút cô gái, là Mạnh Đoạt lại, một mực không theo chuyện này, tin tưởng có một phong vị khác. Thật không, Tu Hổ Lam cặp mắt dâng lên đạo đạo dâm tà sáng bóng, thậm chí thân thể đều run rẩy động. Đao Sẹo hộ vệ nụ cười sâu hơn, tiếp tục nói kiểu đàn bà gì đều có. Hơn nữa Thiên Hương các thời thời khắc khắc cũng sẽ đi Thiên Kiếm Thành bên trong phổ thông khu nhà ở, tìm kiếm các loại thiên nhiên người đẹp, mỗi cái cũng là mới vừa bắt tới đây. Bảo đảm tươi nóng. Buổi tối, chúng ta đi thử một lần. Nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tu Hổ Lam công tử cũng sắp không nhịn được. Công tử, không nóng này. Chúng ta còn được trước đem đại trưởng lão an bài sự việc làm mới được à. Đao Sẹo hộ vệ cùng Tu Hổ Lam công tử các người, đi tới một phiến kiến trúc khu, liền nói, đại trưởng lão nhưng mà trước an bài chúng ta tới Thiên Kiếm Thành mua chỗ nhà. Lần này à, chúng ta Hổ Đao Các sẽ vận chuyển nhiều đấu giá bảo vật, chính giữa thậm chí bao gồm 20 kiện hỗn nguyên tiên khí, 53 kiện hợp đạo thần khí đâu. Một phần trong đó đổi lấy một ít cao hơn hợp đạo thần khí, dùng cho bên trong môn phái rất nhiều cao thủ phá cảnh. Thêm nữa à, hắn nụ cười sâu hơn, nói còn có thể giúp công tử đổi lấy một ít tư âm bổ dương ngàn năm linh nhân sâm, vạn thần thu thảo, những thứ này nếu như ăn xong, bổ túc thiếu hụt, có lẽ có thể tiến hơn một bước, đến hỗn nguyên cảnh. Đúng là như vậy, Tu Hổ Lam công tử cặp mắt để linh quang, suy tư nói, lần này, chúng ta mua một tòa nhà lớn, dùng để dành đấu giá vật, cùng với cung cấp tất cả trưởng lão bọn hộ vệ cư trú. Nhưng là... Đại trưởng lão tự mình xuất đội, vì sao không đem đấu giá vật, trực tiếp để dành ở Thiên Bảo Các đâu? Đao Sẹo hộ vệ nghe được câu này, một hồi đau lòng, nói, công tử à, người ngu à? Hắn lặng lẽ truyền âm nói, công tử à, người biết lần này đại trưởng lão dẫn đội, muốn đưa tới nhiều ít bảo vật sao? Nhiều ít à? Không phải trên dưới 100 kiện hỗn nguyên tiên khí à? Tu Hổ Lam công tử sững sốt một chút. Đó là trên mặt nổi à. Đao Sẹo hộ vệ nói, ta ở trong gia tộc, cũng coi là thất trưởng lão, lần này ngươi phải ra tới, ta mới đi theo ngươi, bảo vệ ngươi cái này các chủ duy nhất nhi tử à. Lần đấu giá này sẽ cũng không có tưởng tượng như thế đơn giản. Các chủ và đại trưởng lão đều cảm giác không đúng, tựa hồ mưa gió sắp tới, cho nên đại trưởng lão cố ý tự mình dẫn đội, duy nhất đem trong môn phái không cần 300 kiện thần vương khí. 27 chuôi hỗn nguyên tiên khí, thậm chí còn có 7 chuôi đặc thù kiểu hợp đạo thần khí đều mang đến. Cộng thêm lên những thứ khác tiên tài, cực phẩm tiên thạch đợi một chút, cơ hồ đem bảo khố cũng rời trống, sẽ chờ lần này tới đổi một ít chúng ta có thể dùng được hợp đạo thần khí à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.